không chỉ không còn, còn xuất hiện ở trong tay Vương Nhất một cách quỷ dị. Vương Nhất nghịch một chút hai thanh đao trong tay, mỉm cười hờ hững. Các người gọi là Nam Bắc song đao đúng không? Kỹ thuật dùng đao không qua ải. Cậu! Nhìn một màn này, hai mắt của Nam Bắc song đao trở nên vô cùng kinh hãi. Lúc này tứ chỉ bọn họ lạnh toát, vô cùng cứng ngắc, ngay cả chạy cũng không chạy được. Có thể thần không biết quỷ không hay trong vô thức đoạt mất loan đao trong tay bọn họ, chứng tỏ thực lực của Vương Nhất cao hơn bọn họ. Giống như hai thiếu nhi vừa mới đi học đang đi đường xảy ra xung đột với người trưởng thành khỏe mạnh, hai bên căn bản không phải cùng một cấp bậc. Cậu rốt cuộc là ai? Nam Đao nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt không dám tin mà đánh giá Vương Nhất. Lúc này ông ta vậy mà đang run rẩy. Người giết ông. Vương Nhất vừa dứt lời thì nhấc chân, tung một cước. Bụp. Cơ thể của Nam Đao giống như đứt dây, lảo đảo, bay thẳng ra rất xa. Cùng lúc đó, anh lại túm lấy cổ họng của Bắc Đao, nhấc ông ta lên, lạnh lùng nhìn ông ta. Nếu là bình thường, tôi không để bụng mà chơi với các người, nhưng bây giờ tôi đang tìm con gái của tôi, các người ra tay với tôi là ngăn cản tôi tìm con gái, xin lỗi. Giọng nói Vương Nhất vô cùng lạnh lẽo, ngay sau đó bàn tay túm Bắc Đao bông dừng sức. Rắc, yết hầu của Bắc Đao bị Vương Nhất vặn gấy, ngã ra một cách yếu ớt. Cơ thể của Bắc Đao không có bất cứ dấu hiệu của sự sống, ông ta đã tắt thở. Bắc Đao. Nam Đao bị ném ra ngoài nhìn thấy Bắc Đao chết thảm, lập tức hét lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu. Tôi giết cậu. Ông ta giống như không cần mạng, liều chết lao về phía Vương Nhất. Vương Nhất lạnh nhạt quét qua, sau đó nhón chân nhảy lên. Loan đao trên đất được Vương Nhất cầm lên. Bụp. Dùng sức đá, thanh loan đao đó hóa thành một đạo tàn ảnh. Lao nhanh về phía lỗ âng ngực của Nam Đao. Phụt, thanh đao này như mũi tên, đâm xuyên qua ngực của Nam Đao. Ngay lập tức, máu thịt bê án ra, máu me tràn ngập. Bụp, loan đao cắm mạnh vào bức tường của biệt thự nhà họ Hồ, vốn lưỡi đao màu trắng thì đã được nhuộm đỏ bởi máu. Mà thi thể của Nam Đao cũng bị mang qua đó, bị ghim chết ở trên bức tường cao. Thi thể vẫn đang lắc trái lắc phải. Máu tươi nhỏ tí rách xuống. Rơi xuống trán của Hồ Cương. Thi thể của Nam Đao treo ở trên đỉnh đầu của Hồ Cương. Vấn cơ thể Hồ Cương mềm nhũ, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Hai chân hơi run rẩy, quần ướt một mảng. Bị dọa tè ra quần rồi. Đám người Hạ Lãm nhìn tới ngây cả ra, sau đó bông bật cười ha ha. Cái gì mà Nam Bắc song đao, ở trước mặt cậu Vương không chịu nổi một kích. Không ai ngờ được, Nam Bắc song đao mạnh mẽ ở trong mắt người đời. Ở trước mặt Vương Nhất lại không chịu nổi một kích. Chỉ ba chiêu thì bị Vương Nhất giải quyết hết. Lúc này, tất cả mọi người của nhà họ Hồ mặt xám như tro, ngay cả Hồ Vĩnh Hiên cũng bụp một tiếng ngồi bệt trên đất. Nhà họ Hồ, lần này thật sự xong đời rồi. Hồ gia chủ, còn có ai nữa thì gọi hết ra đi, phái hai tên phế vật đi ra, tính là gì chứ? Hạ Lãm càng trực tiếp buông lời mỉa mai. Ở trước mặt cậu Vương, Nam Bắc song đao không phải là phế vật hay sao? Cậu Vương, tìm được cô Hồ Vĩnh Như rồi. Đột nhiên, một vệ sĩ của nhà họ Hạ vội vàng lao ra. Vương Nhất lập tức hỏi, ở đâu? Tên vệ sĩ đó phất tay, hai vệ sĩ đưa Hồ Vĩnh Như chạy tới. Cô ta tóc tai xóa ra, quần áo cũng không chỉnh tề lắm, nhìn dáng vẻ đã chịu không ít giày vò. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Vương Nhất thì cô ta túm chặt lấy tay của anh. Tử Lam bị đưa tới hầm nhốt lại rồi. Cái gì, tầng hầm? Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của Vương Nhất lập tức thay đổi. Vẻ mặt Hồ Vĩnh Như tràn ngập sự áy náy, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi không bảo vệ được Tử Lam, mang con bé tới nhà họ Hồ. Đúng vậy, nếu không phải Hồ Vĩnh Như đưa Vương Tử Lam đến nhà họ Hồ thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như này. Nhưng điều này không thể trở thành lý do để Vương Nhất trách móc Hồ Vĩnh Như. Ngược lại, anh phải cảm ơn Hồ Vĩnh Như đã bảo vệ con gái của anh. Cảm ơn cô đã bảo vệ Tử Lam. Vương Nhất cảm ơn từ tận đáy lòng. Chính vì Hồ Vĩnh Như bảo vệ Vương Tử Lam mới đi tới mức đối đầu với nhà họ Hồ, bị giam lỏng. Lúc này, vệ sĩ của nhà họ Lục, nhà họ Hạ và Hồ Hoàng Việt đều lục đục quay trở lại, nói với Vương Nhất, không phát hiện tầng hầm gì cả. Sắc mặt của Vương Nhất lập tức trở nên âm trầm, quay đầu lại, từ từ nhìn sang đám người Hồ Cương, Hồ Vĩnh Hiên. Tầng hầm ở đâu? Giọng của anh vô cùng lạnh lùng. Nhiệt độ của cả biệt thự nhà họ Hồ giảm thấp, rất nhiều người còn bị rùng mình. Hồ Cương không trả lời câu hỏi của Vương Nhất,
mà nhìn chằm chằm anh, nói, Vương Nhất, cậu là muốn đuổi cùng giết tận đối với nhà họ Hồ tôi sao? Tôi chỉ muốn tìm lại con gái của tôi. Vương Nhất nổi giận, giọng nói lập tức nâng lên quãng tám. Trong mắt anh là ngọn lửa đang cháy. Phàm là ai bị quét trúng thì không ai không run rẩy. Từ bước đầu tiên khi tôi bước vào nhà họ Hồ thì tôi chỉ muốn tìm lại con gái của tôi, không có bất cứ ý nghĩ gì với nhà họ Hồ các người. Là các người luôn ép tôi. Các người tốt nhất cầu nguyện con gái tôi không sao, nếu con bé thiếu một cọng tóc, nhà họ Hồ các người đều phải bồi táng. Giọng của Vương Nhất vô cùng lạnh lùng, căn bản không có chút nhân tính. Đừng nói cả nhà họ Hồ, tới cả Lãnh Nhan ở một bên cũng không dám thở mạnh. Trước đây thiếu chủ cũng từng tức giận như này, hơn nữa lần nào cũng có liên quan tới người thân. Người thân chính là vẩy ngược của thiếu chủ. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, ở cửa lại có một đoàn xe chạy tới, đều là xe thương vụ. Một đại đội chạy tới, có hộ vệ cầm súng, cũng có tinh anh thương nghiệp mặc vest chỉnh chu. Nhưng tất cả đều là ông trùm bình thường không hay xuất hiện, hiện nay lại tập trung đầy đủ. Ông Hạ, chúng tôi tới muộn. Gia chủ, ngài không sao chứ? Bọn họ tới bên cạnh Hạ Lãm, bao vây lấy Hạ Lãm, tiến hành bảo vệ. Đây là thủ vệ của nhà họ Hạ và chủ tịch công ty dưới trướng của nhà họ Hạ. Quanh đây còn có mấy người đàn ông có khí tức mạnh mẽ, ở một bên nhìn như hổ rình mồi. Bọn họ là cường giả nhà họ Hạ chiêu mộ, tất cả đều có thực lực như cấp bậc của ông. Cho dù có chút chênh lệch với Nam Bắc song đao, nhưng khoảng cách cũng sẽ không quá lớn. Là người của nhà họ Hạt. Tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều có vẻ mặt tuyệt vọng. Bao gồm cả đám người Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Minh Chính. Đặc biệt là sát khí sắc lạnh trên người Vương Nhất khiến bọn họ có loại cảm giác bị dồn vào đường cùng. Lúc này Hồ Cương cũng toát mồ hôi lạnh, cơ thể cũng hơi run rẩy. Nam Bắc song đao chết, cơ bản cũng tuyên bố nhà họ Hồ sẽ đi vào bước diệt vong. Còn phản kháng nữa cũng không còn ý nghĩa. Hít sâu một hơi, Hồ Cương đứng dậy, nói với Vương Nhất, tôi có thể đưa cậu đi, nhưng cậu phải đồng ý tha cho nhà họ Hồ tôi. Nếu con gái tôi không sao, ánh mắt Vương Nhất lạnh lẽo. Không hề có bất cứ nhượng bộ nào. Đám người Hồ Cương lập tức mặt mày xám như cho. Trước đó Vương Tử Lam bị Thành Trâm đưa đi, với mức độ oán hận của Thành Trâm đối với Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, chắc chắn sẽ không đối xử tốt với Vương Tử Lam. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Cương, Vương Nhất cất bước đi tới tầng hầm. Tao cho mày khóc này, tao cho mày khóc này. Trong tầng hầm u tối, bỗng nhiên truyền tới tiếng mắng chửi đầy tức giận của một người phụ nữ. Sau đó là tiếng khóc thê thảm của một cô bé. Dì ơi, đừng đánh cháu không khóc nữa. Nơi này chỉ là một hầm để xe, không phải tầng hầm theo nghĩa nghiêm ngặt. Đi qua rất nhiều chiếc xe sang, nhưng ở đằng sau một chiếc xe cuối cùng lại là một căn phòng nhỏ. Cửa căn phòng khép hờ, thấp thoáng phản chiếu ra ánh đèn hơi yếu, có thể nhìn thấy bên trong có một người phụ nữ và một cô bé. Người phụ nữ chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tỉnh trước kia, Thành Trâm. Cô bé kia đương nhiên là con gái của Vương Nhất, Vương Tử Lam. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu để Lý Khinh Hồng biết anh suýt nữa làm mất con gái, cô sẽ liều mạng với anh. Bịch bịch bịch. Đằng sau cũng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Đám người Hồ Cương, Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Vĩnh Như cũng chạy tới. Nhìn thấy một màn ba con đoàn tụ này, trong lòng tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Điều bọn họ sợ nhất là Thành Trâm hành hạ Vương Tử Lam. Nếu thật sự tới bước này, nhà họ Hồ diệt vong, gần như là chuyện chắc như đỉnh đóng cột. Có điều vẫn may, Vương Tử Lam không sao. Như này còn trừ lại một đường sống cho nhà họ Hồ. Thành Trâm ngược lại giống như thấy ma, vẻ mặt hết sức khó tin mà nhìn Vương Nhất. Theo cô ta, Vương Nhất căn bản không thể xông vào nhà họ Hồ. Cho dù có tới cũng sẽ bị nhà họ Hồ giết. Dù sao đây là nhà họ Hồ một trong ba đại hào môn của Giang Thành. Nhưng điều cô ta không ngờ là Vương Nhất không chỉ không sao, còn tìm được chỗ của cô ta. Trong nháy mắt, Thành Trâm bị dọa mất hết hồn vía, cả người đều đang run rẩy. Nhưng vào lúc này Vương Nhất không rảnh quan tâm Thành Trâm. Anh đang không ngừng rõ Vương Tử La Tử Lam không khóc, người phụ nữ xấu đó ba xử lý cô ta thay cho con. Không dễ gì Vương Tử Lam không khóc nữa. Vương Nhất mới từ từ xoay người lại. Khoảnh khắc xoay người đó, đôi mắt của Vương Nhất cực kỳ lạnh lẽo. Ở trong mắt anh, Thành Trâm đã là một người chết. Thiếu chủ, tôi giúp anh giết cô ta. Lãnh Nhan chuẩn bị ra tay.
Vương Nhất lại cản cô ta lại, cô đi trông Tử Lam, tôi đích thân ra tay. Lãnh Nhan lập tức lùi sang một bên. Cô ta biết thiếu chủ thật sự tức giận rồi. Thậm chí so với lúc ở bên ngoài biệt thự nhà họ Hồ còn tức giận hơn. Bầu không khí của cả tầng hầm cũng tụt xuống 0 độ. Trên đời này không ai dám động vào con gái của Vương Nhất anh. Vương Nhất, anh vậy mà còn sống. Khi Vương Nhất xuất hiện thì Thành Trâm đã biết chuyện lớn không hay rồi. Thành Trâm, trước đó tôi tha cho cô một mạng, cô còn xuất hiện ở trước mặt tôi, còn dám ra tay với con gái tôi thấy cô chán sống rồi. Vương Nhất cất bước đi về phía cô, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Nơi này là nhà họ Hồ, anh đừng làm bừa. Thành Trâm bị dọa không nhẹ, nhanh chóng chạy về phía Hồ Cương. Vốn muốn cầu xin sự che chở của nhà họ Hồ, đâu biết Hồ Cương lại tức giận gầm lên một tiếng, tát cô ta một cái vào mặt. Im mồm cho tôi. Thành Trâm bị tát một cái thì đưa ra, ôm mặt hỏi, Hồ gia chủ, tại sao đánh tôi? Vẻ mặt Hồ Cương cực kỳ tức giận, trách mắng, cô hại nhà họ Hồ tôi thành như này, còn hỏi tôi tại sao đánh cô? Thành Trâm hoàn toàn đưa ra, tôi không có hại nhà họ Hồ, sao lại nói câu như này chứ? Còn không biết mình sai ở đâu. Hồ Cương cực kỳ tức giận đã tát Thành Trâm một cái khiến cô ta ngã ra đất. Đám người Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Minh Chính cũng tức giận nhìn Thành Trâm. Đột nhiên quên mất chính bọn họ đã đưa ra đề nghị nhốt Phương Tử Lam ở phòng tôi. Thành Trâm chỉ là một vật hy sinh đáng thương. Hồ Cương chỉ vào Thành Trâm, lạnh lùng nói, người phụ nữ này mới là tên đầu sỏ ra tay với con gái cậu, muốn xử lý cô ta như nào thì tùy ý cậu, nhưng đừng liên lụy tới nhà họ Hồ. Vương Nhất lạnh lùng nhìn, không lên tiếng. Anh sao lại không biết rõ, chính vì có nhà họ Hồ chống lưng, Thành Trâm mới không kiêng kỵ như thế. Vương Nhất nhìn sang Vương Tử Lam, hỏi, người phụ nữ này bắt nạt con như nào? Dì ấy bắt con làm việc sống, còn bắt ăn cái bánh bao chay đó. Vương Tử Lam chỉ vào cái bánh bao chay đen xì ở trong hố ga. Soạt! Ánh mắt của Vương Nhất lập tức trở nên rét lạnh, muốn chết. Thành Trâm theo bản năng muốn chạy, Vương Nhất lại túm mạnh tóc của cô ta, sau đó dùng sức giật lại. Trong tầng hầm yên tĩnh truyền ra tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan của Thành Trâm. Mái tóc của Thành Trâm bị Vương Nhất gần như dùng sức giật đứt. Trên mặt đất có một nhúm đen xì, đều là tóc của cô ta. Thành Trâm đang nằm dưới đất kêu la lăn lộn. Bụp! Vương Nhất nhấc chân, giẫm mạnh vào mặt Thành Trâm. Mặt của Thành Trâm dính sát vào đất, ngũ quan trở nên méo mó. Tất cả mọi người của nhà họ Hồ ở đằng sau đều không nhịn được mà hít một hơi khó lạnh. Thủ đoạn của Vương Nhất quá tàn nhãn. Nghe nói cô bắt con gái tôi ăn bánh bao chay trong hố ga. Vương Nhất từ trên cao nhìn xuống cô ta, giọng nói lạnh nhạt vậy được, cô ăn nó cho tôi. Không ăn thì tôi giẫm nát đầu của cô. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn sang cái bánh bao chay đó, lập tức sắc mặt thay đổi. Cái bánh bao chay đó dính đầy chất bẩn được bài tiết ra, đã bị ruồi nhặng bu lên. Đừng nói ăn, chỉ chạm vào thôi thì cũng muốn lấy mạng rồi. Tất cả mọi người đều không ngờ Thành Trâm lại ác như thế. Bắt Phương Tử Lam ăn loại bánh bao chay như này. Không thể nào, tôi sẽ không ăn. Nam Bắc Song Đao không cử động được, nhưng vẫn rất cứng mồm. Cô ta có thể đồng ý bất cứ điều kiện gì, chỉ duy nhất ăn cái bánh bao chay này, cô ta kiên quyết không đồng ý. Khá có cốt khí. Vương Nhất khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười này lọt vào trong mắt người khác, lại cực kỳ giận người. Không ăn, vậy thì tôi giẫm nát đầu của cô. Ngay sau đó, chân của Vương Nhất bỗng dùng sức. Rắc rắc. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh xương bị chèn ép. Thành Trâm cảm thấy đầu của mình bị nghiền nát, đau tới mức cô ta kêu không ngừng. Á, đầu của tôi, sắp vỡ rồi. Cơ thể của cô ta đã xuất hiện trạng thái vặn vẹo nhẹ, chứng tỏ nếu Vương Nhất dùng thêm sức thì đầu của cô ta sẽ thật sự bị giẫm nát. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, bất luận là phía nhà họ Hồ. Hay đám người Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt đều cảm thấy đầu của mình cực kỳ đau đớn. Ngũ quan của Thành Trâm cũng bị chèn ép tới biến dạng. Cuối cùng, cô ta không nhịn được nữa, gào lên một tiếng. Tôi ăn. Thành Trâm gần như vừa giấy giụa, vừa nói ra câu nói này. Tất cả mọi người nghe vậy, vô thức lùi lại một bước, trợn to mắt, nhìn cô ta với ánh mắt vô cùng khó tin. Lẽ nào Thành Trâm thật sự muốn đi nhặt cái bánh bao chay bẩn đó để ăn sao? Vương Nhất cười hờ hững, coi như cô biết điều. Vương Nhất dịch chân ra.
lúc này Thành Trâm mới như được giải thoát, nằm khiêng ở trên đất. Cô ta của lúc này mặt đầy chất bẩn, tóc tai rối xù, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác. Răng của cô ta cũng sắp nghiến ra máu, cả người đang run rẩy. Hai mắt nhìn sang Vương Nhất thì tràn ngập thù hận. Cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức, vì cái gì mà cô ta phải đi ăn cái bánh bao chay thối dính đầy chất thải kia chứ? Nhưng nếu không nghe lời, cô ta không hề nghi ngờ, Vương Nhất thật sự dám một cước dâm nát đầu của cô ta. So với việc sống, cái gì cũng là chuyện nhỏ. Nên chọn như nào đã có kết quả rồi. Chỉ thấy Thành Trâm giống như con chó bò về phía hố ga tỏa ra mùi hôi thối kia. Vo ve. Ruồi nhặng ở đây giống như cảm nhận được sự tồn tại của Thành Trâm, chúng bu lại chỗ của cô ta. Thành Trâm đưa tay ra, chuẩn bị nhặt cái bánh bao chay bẩn đó lên. Nhưng mùi lạ tỏa ra từ chỗ đó khiến cô ta không nhịn được mà nhíu mày, lại rút tay của mình về. Mau lên, tôi không có nhiều thời gian đợi cô. Giọng của Vương Nhất lại truyền tới. Thành Trâm vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Nhất đã đi tới đằng sau cô ta. Hơn nữa đã nhấc một chân lên. Nếu cô ta không nhặt lên ăn, anh thật sự sẽ giẫm chết cô ta. Nghĩ tới đây, cô ta cả người run rẩy, không có một chút do dự. Khẽ cắn răng, tay đưa về phía trước. Bụp, cô ta thò tay vào trong hố ga hôi thối, cầm cái bánh bao chay đó lên. Đồng thời trên tay cô ta cũng dính lượng lớn chất thải. Nhất thời cô ta giống như một nguồn ô nhiễm biết đi, tất cả mọi người đều không khỏi bịt mũi lại. Thành Trâm vô cùng ấm ức, cầm lấy chiếc bánh bao chay đó cơ thể run rẩy dữ dội. Vẻ mặt của Hồ Cương, Hồ Vĩnh Hiên càng vô cùng kinh sợ. Nếu người ngược đãi Vương Tử Lam là bản thân, bây giờ người chịu trừng phạt có phải cũng biến thành chính mình không? Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Thành Trâm, muốn nhìn xem cô ta có phải thật sự sẽ ăn hay không. Thành Trâm há miệng mấy lần đều không có dũng khí ăn. Vương Nhất khẽ mỉm cười, cô không dám ăn, chứng tỏ vẫn chưa vượt qua cửa ải trong lòng, không bằng để tôi giúp cô nhỉ. Nhìn nụ cười trên mặt Vương Nhất, cả người Thành Trâm run rẩy. Anh muốn làm gì? Vương Nhất nhìn cô ta nói, tôi cho cô 3 giây, ăn nó, nếu không cô sẽ mất mạng. Nói xong thì anh xoay người lại, bắt đầu đếm ngược. En bạ. 2. Mỗi một tiếng đếm ngược, trái tim của Vương Nhất có loại cảm giác bị người ta bóp trái tim, cực kỳ kinh sợ. Đó là đếm ngược của cái chết. Ép như này, Vương Nhất căn bản không phải có loại tâm lý tìm kiếm cái lạ, chỉ là đơn thuần lấy đạo của người để trị lại người mà thôi. Nếu không anh cũng sẽ không xoay người, anh cũng không muốn nhìn hình ảnh Thành Trâm ăn bánh bao chay. Một tiếng cuối cùng của Vương Nhất vừa dưa, giọng nói lập tức trở lạnh. Cùng lúc này, cái chân đó của anh cũng hạ xuống, giống như trường mâu, giảm thẳng vào đầu của Thành Trâm. Đừng! Thành Trâm hét lên một tiếng, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Một cước đó của Vương Nhất căn bản không phải dọa cô ta, mà thật sự muốn lấy mạng của cô ta. Tôi ăn là được chứ gì? Đừng giết 149. Thành Trâm cuối cùng cũng sụp đổ, bóp mũi, há miệng ra, ăn xuống. Không ơ! Lúc này, Vương Nhất đã xoay người đi, không có nhìn Thành Trâm. Chỉ nghe thấy đằng sau không ngừng truyền tới tiếng nôn ọe từng trận của Thành Trâm. Mặc kệ âm thanh đó khiến người ta buồn nôn cỡ nào, từ đầu tới cuối Vương Nhất cũng không quay đầu, cất bước đi về phía trước. Ánh mắt lạnh tanh, sâu trong đôi mắt mang theo sát ý mãnh liệt. Tất cả mọi người đều vô thức nhường một đường, ai cũng biết Vương Nhất là đi về phía Hồ Cương. Cậu muốn làm gì, cậu không phải nói, chỉ cần Thành Trâm ăn cái bánh bao chay này thì tha cho nhà họ Hồ tôi hay sao? Hồ Cương không ngừng lùi lại, đồng thời trên mặt tràn ngập lửa giận. Hai mắt Vương Nhất nhìn chằm chằm Hồ Cương, nói từng câu từng chữ, tôi nói khi nào, xử lý xong Thành Trâm thì tha cho nhà họ Hồ của ông. Nếu không có nhà họ Hồ các người chống lưng, một con chó của nhà có tang như cô ta dám ngang ngược vậy u. Tội của các người quá lớn. Lời này vừa dứt, không chỉ có Hồ Cương, tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều thay đổi sắc mặt. Trong ánh mắt của Hồ Vĩnh Hiên tràn ngập sự kinh hãi. Đây là phán tử hình với nhà họ Hồ. Vương Nhất, cậu đừng hiếp người quá đáng. Hồ Cương tức giận gầm lên với Vương Nhất. Vương Nhất căn bản không đếm xỉa, mà nhìn sang Hồ Vĩnh như ở góc trong cùng. Cô và anh ta là anh em, tại sao cô bị giam cầm, anh lại không sao? Cho dù là trả thù, Vương Nhất cũng phải làm cho rõ ràng. Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như đều có địa vị rất cao ở nhà họ Hồ, địa vị của Hồ Vĩnh Như thậm chí còn cao hơn một chút, tại sao lại bị giam lỏng? Mà Hồ Vĩnh Hiên vẫn khỏe ri.
anh cảm thấy vấn đề nằm ở đây. Hồ Vĩnh Như trầm mặc một lúc, vô thức nhìn sang Hồ Vĩnh Hiên. Sắc mặt Hồ Vĩnh Hiên tái nhợt, liều mạng lắc đầu với Hồ Vĩnh Như, hy vọng em gái của anh ta đừng nói ra sự thật. Tuy nhiên, Hồ Vĩnh Hiên vẫn đánh giá thấp tâm lý trả thù của Hồ Vĩnh Như. Nhìn hồi lâu, sắc mặt của Hồ Vĩnh Như lập tức trở nên u ám, chỉ vào Hồ Vĩnh Hiên nói, là anh ta làm lộ Tử Lam là con gái của anh, cũng là anh ta đề xuất việc dạy dỗ Tử Lam một trận, lúc này mới cho người phụ nữ đó cơ hội xen vào, vì anh ta muốn tranh đoạt chức gia chủ, sợ tôi cản ở trước mặt anh ta. Sau khi Hồ Vĩnh Như nói xong, sắc mặt của Hồ Vĩnh Hiên trắng bệch. Hiểu được nguyên nhân kết quả, ánh mắt Phương Nhất lạnh tanh, nhìn sang Hồ Vĩnh Hiên, anh đã không cứu được nữa. Nói xong thì anh cất bước đi về phía Hồ Vĩnh Hiên. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân nặng nề giống như lá bùa đòi mạng. Hồ Vĩnh Hiên bị dọa cho thay đổi sắc mặt, Vương Nhất, anh muốn làm gì? Sắc mặt Vương Nhất rất bình tĩnh, xem ra lần trước tôi nên giết anh chính là một tai họa. Cảm nhận được sát ý trong lời nói của Vương Nhất, Hồ Vĩnh Hiên bị dọa cho run rẩy. Lúc này, Hạ Lãm bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hồ Vĩnh Hiên, cậu Vương, loại người này cần gì cậu ra tay chứ, tôi giải quyết thay cho cậu. Vương Nhất không từ chối, cũng được, sau ngày hôm nay, không còn nhà họ Hồ nữa. Mấy chữ này giống như ma âm, quấn quanh ở trong tim của mỗi người nhà họ Hồ. Hồ Vĩnh Hiên thì bị dọa mềm oặt ra đất. Vẻ mặt Hạ Lãm cực kỳ lạnh lùng, gật đầu với một ông lão mặc áo choàng xám ở bên cạnh. Trước đó không thể giúp được gì, Hạ Lãm hổ thẹn trong lòng, bây giờ tóm lại phải bỏ ra tí sức. Ông lão mặc áo choàng xám đó là cao thủ của nhà họ Hạ. Tuy không bằng Nam Bắc Song Đao, nhưng vẫn có sức đánh một trận với ông Phương không, các người không thể giết tôi. Tôi còn trẻ như vậy, tôi còn có tiền đồ tươi sáng, tôi không muốn chết. Vẻ mặt Hồ Vĩnh Hiên tràn ngập sự tuyệt vọng, sợ hãi và không cam lòng. Ông lão mặc áo choàng xám mặt mày lạnh nhạt, cậu buộc phải chết. Ngay sau đó, ông lão mặc áo choàng xám tung ra một quyền, đánh thẳng vào mặt của Hồ Vĩnh Hiên. Vĩnh Hiên! Hồ Cương bi thương hét lên một tiếng, theo phản xạ có điều kiện muốn lao tới. Hồ Vĩnh Hiên là gia chủ đời sau do ông ta lựa chọn, hơn nữa còn trẻ như vậy, nếu chết như thế thì nhà họ Hồ thật sự xong đời rồi. So sánh thì Hồ Cương thà hy sinh bản thân cũng muốn bảo vệ thế hệ thanh niên. Nhưng không ai đếm xỉa với ông ta. Ông lão mặc áo choàng xám đánh một quyền vào phần mặt của Hồ Vĩnh Hiên. Dừng tay! Đột nhiên lại truyền tới tiếng hét lăng lệ. Lần này, vẻ mặt của Vương Nhất đanh lại, quát một tiếng, nghe lời cô ta, dừng tay. Lúc này Hạ Lãm mới hô dừng với ông lão mặc áo choàng xám. Ông lão mặc áo choàng xám thu lại năm đấm đã tung ra. Người trong võ đạo đều biết, lực đánh ra muốn thu hồi là rất khó, cái này cần khả năng khống chế cơ thể rất giỏi. Cũng chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể làm được tới mức xuất lực thu lực hoàn mỹ. Sự chênh lệch cảnh giới của ông lão mặc áo choàng xám và cường giả tuyệt thế cách nhau cực kỳ xa, lúc này thu lực rất miên cưỡng. Nhưng cho dù như vậy, một năm đấm của ông lão mặc áo choàng xám cũng dừng cách phần mặt của Hồ Vĩnh Hiên chưa tới 1 cm. Lực đạo trên nắm đấm đã đánh ra trước. Bức tường đằng sau Hồ Vĩnh Hiên lõm vào, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Hồ Vĩnh Hiên đã bị dọa ngốc, ngay cả hô hấp cũng không dám. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng ở trên người Hồ Vĩnh Như ở đằng sau. Hét lên một tiếng này, cô ta quỳ bịch một tiếng ở trước Vương Nhất, cúi đầu rất thấp. Vương Nhất, tôi biết tôi và anh là kẻ địch, nhưng anh có thể nể tình tôi bảo vệ con gái của anh, tha cho anh trai tôi không? Tuy anh ta làm chuyện rất quá đáng, nhưng anh ta tội không đáng chết. Vương Nhất rơi vào trầm mặc. Hạ Lãm lập tức xua tay với ông lão mặc áo choàng xám. Sự quyết định của Vương Nhất chính là sự quyết định của ông ta. Phải, phải đó. Lúc này Hồ Vĩnh Hiên cũng phản ứng lại, giọng nói run rẩy nói. Ánh mắt Vương Nhất càng lạnh, rõ ràng không định tha cho Hồ Vĩnh Hiên như vậy. Lúc này, Vương Tử Lam chạy tới, cô bé hiểu chuyện đỡ Hồ Vĩnh như dậy, nói với Vương Nhất bằng giọng non nớt, ba đồng ý lời thỉnh cầu của dì Hồ đi. Lời của Vương Tử Lam hữu dụng hơn bất cứ cái gì, sự lạnh lẽo trong mắt Vương Nhất lập tức biến mất. Trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Được, ba đồng ý. Vương Nhất lại nhìn sang Hồ Vĩnh Hiên, lạnh lùng nói, nể mặt em gái của anh, lần này tôi tha cho anh, lần sau anh còn không hối cải, ai cầu xin cũng vô dụng. Cảm ơn. Trong mắt Hồ Vĩnh như rơi ra nước mắt, cảm kích từ tận đáy lòng. Hồ Vĩnh Hiên liên tục gật đầu,
anh ta cúi đầu, cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Trên mặt anh ta tràn ngập sự oán độc, đã tới mức không chết không thôi với Vương Nhất. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy Hồ Vĩnh Thiên sẽ không sao thở phào nhẹ nhõm thì Vương Nhất lại mở miệng. Nhưng tôi có nói tha cho anh sao? Ánh mắt Vương Nhất đầy lạnh lùng, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ra tay với con gái của tôi thì phải trả cái giá tương ứng. Sau khi Vương Nhất dứt lời, anh cất bước đi tới trước mặt Hồ Vĩnh Hiên, lạnh lùng nhìn anh ta. Trên mặt Hồ Vĩnh Hiên tràn ngập vẻ kinh hãi, em gái tôi cũng đã cầu xin thay cho tôi rồi, anh còn muốn như nào nữa? Vương Nhất đánh giá hố ga hôi thối đó, mỉm cười, nơi này không tồi. Nói xong thì xách anh ta lên, ném anh ta vào trong hố ga. Tầng hầm mô tối tràn ngập tiếng kêu thảm thiết đầy suy sụp của Hồ Vĩnh Hiên. Đám người Hồ Vĩnh Như, Hồ Cương, Hạ Lãm trợn to mắt, họ nhìn tới ngây cả ra. Tất cả mọi người đều cho rằng Hồ Vĩnh Hiên sẽ không sao, mà tính mạng của Hồ Vĩnh Hiên quả thật không sao. Nhưng không ai ngờ Vương Nhất sẽ ném thẳng Hồ Vĩnh Hiên vào trong hố ga. Còn không bằng giết anh ta đi cho rồi. Mọi người ở đây có ai trải qua chuyện như này, còn không băng tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết luôn đi. Chỉ thấy bộ quần áo sạch sẽ trên người Hồ Vĩnh Hiên lập tức dính đầy chất bẩn màu vàng sâm. Giống như ném một tảng đá lớn vào mặt hồ yên tĩnh, nước thải trong hố ga cũng bắn đầy mặt đất. Tất cả mọi người đều vô thức lùi lại một bước, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn anh ta. Chỉ thấy trên mặt, trên tóc, trên quần áo của Hồ Vĩnh Hiên đều dính chất thải, cực kỳ thối. Không ơ, một màn này còn kinh tởm hơn 666 ăn bánh bao chay, ở đây có không ít người cuộn trào dạ dày, lập tức ói hết đồ ăn lúc tối ra. Lãnh Nhan thì bịt mắt của Vương Tử Lam lại, không để cô bé nhìn thấy hình ảnh kinh tởm này. Hồ Cương lập tức mặt mày vô cùng phân nộ, tức giận nhìn Vương Nhất, Vương Nhất, cậu dám đối xử với cháu tôi như vậy, thật sự là tìm chết. Là ai tìm chết? BBB đáp lại đầy bá khí, nể mặt của cô Hồ, tôi đã tha cho cái mạng chó của anh ta, chỉ ném anh ta vào trong hố ga, sao hả, lẽ nào ông muốn đi xuống với anh ta? Vừa dứt lời, Vương Nhất cất bước đi về phía Hồ Cương. Sắc mặt của Hồ Cương thay đổi, lập tức thu lại khí thế trước đó, không dám cãi một lời. Trong lòng Hồ Khánh Vinh cũng rất ấm ức. Nhà họ Hồ có khi nào bị đối xử như vậy chứ? Điều quan trọng nhất là bọn họ còn không dám phản kháng. Hồ Vĩnh Như cũng hơi há miệng, vẻ mặt hết sức khó tin. Nhưng đây là tội Hồ Vĩnh Hiên đáng phải nhận, Vương Nhất tha mạng cho anh ta đã đủ nhân từ rồi. Hoàn hồn lại, Hồ Cương tức giận quát lớn, còn không mau kéo cậu chủ lên. Các vệ sĩ của nhà họ Hồ lại không ai dám đi lên. Quá thối. Chỉ có thể để tự anh ta bỏ lên. Cuối cùng Hồ Vĩnh Hiên tự mình bỏ lên, nhưng mọi người vẫn cách xa anh ta 10 mét. Vương Nhất mỉm cười, cầm ly rượu lên, nâng ly về phía Hồ Cương. Ông cụ, hôm nay là đại thọ 70 của ông, chúng ta buông bỏ ân oán, tôi chúc ông đại thọ 70 vui vẻ. Cảm ơn. Hồ Cương không thể không cầm ly rượu lên, cùng ly với Vương Nhất. Sau ly rượu này, bầu không khí ở đây trở nên dịu hơn một chút. Vương Nhất mỉm cười, tôi tới là để tìm con gái, giao ra sớm thì tốt biết bao, bớt phiền phức như này, có phải không? Phải. Hồ Cương cười trừ, liên tục gật đầu. Trong đầu của ông ta lúc này lại dấy lên một tâm lý rất lạ. Chỉ cần lấy lòng Vương Nhất, nhà họ Hồ vẫn có thể sống tốt. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, ở cửa biệt thự nhà họ Hồ lại có một chiếc xe bọc thép chạy tới. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn nhảy xuống từ trên xe. Chào kiểu quân đội với Vương Nhất. Vậy mà là thủ lĩnh của chiến khu Giang Thành, Tiêu Hồng Cương. Hồ Cương lập tức đứng dậy, vẻ mặt rất kích động. Thủ lĩnh Tiêu, ngài sao lại tới đây? Mau, mau vào. Thái độ ân cần đó suýt nữa là quỳ xuống trước Tiêu Hồng Cương. Ông Hồ, ông làm gì thế? Tiêu Hồng Cương nhíu mày, trong ấn tượng, anh ta và Hồ Cương không qua lại. Chuyện nhà tổ của nhà họ Hồ vào trước đó, Tiêu Hồng Cương còn dẫn đội tới trấn nhiếp. Lý do là các vệ sĩ của nhà họ Hồ gây ảnh hưởng với việc vợ và con gái của anh ta nghỉ ngơi. Lần đó suýt nữa dọa chết Hồ Cương. Hồ Cương chợt sững người, hôm nay là đại thọ 70 của tôi, thủ lĩnh Tiêu lẽ nào không phải tới chúc thọ tôi sao? Hồ Cương cũng đã mời Tiêu Hồng Cương, chỉ là Tiêu Hồng Cương không có hồi đáp. Tôi là tới tìm ẩn. Anh Vương lấy lại xe Jeep. Tiêu Hồng Cương lau mồ hôi trên trán, suýt nữa làm lộ thân phận thật sự của Long Chủ. Anh ta nói xong thì nhìn sang Vương Nhất, anh Vương,
lát nữa do tôi đưa anh trở về, không vấn đề gì chứ? Vương Nhất xua tay, không thành vấn đề. Cuộc đối thoại của hai người khiến Hồ Cương sững sờ, suýt nữa thì kêu thành tiếng. Vương Nhất, hình như nhìn trông rất thân với thủ lĩnh Tiêu. Lúc này ông ta nghĩ tới chuyện trước đó Tiêu Hồng Cương dẫn lính tới trấn nhiếp nhà họ Hồ. Quá trùng hợp rồi. Lẽ nào là Vương Nhất gọi tới? Ý nghĩ này vừa dấy lên, bản thân Hồ Cương cũng sững sờ. Lúc này Tiêu Hồng Cương gầm lên một tiếng, anh Vương đang dùng bữa, xếp hàng, đi đều bước, bảo vệ anh Vương. Soạt soạt soạt. Người mà Tiêu Hồng Cương dẫn tới lập tức đứng sang hai bên, cả nhà họ Hồ lập tức được vây kín. Chỉ vì Vương Nhất dẫn con gái ăn cơm ở nhà họ Hồ. Hồ Cương đã ngây ra. Bản thân Tiêu Hồng Cương cũng không định ngồi vào chỗ, định đích thân trấn thủ nhà họ Hồ. Lúc này, Vương Nhất cầm đũa lên, gọi, gọi các anh em cùng nhau ăn uống đi, rượu và đồ ăn ở đây khá ngon. Tiêu Hồng Cương hơi chần chừ, lập tức đáp lễ, rõ. Sau đó gọi tất cả mọi người vào bàn. Xếp hàng, ngồi vào chỗ, ăn cơm. Tiêu Hồng Cương gầm lên. Dạ. Cả biệt thự của nhà họ Hồ đều vang vọng tiếng đáp inh tai nhức óc. Rồi tất cả các binh lính cầm bát lên, vùi đầu vào ăn. Cả quá trình không chút âm thanh cũng không có, chỉ có âm thanh bát đũa va chạm lạch cạch. Kỷ luật nghiêm minh. Hồ Cương hoàn toàn nhìn tới ngây luôn. Ông ta tốn mọi tâm tư cũng không mời được thủ lĩnh chiến vực Tiêu Hồng Cương, một câu nói của Vương Nhất vậy mà ăn cơm ở tiệc mừng thọ của ông ta. Cả biệt thự của nhà họ Hồ cực kỳ yên tĩnh. Rõ ràng là đại thọ 70 của ông cụ Hồ, lại một chút âm thanh gì không có. Bọn họ không dám lên tiếng. Thủ lĩnh của chiến khu Giang Thành, Tiêu Hồng Cương đang dẫn lính của anh ta ăn cơm ở nhà họ Hồ. Ai dám lên tiếng? Nhưng Hồ Cương lại không hề bất mãn. Ngược lại còn rất vui, kích động tới mặt đỏ bừng. Đây là thủ lĩnh chiến khu, bao nhiêu gia tộc bỏ ra bao nhiêu tiền, tặng bao nhiêu quà cũng không ngờ được nhân vật lớn hàng đầu. Bây giờ lại ăn cơm ở đại thọ 70 của ông ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ có mặt mũi cỡ nào chứ? Tương đương móc nối quan hệ với thủ lĩnh Tiêu, nhà họ Hồ không chỉ không bị diệt vong, sau này ngược lại sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng ông ta không bị niềm vui làm mụ mị đầu óc. Thủ lĩnh Tiêu Hồng Cương thay đổi chủ ý, chỉ vì một câu của Vương Nhất. Rất đơn giản, một câu gọi rất bình thường. Vì điều này, Hồ Cương về căn bản chắc chắn, Vương Nhất và Tiêu Hồng Cương có quan hệ rất tốt. Nhiều lính ăn cơm như vậy, tốc độ ăn khá nhanh, đồ ăn trên bàn rất nhanh đã hết. Hồ Cương đỏ mặt tía tai gầm lên, mau, mau đi nấu, rượu ngon đồ ăn ngon, mang hết lên. Hồ Cương của lúc này căn bản không có dáng vẻ của gia chủ một nhà, càng giống một ông chủ đang chào mời khách của quán rượu. Rất nhanh, đồ ăn và rượu được mang tới. Không biết tại sao, Hồ Cương lúc này không hề hận Vương Nhất nữa, ngược lại nhìn anh rất thuận mắt. Nếu không phải Vương Nhất đã kết hôn, cô ta cũng muốn phối hôn cháu gái Hồ Vĩnh Như của mình cho anh. Cậu Vương, thủ lĩnh Tiêu, những món ăn này hợp khẩu vị của hai người chứ? Hồ Cương mặt mày tươi cười hỏi. Thấy Vương Tử Lam ăn rất ngon lành, Vương Nhất hờ hững gật đầu, tạm được. Tiêu Hồng Cương cũng gật đầu. Rượu này không tồi. Hai câu đánh giá khiến Hồ Cương sướng vô cùng. Cô ta quên mất hôm nay là tiệc mừng thọ 70 của mình, giống như một nhân viên phục vụ già, đợi ở một bên hầu hạ. Móc nối tốt quan hệ với thủ lĩnh Tiêu, nhà họ Hồ muốn không phát triển cũng khó. Anh Vương, tôi kính anh một ly. Đột nhiên, Tiêu Hồng Cương chủ động cầm ly rượu lên, kính rượu Vương Nhất. Ồ được. Vương Nhất sửng dưng cầm ly rượu lên, cụng ly. Quá trình rất đơn giản, Hồ Cương lại nhìn tới toát mồ hôi lạnh. Nghĩ tới mọi ân oán trước đây của mình và Vương Nhất, ông ta suýt nữa bị dọa ngất. Ngay cả thủ lĩnh Tiêu cũng phải kính rượu Vương Nhất, chứng tỏ địa vị của Vương Nhất cao hơn thủ lĩnh Tiêu. Tuy Hồ Cương không phải người trong quân đội, nhưng đối với quy tắc bên trong thì vẫn rất rõ. Tới cấp bậc như bọn họ, đều là người có thân phận, trước giờ sẽ không chủ động kính rượu người khác. Trừ phi đối phương là người mình kính trọng. Cũng kính sư tỷ lãnh nhan của cậu một ly. Vương Nhất lại thản nhiên nói một câu. Tiêu Hồng Cương cầm ly rượu ngoan ngoãn kính rượu lãnh nhan. Sư tỷ lãnh nhan, sư đệ kính sư tỷ một ly. Lãnh nhan cũng nâng ly tỏ ý. Hồ Cương ở một bên nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ào ào. Từ giọng điệu ra lệnh vừa rồi, ông ta về căn bản có thể chắc chắn, thân phận của Vương Nhất cao hơn Tiêu Hồng Cương. Cuối cùng Vương Nhất lại chỉ vào Hồ Cương.
hôm nay là đại thọ 70 của Hồ gia chủ. Tiêu Hồng Cương hờ hững liếc nhìn Hồ Cương, cũng không đứng dậy, cầm ly rượu lên, lạnh nhạt nói, sinh nhật vui vẻ. Chỉ một câu sinh nhật vui vẻ đơn giản, Hồ Cương lại giống như được phần thưởng của Hoàng đế, kích động tới mức mặt mày đỏ bừng. Thủ lĩnh Tiêu khách sáo quá rồi. Bây giờ ông ta không những không tức giận Vương Nhất, ngược lại còn cảm kích. Ông nội, anh ta sao vẫn ở nhà chúng ta? Đám lính quèn này từ đâu chui ra? Đột nhiên, đằng sau truyền tới một tiếng chất vấn đầy phân nộ. Hồ Vĩnh Hiên tắm rửa xong đi ra. Nhìn thấy nhiều lính ăn cơm ở nhà mình như vậy, ngay lập tức tiến hành đuổi người. Nơi này là nhà họ Hồ, đám lính quèn các người muốn làm gì? Hồ Cương lập tức nổi giận. Ông ta tát một cái vào mặt Hồ Vĩnh Hiên, còn đạp mạnh anh ta một cước. Mẹ kiếp cháu sao lại nói chuyện với thủ lĩnh Tiêu thế hả? Còn không mau quỳ xuống cho ông. Bốp bốp, cả biệt thự nhà họ Hồ đều tràn ngập tiếng mắng chửi của Hồ Cương, còn cả tiếng tát. Mặt của Hồ Vĩnh Hiên bị đánh sưng. Hồ Vĩnh như ngồi ở chỗ của mình mà ôm mặt, vẻ mặt rất bất lực. Cô ta không dễ gì mới cứu được anh trai của mình, bây giờ lại tìm chết. Hồ Vĩnh Hiên cũng sắp bị đánh chết rồi, không dễ gì mới đợi được Hồ Cương dừng lại. Anh ta không dám tin mà trợn to mắt, ông nội, ông đánh cháu làm gì? Người ông phải đánh nên là Vương Nhất và đám lính quèn này. Im mồm cho ông. Hồ Cương bị dọa mất hết hồn vía, lệnh người đánh thật mạnh Hồ Vĩnh Hiên. Đánh chết luôn cũng được. Vương Nhất cũng không nhìn nổi nữa, xua tay, đang ăn cơm, làm gì thế? Hồ Cương lúc này mới bảo người dừng tay. Cô ta nặn ra nụ cười, cậu Vương, thủ lĩnh Tiêu, làm phiền hai người ăn cơm, thật sự xin lỗi. Mắt của Hồ Vĩnh Hiên cũng trợn to. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta đi tắm một lần thì ông nội lại cung kính với Vương Nhất như thế? Hồ Vĩnh Hiên rất hương ngạnh nói, ông nội, cháu là gia chủ đời tiếp theo, đuổi bọn họ đi không phải là chuyện nên làm hay sao? Bốp! Hồ Cương không nhịn nổi nữa, lại động thủ. Suýt nữa quên chuyện này, bắt đầu từ bây giờ, cháu không còn là gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Hồ nữa. Cái gì? Hồ Vĩnh Hiên nghe vậy thì lập tức đứng dậy. Anh ta trợn to mắt, ông nội, ông nói gì thế? Sao lại đột nhiên nuốt lời? Hồ Vĩnh Hiên gấp tới mức như con kiến bò trên chảo nóng. Anh ta có thể bị đánh, có thể bị mắng, nhưng không thể không có vị trí gia chủ đời sau. Nếu không anh ta trước đó làm mọi thứ công cốc hết. Lúc này, Vương Nhất cũng để đũa xuống, ánh mắt nhìn sang. Ánh mắt của Vương Nhất quét qua, Hồ Cương lập tức run người, càng thêm kiên định với ý định phế Hồ Vĩnh Hiên. Cháu đắc tội với cậu Vương, còn sỉ nhục. Thủ lĩnh Tiêu, còn muốn làm gia chủ đời sau à? Năm mươi. Hồ Cương mở miệng mắng, rất tự nhiên nhìn sang Hạ Vĩnh Như, vẻ mặt ôn hòa nói, Vĩnh Như, gia chủ đời sau giao cho cháu. Vốn ông ta định giao cho Hồ Vĩnh Như, nhưng Hồ Vĩnh Như mang Vương Tử Lam trở về, đương nhiên phải trừng phạt Hồ Vĩnh Như. Ánh mắt của Hồ Vĩnh Hiên ngây dại, sau đó trong mắt tràn ngập thù hận. Không, như vậy không công bằng, sao đột nhiên cho nó? Nó là một ả tiện nhân theo phe địch. Anh ta điên cuồng gào lên. Đưa nó xuống cho tôi. Hồ Cương tức giận quát một tiếng, lập tức có hai vệ sĩ đưa Hồ Vĩnh Hiên xuống. Nghe thấy tiếng gầm của Hồ Vĩnh Hiên, trong lòng Hồ Vĩnh như rất là khó chịu. Nếu không phải bị ép tới bất đắc dĩ, cô ta căn bản không muốn nhìn thấy hình ảnh anh em tương tàn. Cô ta lắc đầu, ông nội, chí hướng của cháu căn bản không đặt vào vị trí gia chủ, vị trí này cháu không làm được. Hả, không làm được. Sắc mặt Hồ Cương thay đổi. Hồ Vĩnh Như là ứng viên thích hợp nhất của vị trí gia chủ đời sau, cô ta không làm, ai làm? Vương Nhất mỉm cười, không phải còn có một ứng viên thích hợp hơn hay sao? Khi nói chuyện, ánh mắt của Vương Nhất đã nhìn sang Hồ Hoàng Việt. Ngay lập tức, vẻ mặt Hồ Cương đã thay đổi. Hồ Hoàng Việt là đứa con do chính tay ông ta đuổi khỏi nhà họ Hồ, hiện nay lại giao vị trí gia chủ đời sau cho nó sao? Ánh mắt hai bên giao nhau, bầu không khí lập tức trở nên trầm lắng. Sắc mặt của Hồ Hoàng Việt và Hồ Cương đều trở nên khó coi, hai người lập tức nhìn đi chỗ khác. Mà những người khác của nhà họ Hồ cũng giống như dự cảm được cái gì đó, biểu cảm trên mặt cũng trở nên phức tạp. 20 năm trước, Hồ Hoàng Việt giống như chó nhà có tang bị đuổi khỏi nhà họ Hồ, thậm chí còn lái xe đầm chết vợ chưa cưới của ông ta. Giữa hai bên sớm đã kết thù hận không thể điều tiết. Mà người của nhà họ Hồ đối mặt với Hồ Hoàng Việt. Trong đầu sớm đã có một loại nhận thức thâm căn cố đế,
Kẻ bị vứt bỏ. Ông ta là kẻ bị nhà họ Hồ vứt bỏ. Một kẻ bị vứt bỏ, sao có thể quay lại nhà họ Hồ, quản lý nhà họ Hồ chứ? Không thực tế lắm. Nhưng bây giờ chuyện không thể thực hiện này lại thật sự sắp xảy ra. Điều này khiến người ta cảm thấy khó tin. Hạ Lãm liếc nhìn Hồ Hoàng Việt, hiểu được trường hợp như này bọn họ không nên xuất hiện. Vì vậy cúi người với Vương Nhất. Cậu Vương, nhà họ Hạ tôi đi trước. Tôi cũng đi. Tất cả các khách mời lũ lượt rời đi. Ăn xong cơm, Tiêu Hồng Cương cũng dân lính của anh ta canh ở bên ngoài. Trong biệt thự chỉ có người của nhà họ Hồ, Vương Nhất và ba con Hồ Hoàng Việt. Vương Nhất cũng không can thiệp, ở một bên xem, để mặc sự việc diễn ra. Hồ Cương trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, đi tới trước mặt Hồ Hoàng Việt. Ánh mắt bộc trực của ông ta nhìn vào Hồ Hoàng Việt, lần đầu tiên trong mắt không có thù hận và sự tức giận. Trở về đi, trở về làm gia chủ của nhà họ Hồ. Hồ Cương nhìn Hồ Hoàng Việt, nói. Soạt. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn sang Hồ Hoàng Việt. Gia chủ đã tỏ rõ ông ta bằng lòng buông bỏ khúc mắc với Hồ Hoàng Việt, bây giờ chỉ xem Hồ Hoàng Việt đáp lại như nào. Đừng nói bọn họ, ngay tới Tô Thắm và Vương Nhất cũng nhìn ông ta. Muốn biết Hồ Hoàng Việt sẽ đáp như nào. Ông ta đã cho Hồ Hoàng Việt đường trải thảm, chuyện còn lại thì xem bản thân ông ta. Trầm mặc hồi lâu, Hồ Hoàng Việt bỗng nhiên nhếch miệng cười mỉa. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười này, trái tim của tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều trùng xuống. Thật là nực cười. Khóe miệng Hồ Hoàng Việt nở nụ cười tự giễu, 20 năm trước, là chính tay ông đuổi tôi ra khỏi nhà họ Hồ, còn lấy đi tính mạng của vợ tôi, lúc đó ông có từng nhớ tôi là con trai của ông không? Các người có từng nhớ tôi là anh em ruột thịt của các người không? Ánh mắt của Hồ Hoàng Việt lập tức trở nên sắc bén, không chỉ nhìn sang Hồ Cương, còn nhìn sang những anh chị em đã trải qua chuyện đó như Hồ Khánh Vinh. Phàm là người bị ánh mắt của Hồ Hoàng Việt quét trúng, ai cũng cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Trong đó cũng có người không phục đã không nhìn được mà lên tiếng, tuy nhà họ Hồ chúng tôi đuổi ông đi, nhưng cũng không có đuổi cùng giết tận với ông, nếu không ông đã chết từ lâu rồi. Đúng thế, cậu còn không hiểu sự biết ơn. Đồ vô ơn. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người lũ lượt lên tiếng phản bác. Đuổi cùng giết tận. Nụ cười trên mặt Hồ Hoàng Việt càng thêm quỷ dị, các người không đuổi cùng giết tận, là vì các người không để tâm. Ở trong mắt của các người, tôi ngay cả giá trị bị các người giết cũng không có, các người dám nói là vì nhân chứ mới tha cho tôi không? Ở trong mắt các người, tôi chỉ là một món đồ chơi làm cho các người vui, khi tôi xây dựng sự nghiệp, các người có bao nhiêu lần âm thầm cản trở? Tất cả mọi người lại á khẩu. Đúng vậy, khi Hồ Hoàng Việt xây dựng sự nghiệp, bọn họ quả thật đã cho thêm không ít áp lực. Rất nhiều vụ làm ăn sắp bàn bạc thành công thì mất trắng. Bây giờ nhà họ Hồ sắp diệt vong, cần sự giúp đỡ của tôi, lại kêu tôi trở về làm gia chủ. Hồ Hoàng Việt cười lạnh nói, cuộc sống hiện nay của tôi rất tốt, chức gia chủ này tôi không thèm. Tôi không thèm. Ba chữ này giống như Thái Sơn đè xuống, đè nặng trên người Hồ Cương. Ông ta lập tức vô thức nhìn sang Vương Nhất, phát hiện ánh mắt của Vương Nhất cũng trở nên lạnh lẽo. Nhà họ Hồ nếu không chọn ra gia chủ mới, hay là tiêu diệt là được rồi. Vương Nhất hờ hững nói. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Hồ Cương lập tức trở nên tái nhợt. Sống chết của nhà họ Hồ chỉ trong một ý nghĩ của Vương Nhất. Hồ Cương sẽ không ngu ngốc cho rằng chỉ dựa vào một bữa cơm thì có thể loại bỏ tâm lý ghét bỏ trong lòng Vương Nhất về nhà họ Hồ. Hồ Cương hít sâu một hơi, nói với Hồ Hoàng Việt, Hoàng Việt, chuyện năm đó là ba sai, con trở về đi. Trong giọng điệu của Hồ Cương tràn ngập sự van xin. Là gia chủ của nhà họ Hồ, lúc này đã đủ hèn mọn. Nhưng Hồ Hoàng Việt Vân không mảy may. Cuối cùng Hồ Cương nghiến răng nói, muốn như nào thì con mới chịu quay về. Hồ Hoàng Việt lạnh lùng nói, ông phái người giết vợ của tôi, giữa tôi và ông có thủ giết vợ không đội trời chung, trừ phi ông chết thì tôi về nhà họ Hồ. Oanh! Lời này vừa dứt, tất cả mọi người của nhà họ Hồ đã nổ tung. Hồ Hoàng Việt, ông đừng hiếp người quá đáng. Ông là cái thá gì, vậy mà dám kêu gia chủ đi chết. Gia chủ, đừng cầu xin ông ta làm gia chủ, hãy để chị họ Vĩnh Như làm đi. Đám người Hồ Khánh Vinh, Hồ Liêu Liễu mặt mày cực kỳ tức giận, liên tục gào mô ôm. Hồ Cương lại dùng sức phất tay, lập tức mọi người yên lặng. Lúc này Hồ Cương không có bạo phát giống như bình thường. Ngược lại, ông ta vô cùng bình tĩnh.
Lời này là thật sao? Hồ Cương nhìn Hồ Hoàng Việt với đôi mắt đầy tĩnh lặng, lên tiếng. Có lẽ là nhìn ra sự quyết tuyệt trong mắt Hồ Cương, cơ thể của Hồ Hoàng Việt cũng hơi run rẩy. Tô Thắm cũng hơi sợ, không nhịn được mà kéo áo của Hồ Hoàng Việt, ba, đủ rồi. Hồ Hoàng Việt dùng sức gật đầu, lời này là thật. Được, ba tin con. Hồ Cương không chút do dự mà nói, ba phái người đâm chết vợ của con, mối thù này buộc phải có một kết thúc. Ba nguyện dùng mạng mình để tạ tội, nhưng con phải đồng ý với ba, đợi sau khi ba chết, chôn ba ở phần đất của nhà tổ nhà họ Hồ lúc đầu, đó là nơi ba sống, cũng là nơi con trưởng thành. Soạt. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả Vương Nhất cũng có cái nhìn khác về Hồ Cương. Hồ Cương có hơi cố chấp, hơi tàn nhẫn, nhưng mọi chuyện ông ta làm đều là vì gia tộc. Ông ta là một người truyền thống, nguyện ý dâng hiến mọi thứ vì gia tộc. Bao gồm cả tính mạng của mình. Hồ Hoàng Việt cũng vẻ mặt không dám tin, nhìn chăm chằm Hồ Cương, ông thật sự nguyện ý một mạng đổi một mạng. Đương nhiên, ba đã 70 rồi, nửa người đã sắp xuống lõ, cái mạng tàn này chết không đáng tiếc. Vẻ mặt Hồ Cương rất hiên ngang, không hề sợ hãi trước cái chết. Nhưng trên gương mặt già nua của ông ta, tất cả mọi người vẫn nhìn ra một chút không nố. Cuối cùng, ánh mặt của ông ta dừng trên người Hồ Hoàng Việt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hoàng Việt, ba biết con hận ba, nhưng một chuyện mà cả đời này ba làm sai nhất chính là đuổi con ra khỏi nhà họ Hồ và giết hại vợ của con. Tại đây, ba nói một tiếng xin lỗi với con. Ba nguyện dùng cái chết của mình để tạ tội, để an ủi linh hồn trên trời của vợ con, cũng hy vọng con thay ba bảo vệ nhà họ Hồ thật tốt, đây là nguyện vọng duy nhất của ba. Ngay sau đó, Hồ Cương gầm lên một tiếng. Lấy đao ra đây. Gia chủ. Ông nội. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người nhà họ Hồ đều ươn ướn, mọi người thất thanh kêu lên. Không chỉ bọn họ, ngay cả Vương Nhất cũng nhìn một màn này với ánh mắt kinh ngạc. Anh không ngờ vì bảo toàn nhà họ Hồ, Hồ Cương vậy mà thật sự nguyện ý hy sinh mạng sống của mình. Hồ Hoàng Việt cũng có vẻ mặt u ám, không lên tiếng. Nhìn thấy tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều đang rơi lệ khóc lóc, Hồ Cương bông gầm lên một tiếng. Im miệng hết cho tôi. Âm thanh như sấm sét. Cả nhà họ Hồ rất nhanh đã im phăng phắc. Ánh mắt của Hồ Cương quét qua mọi người. Khóc với lóc, ra cái thể thống gì? Tôi không phải luôn đã dạy các người, nước mắt là hành vi của kẻ yếu hay sao? Không được phép khóc, con người rồi sẽ phải chết, nắng như Thái Sơn, hoặc nhẹ như lông hồng, con cháu của nhà họ Hồ chúng ta nhất định nặng hơn Thái Sơn. Trong những lời nói của Hồ Cương, tất cả mọi người đều có cảm giác, thật sự ngừng rơi lệ. Lấy dao ra đây. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của người làm gia chủ như tôi. Hồ Cương trầm giọng nói. Có tiểu bối của nhà họ Hồ run rẩy, lấy ra một con dao găm. Hồ Cương giật lấy, quay đầu liếc nhìn Hồ Hoàng Việt. Ba đền mạng cho vợ con, hãy nhớ chuyện con đồng ý với ba, nếu không ba chết không nhắm mắt. Nói xong thì cầm con dao lên, đâm về phía cổ họng của mình. Tất cả mọi người đều quay đầu đi, không muốn thấy cảnh Hồ Cương tự vân. Ngay cả Vương Nhất cũng bịt mắt của Vương Tử Lam lại, ánh mắt nhìn chăm chằm một màn này. Vụt! Tuy nhiên, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao tới, nắm chặt lấy con dao trong lòng Hồ Cương. Mặc kệ Hồ Cương dùng sức kiểu gì, đao cũng không đâm xuống được. Hồ Cương cũng mở mắt ra, nhìn thấy Hồ Hoàng Việt đứng ở trước mặt, sắc mặt cũng thay đổi. Hoàng Việt, con làm gì vậy? Mau buông tay ran! Hồ Hoàng Việt túm lưỡi đao, sống chết không buông tay. Vì vậy lưỡi đao cứa rách bề mặt da của ông ta, một mảng máu tươi chảy xuống, lập tức nhuộm đỏ cổ tay của ông ta. Nhưng Hồ Hoàng Việt lại giống như không cảm thấy đau, vẫn tóm chặt con dao. Hai mắt của ông ta vô cùng đỏ, nhìn chăm chằm Hồ Cương, nói, ông dùng mạng của ông để đổi mạng của vợ tôi, nhưng vợ tôi đã chết rồi, ông chết thì có tác dụng gì? Giọng nói của ông ta rất khàn, hơn nữa tràn ngập lửa giận vô tận. Nghe vậy, cơ thể của Hồ Cương cũng hơi run lên. Vẻ mặt cũng hết sức khó tin khi nhìn Hồ Hoàng Việt. Keng! Con dao cuối cùng cũng được Hồ Hoàng Việt giật lấy, ném con dao dính đầy máu xuống đất. Ba! Tô Thắm hét to một tiếng, trong mắt ngân ngấn nước mắt, lập tức móc khăn tay ra, chuẩn bị băng bó cho Hồ Hoàng Việt. Tuy nhiên Hồ Hoàng Việt lại từ chối. Con gái, đi về phía cậu Vương, đây là ân oán giữa ba và ông ấy. Mãi cho tới khi Tô Thắm đi tới bên cạnh Vương Nhất, Hồ Hoàng Việt mới nhìn Hồ Cương, nói, người chết không thể sống lại,
nếu tôi ép ông chết, tôi và ông có khác gì nhau chứ? Ánh mắt ngây dại nhìn con dao trên đất, ánh mắt của Hồ Cương dần dần trở nên rõ ràng. Trên mặt ông ta mang theo vẻ mỉa mai, con là tội nghiệp ba sao? Không phải tội nghiệp, 20 năm rồi, thù hận có lớn nữa cũng nên buông bỏ, cái tôi muốn chỉ là một thái độ của ông. Hồ Hoàng Việt nhìn Hồ Cương, bình tĩnh nói, ở dưới sự thống trị của ông, nhà họ Tô thắm hét to một tiếng, trong mắt ngần ngấn nước mắt, lập tức móc khăn tay ra, chuẩn bị băng bó cho Hồ Hoàng Việt. Tuy nhiên Hồ Hoàng Việt lại từ chối. Con gái, đi về phía cậu Vương, đây là ân oán giữa ba và ông ấy. Mãi cho tới khi Tô Thắm đi tới bên cạnh Vương Nhất, Hồ Hoàng Việt mới nhìn Hồ Cương, nói, người chết không thể sống lại, nếu tôi ép ông chết, tôi và ông có khác gì nhau chứ? Ánh mắt ngây dại nhìn con dao trên đất, ánh mắt của Hồ Cương dần dần trở nên rõ ràng. Trên mặt ông ta mang theo vẻ mỉa mai, con là tội nghiệp ba sao? Không phải tội nghiệp, 20 năm rồi, thù hận có lớn nữa cũng nên buông bỏ, cái tôi muốn chỉ là một thái độ của ông. Hồ Hoàng Việt nhìn Hồ Cương, bình tĩnh nói, ở dưới sự thống trị của ông, nhà họ Hồ không có tình người, anh em đấu đá, tàn sát lẫn nhau, cho dù là hào môn thì có tác dụng gì chứ? Tôi muốn thay đổi gia tộc này, khiến nó trở thành hào môn thật sự, không chỉ cường thịnh, còn có tình thân. Lời này vừa dứt, Hồ Cương lập tức rơi vào trầm mặc. Không chỉ có ông ta, tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều rơi vào trầm mặc. Tình thân, đó là một từ rất xa vời với bọn họ. Anh chị em bất cứ lúc nào cũng nằm trong dự tính toán. Hồ Vĩnh Hiên hãm hại Hồ Vĩnh Như, chính là ví dụ điển hình. Lâu dần, bọn họ trở nên mờ nhạt đối với định nghĩa về tình thân. Biết rõ xung đột nội bộ không tốt, nhưng lại không nhịn được. Bây giờ có ai muốn thay đổi hiện trạng này, chả khác gì với cải cách. Cải cách là phải trả giá. Ánh mắt của Hồ Cương trở nên sâu thẳm, nhìn chăm chăm Hồ Hoàng Việt. Con là đồng ý với ba đảm nhận chức vị gia chủ đời sau rồi sao? Hồ Hoàng Việt gật đầu, đồng ý rồi, nhưng không phải vì ông, là vì con gái của tôi. Ánh mắt Hồ Hoàng Việt nhìn sang Tô Thắm, mỉm cười, lần này quay về, tôi định để Thắm quay về nhà họ Hồ, tôi không hy vọng con gái tôi trở về, còn sống trong cảnh đấu đá như này. Hồ Cương cũng nhìn sang Tô Thắm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Một lát sau, ông ta mới nói một câu, con bé giống vợ của con. Không có ai sinh ra thì không cần tình thân, ông trước đây cũng không phải như vậy hay sao? Bye! Hồ Hoàng Việt nhìn ông lão già nua đã 70 tuổi ở trước mắt, cách hơn 20 năm, cuối cùng cũng lần nữa gọi ra cái từ đã đóng băng đó. Cơ thể Hồ Cương run rẩy kịch liệt, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng không thể nói ra được hai từ đó. Bất luận con nghĩ như nào, ba cũng là kẻ thù giết vợ của con, mọi thù hận hãy tính hết lên một mình ba. Con sau này là chủ của nhà họ Hồ, phải dẫn dắt nhà họ Hồ đi tới huy hoang. Hồ Cương nhìn chằm chằm Hồ Hoàng Việt, nói. Hồ Hoàng Việt cuối cùng vẫn chấp nhận vị trí này. Hồ Cương lại đi tới trước mặt Vương Nhất, nói, cậu Vương, dựa theo yêu cầu của cậu, gia chủ đời tiếp theo là Hồ Hoàng Việt, giờ có thể tha cho nhà họ Hồ một con đường rồi chứ? Vương Nhất mỉm cười gật đầu, đương nhiên, kết cục như này là rất đáng mừng, tôi không những sẽ tha cho nhà họ Hồ, còn sẽ cho nhà họ Hồ lợi ích. Sau này nhà họ Hồ xảy ra chuyện gì, cứ việc tìm tôi là được. Có câu nói này, Hồ Cương cũng thở phào, trên mặt nở nụ cười. Ánh mắt Vương Nhất dừng trên người Tô Thắm, nói với Hồ Cương, ngoài ra, tuổi của Thắm cũng không bé nữa, tới tuổi nên bàn chuyện cưới gả rồi, sau này đám cưới của Thắm, ông phải tham gia. Hồ Cương liếc nhìn Tô Thắm, do dự một lát, nói, sau này con của Thắm có thể cũng mang Hồ không? Không thành vấn đề. Người đồng ý là Hồ Hoàng Việt. Mọi người nói linh tinh cái gì thế? Tô Thắm lập tức mặt mày tức giận, thẹn tới đỏ bừng mặt. Tuy nhiên ánh mắt của cô ta lại vô tình hay hữu ý mà dừng trên người Vương Nhất, buồn bã thở dài. Tâm ý của thiếu nữ, e là phải giấu tận đáy lòng. Vương Nhất bế Vương Tử Lam, định rời khỏi nhà họ Hồ. Lãnh Nhan lập tức đứng dậy, thiếu chủ, tôi đưa về anh. Vương Nhất mỉm cười lắc đầu, không cần, Tiêu đưa tôi về là được, cô về trước đi. Rõ tuy Lãnh Nhan đáp, nhưng trong mắt lại mang theo sự thất vọng. Một mình cô ta lái xe về khu nội thành, chuẩn bị về chỗ ở. Đột nhiên, một chiếc xe lại chặn ở trước mặt cô ta. Ở đằng trước có mấy người đàn ông mặc đồ đen vóc người vạm vỡ bước ra. Ánh mắt Lãnh Nhan trở nên rét lạnh, một cô lệ khí nhanh chóng sinh ra trong lòng.
Tìm chết. Lãnh Nhan trực tiếp xuống xe, định động thủ. Những người đàn ông kia lại lập tức thay đổi sắc mặt, cô Lãnh Nhan đừng kích động, chúng tôi không có ác ý. Lãnh Nhan dừng tay, lạnh lùng nhìn bọn họ, các anh biết tôi. Người đàn ông cầm đầu nói, cô chủ của nhà tôi muốn mời cô Lãnh Nhan đi uống ly trà. Cô chủ nhà anh. Lãnh Nhan căn bản không nhúc nhích, thậm chí vẻ mặt lạnh băng, cô chủ nhà anh là ai? Cô ta là đi theo thiếu chủ tới Giang Thành, tất cả các hào môn của Giang Thành cô ta đều đã tiếp xúc. Bất luận là nhà họ Hạ, hay nhà họ Lục, hoặc là nhà họ Hồ, đều là đàn ông làm chủ nhà, căn bản không có người phụ nữ nào quá giỏi cả. Vệ sĩ thủ lĩnh của người mặc đồ đen từ từ nói ra một cái tên thì Lãnh Nhan đã hiểu do. Diệp Thúy Như. Diệp Thúy Như. Vẻ mặt Lãnh Nhan hơi thay đổi, là Kim, Thúy Như, yêu nữ của nhà họ Kim cũ. Vệ sĩ cầm đầu gật đầu, đúng vậy. Không gặp, Lãnh Nhan xoay người muốn rời đi. Vệ sĩ thủ lĩnh lập tức cản lại, cô Lãnh Nhan khoan đã. Không muốn chết thì tránh ra. Lãnh Nhan đứng đó, hai mắt thấp thoáng trở nên đỏ ngầu. Người phụ nữ Kim Thúy Như này lòng dạ rắn rết, âm hiểm tàn độc, hơn nữa giỏi dụ dỗ lòng người, là kẻ địch lớn của thiếu chủ, cô ta có thể đi gặp ư. Vệ sĩ thủ lĩnh lập tức dùng mình, vội vàng nói ra tất cả. Cô chủ nhà tôi nói, cô Lãnh Nhan dạo gần đây khó khăn vì tình, cô ấy có thuốc tốt, có thể chữa tâm bệnh. Lời này nói thì hấu huyền, nhưng bản thân Lãnh Nhan đã sững người. Khó khăn vì tình. Cô ta khó khăn vì tình hồi nào? Nói vớ vẩn. Lãnh Nhan tiếp tục định rời đi. Lần này vệ sĩ thủ lĩnh không có ngăn cản nữa. Cô chủ đã nói, chỉ cần một lần. Nếu nói ra tình trạng thực tế, Lãnh Nhan cũng không đi theo thì không cần mời nữa. Người trong sạch tự sẽ trong sạch, người vẩn đục thì sẽ vẩn đục. Lúc này Lãnh Nhan đã lên xe, vừa muốn khởi động xe, nghĩ tới phản ứng trước đó của Vương Nhất đối với cô ta. Nhìn thì rất bình thường, nhưng trong lòng cô ta lại bất an. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô ta vẫn quyết định đi tìm hiểu. Sân đường. Cô ta hạ cửa xe xuống, hét lên với mấy vệ sĩ của Diệp Thúy Như. Chiếc xe rất nhanh đã chạy tới khách sạn tốt nhất Giang Thành. Chỉ thấy đỗ kín xe sang, còn có không ít cậu chủ nhà giàu quần áo hoa lệ được một đám người đẹp vây quanh, đi ra khỏi khách sạn. Mặt Lãnh Nhan lộ vẻ kinh ngạc. Vệ sĩ cầm đầu lập tức giải thích, cô Lãnh Nhan không cần lo lắng, nơi này là khách sạn tốt nhất Giang Thành, tất cả người đại diện cho vương tộc Yên Đô đều sống ở im đây. Trước khi đại hội Bắc Cảnh diễn ra, cho tới buổi tối, bọn họ đều sẽ vui chơi ở đây. Lãnh Nhan lập tức lộ vẻ chán ghét, đối với những cậu ấm gia tộc đến từ Yên Kinh này, cô ta không có tí thiện cảm nào. Thang máy đi lên, cho tới tầng cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của các vệ sĩ, Lãnh Nhan đi vào một căn phòng tổng thống. Cũng là người to gan, Lãnh Nhan không sợ mai phục, cất bước đi vào. Tuy nhiên điều khiến cô ta kinh ngạc là Diệp Thúy Như căn bản không ở bên trong, chỉ có một ông lão tóc trắng. Kim Thúy Như đâu? Lãnh Nhan lập tức cảm thấy không đúng. Ánh mắt đanh lại, chất vấn. Cô chủ đang tắm rửa thay đồ, cô Lãnh Nhan chớ sốt ruột. Diệp Vô Lệ từ từ đứng dậy, mỉm cười nói Lãnh Nhan, ngoài ra cô chủ họ Diệp, đừng gọi họ trước kia của cô chủ nữa. Khoảnh khắc Diệp Vô Lệ đứng dậy, Lãnh Nhan lập tức như gặp phải kẻ địch lớn. Bởi vì ở trên người ông lão này, cô ta cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Đợi lâu rồi. Đột nhiên, đằng sau truyền tới giọng nói bình tĩnh yên tai của người phụ nữ. Lãnh Nhan lập tức xoay người. Chỉ thấy cửa phòng tắm mở ra, một cô gái cổ điên mặc sườn xám màu tím hoa lệ uyển chuyển bước tới. Không phải chính là Diệp Thúy Như hay sao? Diệp Thúy Như, cô tìm tôi tới làm gì? Lãnh Nhan quát to. Diệp Thúy Như cười hờ hững, cô Lãnh Nhan khó khăn vì tình, tôi là linh đan diệu dược của cô. Lãnh Nhan cảnh giác nhìn Diệp Thúy Như. Không biết tại sao cô ta càng nói những lời cao thâm khó lường thì trong lòng Lãnh Nhan càng không tự tin. Cạch, đằng sau truyền tới tiếng khóa cửa, chỉ thấy Diệp Vô Lệ không biết từ khi nào đã khóa cửa căn phòng lại. Lãnh Nhan mặt mày lạnh lùng nói, như này là có ý gì? Diệp Thúy Như mỉm cười, cô Lãnh Nhan không cần lo lắng, tôi không có ác ý, làm như vậy chỉ là không để người khác làm phiền chúng ta. Diệp Thúy Như xắn tay áo lên, pha một ly trà cho Lãnh Nhan. Lãnh Nhan lại không có ý muốn uống. Cô ta là sát thủ, đương nhiên biết những chất lỏng này không thể uống. Diệp Thúy Như cũng không để bụng, rót một ly cho mình, từ từ thưởng thức. Dạo này Vương Nhất vẫn ổn chứ?
Diệp Thúy Như thuận miệng hỏi. Thiếu chủ sống rất tốt, cô đừng đi làm phiền anh ấy nữa. Lãnh Nhan nghiêm túc nói. Diệp Thúy Như cười khúc khích, tôi đương nhiên sẽ không đi làm phiền anh ta, Lý Khinh Hồng đã chạy tới Giang Thành định cư rồi, tôi làm sao dám tìm anh ta. Lời này nghe thì giống như Lý Khinh Hồng kiêng kỵ anh ta cũng ở Giang Thành, sợ Vương Nhất bị cướp mất cho nên mới tới Giang Thành. Lãnh Nhan lập tức sa sầm mặt mày, cô hiểu lầm rồi, cô Lý đến Giang Thành, đơn thuần là vì nguyên nhân công việc. Diệp Thúy Như mỉm cười, không có phản bác. Ánh mắt của cô ta bỗng dừng ở trên người Lãnh Nhan, Vương Nhất sống tốt, vậy cô thì sao? Tôi ư? Lãnh Nhan chợt sững người, sau đó mặt mày rất cảnh giác. Tôi sống có tốt hay không thì có liên quan gì tới cô à? Lãnh Nhan đã cật lực đi đoán ý trong những lời này của Diệp Thúy Như, hơn nữa suy nghĩ xem có phải có lõ hổng ở đâu không. Bất lực là lời của Diệp Thúy Như chỉ là những câu bình thường pha tạp vài câu mỉa mai mà tình địch nên có, chứ không có ý khác. Nhưng càng như vậy, áp lực trong lòng Lãnh Nhan càng lớn. Luận võ lực, 1.000:1.000 Diệp Thúy Như cũng không phải đối thủ của cô ta. Nhưng so về mưu trí, Lãnh Nhan rất chịu thiệt. Cô ta căn bản không đoán được Diệp Thúy Như muốn làm cái gì, mục đích là gì. Không sao cả, nhưng là phụ nữ, tôi thật sự không nhịn được khi thấy cô lún sâu vào bể tình, lại không hay biết. Diệp Thúy Như cười ha ha nói. Lãnh Nhan lập tức từ chối, cái gì mà lún sâu vào bể tình, tôi ngay cả người mình thích còn chưa có. Thật sự chưa có sao? Diệp Thúy Như cười nói, Vương Nhất, không phải sao? Soạt. Lời này vừa dứt, Lãnh Nhan lập tức có vẻ mặt rất hoảng hốt. Nhiều hơn là sự phẫn nộ. Nếu cô còn nói vớ vẩn, có tin tôi giết cô không? Mặt mày Lãnh Nhan tràn ngập sát khí, thậm chí đã rút dao ra, dí vào cái cổ dài đầy kiêu ngạo của Diệp Thúy Như. Diệp Vô Lệ lúc này cũng đi tới đằng sau Lãnh Nhan, một tay chạm vào phần tim ở đằng sau Lãnh Nhan, lạnh lùng nói, buông cô chủ ra. Lãnh Nhan có thể lập tức cắt cổ họng của Diệp Thúy Như. Diệp Vô Lệ cũng có thể một chưởng đánh nát lục phủ ngũ tạng của Lãnh Nhan. Chỉ là ông ta càng thêm cảm thán về thủ đoạn của cô chủ. Hai ba câu thì khiến một cao thủ không yếu hơn ông ta rối loạn tâm tư. Một cao thủ, tâm loạn thì sẽ cách thất bại không còn xa nữa. Hơn nữa Lãnh Nhan là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Lãnh Nhan của bây giờ nghĩ cái gì, đều nằm trong sự khống chế của cô chủ. Đây mới là chỗ đáng sợ của cô chủ. Ngay cả cô chủ thiên kim giỏi nhất của Diệp Thị, Diệp Ân Thị cũng rất kiêng kỵ. Bác Diệp, dừng tay. Diệp Thúy Như không hề lo lắng Lãnh Nhan sẽ giết mình. Cho dù trên cổ kề dao, trên mặt cô ta vẫn nở nụ cười thản nhiên. Bác ra ngoài trước đi, tôi và cô Lãnh Nhan nói chuyện riêng. Nhưng cô chủ, cô ta sẽ gây bất lợi với lòi bẩy ra ngoài. Ánh mắt của Diệp Thúy Như lạnh đi. Dù là Diệp Vô Lệ cũng cảm thấy áp lực. Ông ta thu tay lại, đi ra khỏi phòng. Lúc này, trong phòng chỉ còn Lãnh Nhan và Diệp Thúy Như. Diệp Thúy Như mỉm cười với cô ta, bác Diệp là cường giả mạnh nhất bên cạnh tôi đã bảo bác ấy ra ngoài rồi, cô Lãnh Nhan có phải cũng nên thu dao rồi không? Lãnh Nhan đến bây giờ cũng chưa làm rõ được mục đích của Diệp Thúy Như là gì. Nhưng bây giờ trong phòng chỉ có cô ta và Diệp Thúy Như, nếu người phụ nữ này dám tính kế cô ta, giết Diệp Thúy Như thật sự dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Lãnh Nhan thu dao lại. Ánh mắt của cô ta lạnh lẽo không ít, cô rốt cuộc muốn nói gì, tốt nhất mau nói rõ, tôi không có nhiều thời gian ở với cô. Được, vậy tôi nói thẳng. Diệp Thúy Như mỉm cười, cô hiểu cái gì là yêu không? Yêu. Lãnh Nhan bị câu hỏi này làm cho đơ luôn, hai mặt cũng mở mịt. Phải, yêu. Diệp Thúy Như đứng dậy, nhìn những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, trong lòng luôn nhớ nhung. Nguyện ý làm bất chuyện gì vì anh ta, cho dù là đi chết. Yêu anh ta, hận anh ta, trước sau như một. Trên thế gian có rất nhiều người tự cho rằng mình hiểu tình yêu, thật ra bọn họ căn bản không hiểu. Giọng điệu của Diệp Thúy Như u ám, giống như cảm khái những gì cô ta gặp phải. Lời phía trước mà Diệp Thúy Như nói có phải thật hay không thì Lãnh Nhan không biết, nhưng Lãnh Nhan biết, những lời này hiện nay là cô ta nói từ tận đáy lòng. Nhưng ánh mắt của Lãnh Nhan càng thêm mờ mịt. Cô ta trước kia là sát thủ, từ bé lớn lên trong đống người chết. Có thể sống đã là không tồi rồi, đâu dám khát vọng tình yêu. Lãnh Nhan đến bây giờ cũng chưa gặp được một người đàn ông có thể khiến cô ta rung động. Có lẽ cả đời cũng không gặp được. Vậy nên cô ta không hiểu tình yêu. Nhưng từ rất lâu trước đây,
cô ta từng hỏi Vương Nhất câu hỏi tương tự. Cái gì là tình yêu? Tại sao phải có tình yêu? Lúc đó, Vương Nhất nói. Tình yêu bao gồm rất nhiều thứ, là thứ cần thiết, là giúp đỡ lẫn nhau. Sống chết cũng không tách rời, bầu bạn bên nhau, nắm tay đi hết cuộc đời, sống tới bạc đầu. Lãnh Nhan hình như đã hiểu, nhưng lại hình như càng thêm mù mịt. Cuối cùng cô ta lắc đầu, không hiểu, tôi cũng không cần hiểu. Theo cô ta thấy, chỉ cần có thể mãi ở bên cạnh thiếu chủ, như vậy là đủ rồi. Diệp Thúy Như đã cười. Cười khinh thường, cười mỉa mai. Lãnh Nhan lập tức cảm thấy tức giận, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cô cười cái gì? Tôi cười cô ngu ngốc. Diệp Thúy Như lắc đầu, cười ha ha nói, giữa cô và Vương Nhất có phải sinh ra rạn nứt rồi không? Lời này vừa dứt, ngay lập tức Lãnh Nhan thay đổi sắc mặt, hai mắt nhìn chăm chăm Diệp Thúy Như. Ngay cả bản thân cô ta cũng không biết, mình đang từng chút một rơi vào cái bẫy của Diệp Thúy Như. Thật ra, khi Vương Nhất biết cô ta là sát thủ xuất thân từ Võng Lượng thì giữa hai người đã sinh ra rạn nứt từ lâu. Ngoài mặt đã nói thông suốt, nhưng Lãnh Nhan vẫn cảm nhận được, thiếu chủ không coi trọng cô ta như trước kia nữa. Không có rạn nứt, Lãnh Nhan không thể để Diệp Thúy Như biết những chuyện này. Nhưng Diệp Thúy Như đã đoán được, cười hờ hững, bất luận giữa hai người có rạn nứt hay không, trong lòng cô có nghĩ tới Vương Nhất hay không? Nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh Vương Nhất không? Thậm chí sẽ chết vì anh ta không? Nếu đúng, cô đã yêu anh ta, có lẽ yêu rất sâu sắc, không thể rút ra. Lãnh Nhan đã sững người, lẩm bẩm với chính mình. Mình đây là yêu sao? Đương nhiên. Khóe miệng Diệp Thúy Như nhếch lên nở nụ cười hờ hững khi kế hoạch thành công, cô thích Vương Nhất, muốn ở bên anh ta, tôi có thể giúp cô. Lãnh Nhan ngây người, đầu óc trống rỗng. Giọng nói của Diệp Thúy Như giống như một loại ma lực, khiến Lãnh Nhan mất đi khả năng suy nghĩ. Không, cô lừa tôi, nói về mưu ma quỷ trước, tôi không phải là đối thủ của cô. Sau khi hoàn hồn lại, Lãnh Nhan nghiến răng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thúy Như. Diệp Thúy Như cười một cách yêu kiều, tôi đang lừa cô sao? Tôi không muốn cô càng lún càng sâu. Rốt cuộc cô có mục đích gì? Lãnh Nhan không hề bị dao động, lạnh lùng chất vấn. Sắc mặt Diệp Thúy Như vẫn như bình thường, giúp cô theo đuổi Vương Nhất, chính là mục đích của tôi. Lãnh Nhan cười khẩy, nực cười, ngay cả bản thân cô còn không theo đuổi được, còn muốn dạy tôi. Tôi không theo đuổi được. Ánh mắt Diệp Thúy Như trở nên lạnh lùng, nụ cười trên khuôn mặt cũng đột nhiên biến mất. Nếu là sự chất vấn bình thường, cô ta có thể không thèm để tâm. Nhưng về chuyện này, cô ta sẽ không nhường dù chỉ nửa bước. Diệp Thúy Như vừa nổi giận, trong lòng Lãnh Nhan cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Ít nhất không bị mê hoặc. Cô ta ngày càng chắc chắn, Diệp Thúy Như đang mê hoặc mình, nụ cười khẩy trên khuôn mặt càng rõ ràng. Lẽ nào không phải, cô theo đuổi được thiếu chủ lúc nào? Trong lòng thiếu chủ từ đầu đến cuối chỉ có cô Lý. Câm miệng! Diệp Thúy Như lạnh lùng hét lên một tiếng, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lãnh Nhan. Trên mặt cô ta tràn đầy sự không phục, cô đi hỏi Vương Nhất xem, trước khi gặp được Lý Khinh Hồng, người trong lòng anh ta là ai? Là tôi hay là Lý Khinh Hồng? Lúc Vương Nhất chưa gặp Lý Khinh Hồng, chỉ có hai người phụ nữ có quan hệ với Vương Nhất. Một là Thanh Mai Trúc Mã Lý Mộng Đình, người còn lại chính là Diệp Thúy Như. Nói đến chuyện này, trong lòng Diệp Thúy Như tràn đầy tự tin. Không ngại nói với cô, Vương Nhất ở rể nhà họ Kim, lúc đến ở rể, cho dù tôi đối xử với anh ấy như thế nào, anh ấy cũng một lòng một dạ chiều theo ý tôi, trong lòng anh ấy không thể không có tôi. Nhìn dáng vẻ này Diệp Thúy Như, Lãnh Nhan cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô ta đột nhiên cảm thấy Diệp Thúy Như rất đáng thương. Diệp Thúy Như cũng biết mình phản ứng thái quá, rất nhanh lại ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lãnh Nhan, cô đừng kích động tôi sẽ không làm phiền Vương Nhất và Lý Khinh Hồng nữa, nhưng không có nghĩa tôi thua Lý Khinh Hồng, câu trả lời của cô. Lãnh Nhan trầm mặc rất lâu, không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ hỏi, chỉ sợ cô giúp tôi là có mục đích khác. Diệp Thúy Như cười, đương nhiên rồi, nếu không loại chuyện làm nhiều mà không được lợi ích gì ai sẽ làm. Cô muốn làm gì? Lãnh Nhan nhìn cô ta với ánh mắt cảnh giác. Lúc trước, Diệp Thúy Như hợp tác với Lý Khinh Hồng, sau đó hãm hại Lý Khinh Hồng, suýt nữa hại Lý Khinh Hồng tán ra bại sản. Diệp Thúy Như cười, yên tâm, lần này tôi không tính toán điều gì, chỉ đơn thuần muốn cô giúp tôi chút chuyện. Chuyện gì? Lãnh Nhan hỏi. Cô phải đóng giả một người.
Diệp Thúy Như lặng lẽ đi đến gần Lãnh Nhan, nói vào tai cô ta hai chữ. Cái gì? Nghe thấy vậy, sắc mặt Lãnh Nhan lập tức thay đổi, kích động đứng phắt dậy. Một tia sáng lạnh lóe lên, con dao trong tay Lãnh Nhan rơi xuống cổ Diệp Thúy Như. Rốt cuộc cô là ai? Cho dù như vậy, trong mắt Lãnh Nhan vẫn tràn ngập sự kinh hãi. Thậm chí là sợ hãi. Thứ có thể khiến Lãnh Nhan như vậy không nhiều. Diệp Thúy Như cười, không trả lời câu hỏi này, chỉ thờ ơ nói, tôi biết cô đang nghĩ cái gì, thân phận này có liên quan đến thân thế của cô, có đồng ý hay không tự bản thân cô suy nghĩ. Nhưng, tôi tin cuối cùng cô vẫn quay trở về chỗ tôi. Chú Diệp, tiên khách. Vẻ mặt Lãnh Nhan trắng bệch như tờ giấy rời khỏi khách sạn. Cô ta đi được mấy bước, bịch một tiếng, ngã xuống đất. Con người chỉ có lúc hồn bay phách lạc nhất mới hoàn toàn nản lòng, mất đi hát vọng. Lúc này, trong lòng Lãnh Nhan, cô ta cũng không biết tương lai của mình đi về đâu. Bên kia, Vương Nhất không hề biết chuyện Lãnh Nhan đã gặp Diệp Thúy Như. Anh bế Vương Tử Lam trở về khách sạn. Lúc này, Lý Khinh Hồng vừa mới tắm rửa xong đi ra, sao về muộn vậy? Lý Khinh Hồng rất bất mãn với việc Vương Nhất và Vương Tử Lam về muộn như vậy. Vương Nhất suy nghĩ vẫn không muốn để Lý Khinh Hồng biết chuyện của Vương Tử Lam ở nhà họ Hồ, tùy tiện tìm một lý do lấy lệ cho qua là được rồi. Lần sau đừng trở về muộn như này nữa, gần đây Giang Thành rất loạn, ở đâu cũng là võ giả. Biểu cảm trên mặt Lý Khinh Hồng rất lo lắng. Nghe thấy vậy, ánh mắt Vương Nhất đang dừng ở chợ đêm sầm uất. Trên đường vẫn có rất nhiều người, nhưng không ai cảm nhận được, đại hội Bắc Cảnh đang đến gần, ngày càng có nhiều võ giả tập trung ở Giang Thành. Nói không chừng một viên gạch có thể dễ tê chết mấy cường giả. Không phải tất cả mọi người đều giống như anh, có thể nghiền áp tất cả phương hướng. Hầu hết mọi người nếu như trêu chọc phải võ giả, về cơ bản chỉ có một con đường chết. Em có biết đại hội Bắc Cảnh tổ chức vào ngày nào không? Vương Nhất hỏi. Tin tức đại hội Bắc Cảnh sắp được tổ chức đã bay ngập trời, nhưng cụ thể là ngày nào lại không có ai biết. Điều này ít nhiều cũng cho người khác một cảm giác rất nhảm nhí. Lý Khinh Hồng lắc đầu, vẫn chưa biết, nhưng em đoán sẽ nhanh thôi, trong tháng này. Đợi đến khi mục hộ vệ, người chủ trì của đại hội Bắc Cảnh đến, đại hội Bắc Cảnh cũng sẽ được bắt đầu. Mục Lang. Nhắc đến cái tên này, trên mặt Vương Nhất hiện lên một nụ cười chế giễu. Đúng lúc, anh cũng có món nợ cũ muốn tính với Mục Lang. Ngày hôm sau, Lý Khinh Hồng dậy rất sớm, định đi đến chi nhánh công ty kiểm tra một chút. Vương Nhất ôm lấy cô, làm gì mà dậy sớm thế? Em muốn đi đến công ty xem tình hình thế nào. Lý Khinh Hồng tỉnh bơ bỏ cánh tay đang đặt lên bụng mình của Vương Nhất xuống. Vương Nhất lại đặt lên, cười nói, em đang mang thai, bớt quản mấy chuyện công việc đi. Trong lòng Lý Khinh Hồng cảm thấy rất ấm áp. Nhưng trên miệng vẫn nói, em vừa mới mang thai, không phải là mang thai 10 tháng, không sao. Vậy anh đi cùng em. Vương Nhất không yên tâm. Lý Khinh Hồng không lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý. Đinh dong. Nhưng, Vân chưa kịp mở cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Ai thế? Lý Khinh Hồng mở cửa ra xem, nhưng lập tức sững sờ, sau đó biểu cảm trên mặt cũng trở nên lạnh lùng. Là ông. Là ba. Chỉ thấy có một đôi vợ chồng trung niên đứng ở cửa. Nói trung niên đã khiến bọn họ già đi rồi, bởi vì bọn họ không hề già. Ngược lại vẫn còn rất trẻ, năm tháng không hề để lại dấu vết trên người bọn họ. Vương Nhất cũng rất kinh ngạc, mặc dù trong lòng cảm thấy bất mãn, nhưng Vân cố gắng gọi một tiếng. Bác trai, bác gái. Đôi vợ chồng trung niên đứng ở cửa chính là người ba trên danh nghĩa của Lý Khinh Hồng, Lý Thế Nhân và vợ của ông ta, Ngụy Thương Kiều. Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều đều không để tâm đến cách xưng hô của Vương Nhất, sự chú ý của bọn họ từ đầu đến cuối đều ở trên người Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng định dùng lực đóng cửa lại. Bịch! Lúc cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay đột nhiên thò vào, giữ lấy cánh cửa. Lý Thế Nhân thở dài, con không muốn gặp bọn ta như vậy sao? Buông tay! Lý Khinh Hồng nghiến răng nói, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. Vương Nhất ở bên cạnh đã nhìn thấy tất cả. Trong lòng cũng khẽ thở dài. Nếu như Khinh Hồng không biết thân thế của mình, có lẽ sẽ không oán hận bọn họ như vậy. Nhưng vấn đề là, cô đã biết. Lý Thế Nhân không phải là ba ruột của cô là Lý Thiên Dương. Cô là một người dân bình thường, nhưng vì thể diện của Lý Thị, bọn họ đã ép buộc đưa cô đi. Ba ruột của cô bị đuổi ra khỏi Yến Kinh,
rời xa quê hương đi đến Thiên An. Không lâu sau mẹ cô bị bệnh trầm cảm, bị L chết ở Thiên An. Cô vẫn luôn bị lừa gạt. Tất cả mũi nhọn đều hướng về phía kẻ chủ mưu là Lý Thế Nhân. Có lẽ, với tư cách là chủ của Lý Thị, Lý Thế Nhân không làm sai, nhưng đối với Lý Khinh Hồng, ông ta là kẻ thù, là hung thủ trực tiếp hại mẹ cô bị bệnh mà chết. Mâu thuẫn này không chỉ không được giải quyết, ngược lại càng tích tụ càng sâu. Lúc này gặp mặt, đương nhiên Lý Khinh Hồng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt. Giọng nói của Ngụy Thương Kiều lại truyền đến, Khinh Hồng, con đừng kích động, mở cửa ra trước rồi chúng ta nói chuyện, ba con muốn đến thăm hai đứa. Lý Khinh Hồng vẫn rất kích động, dùng sức đóng cửa, buông tay, nếu không ngón tay của ông bị kẹp đứt không liên quan gì đến tôi. Giọng nói của Lý Thế Nhân vẫn bình tĩnh, vậy thì thử đi. Lý Khinh Hồng thừ mặt ra, sau đó càng thêm tức giận, liên tục dùng lực, thật sự muốn kẹp đứt ngón tay của Lý Thế Nhân. Nhưng sau đó, ngón tay của Lý Thế Nhân lại đột nhiên dùng lực. Âm! Một lực vô cùng lớn bùng phát, cánh cửa giống như sắp đổ đến nơi, lắc lư dữ dội. An Lý Khinh Hồng không biết võ đạo lập tức bị chấn động đến mức bàn tay tê liệt, kinh ngạc hét lên một tiếng, suýt nữa quỳ xuống đất. Vương Nhất nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô. Lúc này, ánh mắt Vương Nhất đã trở nên vô cùng lạnh. Anh đã nhìn ra Lý Thế Nhân cũng là một cao thủ. Nhưng Khinh Hồng là vợ của anh. Bây giờ còn đang mang thai, không thể chịu được sự hoảng sợ quá lớn. Cho dù Lý Thế Nhân là ba vợ tương lai của anh, Vương Nhất cũng không cho phép. Cửa được mở ra, Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều đã đi vào. Lúc này, trên khuôn mặt vô cảm của Lý Thế Nhân bao phủ sự lạnh lùng. Cửa cũng không muốn mở, con muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta sao? Đúng, Lý Thế Nhân vô cùng bao dung với Lý Khinh Hồng, nhưng không có nghĩa ông ta có thể cho phép Lý Khinh Hồng có những hành vi tùy hứng. Mặc dù trong lòng Ngụy Thương Kiều cũng vô cùng tức giận, nhưng ở trước mặt Lý Thế Nhân, bà ta không dám thể hiện ra. Vội vàng nói với Lý Khinh Hồng, Khinh Hồng, mau xin lỗi ba con đi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Từ trong lòng Vương Nhất đứng lên, Lý Khinh Hồng cười khẩy, đoạn tuyệt quan hệ. Giữa chúng ta vốn dĩ không có quan hệ huyết thống, đoạn tuyệt kiểu gì? Con nói cái gì? Câu này vừa được nói ra, sắc mặt Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều đều lập tức thay đổi. Trên mặt hai người đều hiện lên sự kinh ngạc, nhưng dần dần vẻ mặt Lý Thế Nhân trở nên âm trầm, tràn đầy sự tức giận. Trên mặt Ngụy Thương Kiều cũng hiện lên sự hoảng hốt, nhưng trong lòng lại cười khẩy. Cô đây khiêu chiến với sự kiên nhẫn của Lý Thế Nhân. Xem ra, con đã biết tất cả rồi. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, sự tức giận trên mặt Lý Thế Nhân đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh như lúc trước. Tôi đã biết tất cả rồi, ông không phải là ba. Ruột của tôi, ông đừng khống chế tôi nữa. Giọng nói của Lý Khinh Hồng giống như một con sói mẹ bị thương, trầm thấp, tức giận. Lý Thế Nhân lắc đầu, cho dù con đã biết được chân tướng 20 năm trước, nhưng, con vẫn là đại công chúa của Lý Thị, con vẫn là con gái lớn của ba, đây không phải là chuyện con muốn đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt. Đúng vậy, Khinh Hồng, chuyện năm đó quả thật Thế Nhân có chút bá đạo, nhưng đó cũng là vì gia tộc, hơn nữa, mấy năm nay Thế Nhân vẫn luôn bù đắp cho con. Ngụy Thương Kiều cũng tận tình khuyên bảo, trên thực tế thì lại là đổ thêm dầu vào lửa, liên tục kích động Lý Khinh Hồng. Con vốn dĩ chỉ là con gái của một gia đình bình thường, nhưng vì Thế Nhân, con từ một người bình thường lắc mình trở thành thiên kim công chúa của Lý Thị Vương tộc, bao nhiêu người đầu thai không biết bao nhiêu lần cũng không bằng con không cảm kích thì thôi đi, lại còn trách Thế Nhân, đúng là không có lương tâm. Đồ đàn bà đê tiện này, ngậm miệng lại cho tôi, ở đâu có chỗ để bà lên tiếng sao? Lý Khinh Hồng lại nhắm mũi dùi vào Ngụy Thương Kiều, tức giận nói, tôi không hề muốn trở thành thiên kim tiểu thư của Lý Thị các người. Các người hủy hoại gia đình tôi, bức chết mẹ tôi, còn muốn tôi phá thai, hành động của các người khiến tôi cảm thấy buồn nôn, bây giờ, các người cút ra khỏi phòng tôi. Ngụy Thương Kiều thừ mặt ra, sau đó lập tức nhìn về phía Lý Thế Nhân, con bé thật quá đáng, tôi đã có lòng tốt khuyên bảo con bé lại mắng tôi. Đủ rồi. Sắc mặt Lý Thế Nhân đột nhiên trở nên u ám, tức giận hét lên. Ba đã bù đắp cho con đủ rồi, con lại không biết tốt xấu. Nhìn những chuyện lúc trước con làm xem, bị tên rác rưởi kia dụ dỗ, còn mang thai con của cậu ta, ba bảo con phá bỏ, có sai không? Cho dù con đã biết được thân thế của mình, nhưng con đã làm trưởng công chúa của Lý Thị hơn 20 năm, con chính là trưởng công chúa của Lý Thị, ai dám tiết lộ bí mật này đều sẽ phải chết, con cũng không thể làm trái, hiểu chưa?
giọng nói của Lý Thế Nhân còn mang theo chút sát khí. Ba cứ nghĩ trong lòng con đã hiểu rõ, cho dù biết được chân tướng cũng sẽ không nói ra, xem ra do mấy năm nay ba đối xử với con quá khoan dung, hôm nay ba phải dạy cho con biết cái gì là bách hạnh hiếu vệ tiên. Nói xong, Lý Thế Nhân giơ tay lên, tát mạnh về phía mặt Lý Khinh Hồng. Ngụy Thương Kiều nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn. Bà ta bị Lý Khinh Hồng chèn ép bao nhiêu năm qua, từ lâu đã muốn nhìn thấy Lý Khinh Hồng bị đánh. Tốc độ của cái tát này của Lý Thế Nhân rất nhanh, ngay cả Lý Khinh Hồng cũng không kịp phản ứng lại. Chát! Một tiếng tát lanh lảnh vang lên, một bóng người trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước Lý Khinh Hồng, nắm lấy cổ tay của Lý Thế Nhân một cách chuẩn xác. Vương Nhất! Lý Khinh Hồng hoàn hồn lại, nước mắt lập tức rơi xuống. Sắc mặt Lý Thế Nhân càng trở nên u ám, nhìn Vương Nhất, lạnh lùng nói, cậu dám ngăn cản tôi dạy dỗ con gái. Cút sang một bên cho tôi. Vương Nhất thở ơ, nhưng ánh mắt vẫn dần tối lại. Cho dù ông là ba của cô ấy, cũng không thể động chân động tay với cô ấy, đừng bảo tôi cho ông mặt mũi, xem như nhà tư bản ngông cuồng như ông. Giọng nói Vương Nhất lạnh lùng, hơn nữa còn mang theo sát khí. Khí thế trên người còn mạnh hơn Lý Thế Nhân. Khuôn mặt Ngụy Thương Kiều tràn đầy sự ngạc nhiên, sau đó tức giận nói, cậu thật to gan, lại dám ra tay với ba vợ cậu, sau này cậu đừng nghĩ đến chuyện ở rể. Vương Nhất lại lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Thương Kiều. Bị Vương Nhất nhìn, Ngụy Thương Kiều đột nhiên giống như rơi vào hầm băng, linh hồn giống như phải chịu chấn động vô cùng lớn. Bà nói sai rồi, không phải tôi ở rể, mà là Lý thị của các người phải quy phục tôi. Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất chậm rãi vang lên. Ánh mắt Ngụy Thương Kiều dại ra rất lâu, lúc này mới phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy mình bị xúc phạm, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. Phản rồi, đúng là làm phản rồi, Khinh Hồng, con xem con tìm chồng kiểu gì vậy. Bà ta vô cùng tức giận hét lên, không nhịn được nhìn về phía Lý Thế Nhân, Thế Nhân, xem thường cả tôi, nhất định phải dạy rõ cho chúng nó một trận. Có chuyện này làm mồi lửa, sau này Ngụy Thương Kiều không phải sợ Lý Khinh Hồng nữa. Nhưng, sao Lý Thế Nhân có thể không nhìn ra Ngụy Thương Kiều muốn lợi dụng chuyện này làm ầm ĩ, muốn Lý Khinh Hồng chịu phạt? Cuối cùng ông ta vẫn thả tay xuống. Thì Ngụy Thương Kiều sững sờ, lập tức trở nên lo lắng. Thế Nhân, ông làm gì vậy? Tại sao không đánh? Lý Thế Nhân lạnh lùng liếc nhìn bà ta, cho dù con bé phạm phải sai lầm gì, bà cũng không có tư cách dạy dỗ con bé, bà có hiểu không? Khuôn mặt Ngụy Thương Kiều cứng đờ, nhưng vẫn không cam tâm ngậm miệng lại. Bà ta rất muốn nhìn thấy Lý Khinh Hồng bị đánh. Nếu không sẽ không còn chỗ đứng trong nhà nữa. Ba, mẹ, sao vậy, ồn quá. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một giọng nói non nớt. Trong tay Vương Tử Lam cầm một con búp bê, ngái ngủ đi ra. Trông dáng vẻ thì vừa mới ngủ dậy. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng đột nhiên thay đổi, đưa tay về phía cô bé, Tử Lam, đến đây, đến chỗ ba mẹ. Vương Tử Lam cũng nhìn thấy Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều, tỉnh táo hơn rất nhiều, vội vàng chạy đến phía sau Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng bảo vệ Vương Tử Lam ở phía sau, ánh mắt nhìn Lý Thế Nhân, tràn đầy sự tức giận, rốt cuộc hai người muốn gì. Lý Thế Nhân vẫn bình tĩnh nhìn Lý Khinh Hồng nói, sau này, những lời như thế này, con nói lúc riêng tư là được rồi, bên ngoài con vẫn là trưởng công chúa của Lý Thị. Ba đến đây, không có ý gì khác, chỉ muốn đến thăm con thôi, dù sao cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Tính từ Tết Trung Thu lần trước thì cũng là một khoảng thời gian rất dài rồi. Chúng ta không cần gặp nhau. Không có gì bất ngờ, cả đời này Lý Khinh Hồng sẽ không bỏ được khúc mắc này. Có lẽ là lời con gái của quá vô tình, Lý Thế Nhân rơi vào trầm tư. Rất lâu sau, ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn Lý Khinh Hồng, con không muốn liên quan gì đến chúng ta, nhưng, con cảm thấy có thể sao? Cho dù con không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho Tuyết Nhi, bây giờ con bé vẫn chưa biết chuyện này, vẫn xem con là chị ruột, con bé cũng là em gái của con muốn để con bé biết được sự thật tàn nhân này sao? Tôi nghĩ đến Lý Tuyết Nhi. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng lập tức trở nên tái nhợt. Cô có thể đoạn tuyệt quan hệ với Lý Thế Nhân, nhưng không thể đoạn tuyệt quan hệ với Lý Tuyết Nhi. Nhưng, chỉ cần không đoạn tuyệt quan hệ với Lý Tuyết Nhi, thì mấy mãi không thể thoát khỏi bọn họ. Đây là một nút chết. Còn có gì nhỏ của con, bà ấy rất thích con. Nghĩ đến Lạc Thanh Thủy, vẻ mặt Lý Khinh Hồng trở nên càng khó coi. Cô nhìn chằm chằm vào Lý Thế Nhân, các người muốn lợi dụng Tuyết Nhi để trói buộc tôi sao?
không phải trói buộc mà con vốn dĩ thuộc gia tộc. Lý Thế Nhân nghiêm túc nói, Thiên Dương và Hạ Lan đến từ Lý Thị, con cũng thuộc Lý Thị. Chuyện 20 năm trước, dù sao cũng là chúng ta có lỗi với con, ba cũng luôn cảm thấy hổ thẹn với Thiên Dương, lần này đến Giang Thành, cũng định bù đắp cho bọn họ. Bây giờ người của ba đang bàn bạc công việc với mấy người Thiên Dương. Lý Thế Nhân lại nói ra một chuyện. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng nghe thấy vậy, vẻ mặt lại thay đổi. Ông uy hiếp tôi, Lý Khinh Hồng nhìn chằm chằm vào ông ta. Vương Nhất cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt không lương thiện nhìn chằm chằm Lý Thế Nhân. Những lời này của Lý Thế Nhân, nghe thì không có vấn đề gì, nhưng rơi vào trong tai Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, chính là một sự uy hiếp. Bây giờ, người của Lý Thế Nhân đang bàn chuyện làm ăn với Lý Thiên Dương, bàn bạc thành công thì là làm ăn, bàn bạc không thành công sẽ là cái gì? Ngụy Thương Kiều đột nhiên nói, các người nghĩ về Thế Nhân quá thiển cận, cho dù là tình huống gì, ông ấy cũng sẽ không uy hiếp tính mạng người làm. Ông ấy là ba tôi. Lý Khinh Hồng lạnh lùng nói. Lý Thế Nhân cười nói, bây giờ tập đoàn Bắc Điện và tập đoàn Ẩn Long đã đạt được hợp tác, nếu như hai công ty hợp tác với nhau, không loại bỏ sau này có kế hoạch thành lập chi nhánh ở Yên Kinh. Tập đoàn Bắc Điện chính là công ty con của Lý Thị, đừng nói ở cả Yên Kinh, cho dù ở cả nước cũng xếp trong top đầu. So sánh với tập đoàn Bắc Điện, tập đoàn Lệ Tỉnh còn không được tính là một đứa bé sơ sinh. Nếu như ông dám ra tay với ba tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Lý Khinh Hồng gần như nghiến răng nói ra câu này. Mặc dù Vương Nhất không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng, đã thể hiện lập trường của anh. Vợ chồng Lý Thế Nhân đến, Lý Khinh Hồng cũng không thể đi đến công ty, chỉ có thể để bọn họ đi vào. Vốn dĩ chỉ đơn thuần đến để tâm sự chuyện cũ, nhưng Lý Khinh Hồng đã biết sự thật chuyện năm đó, nên sẽ có thêm một mục đích. Khinh Hồng, con có thể không nhận người ba này, nhưng con nhất định phải tiếp nhận thân phận trưởng công chúa Lý Thị. Biểu cảm Lý Thế Nhân trở nên nghiêm túc, nói với Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng cũng biết rõ, một khi bị những gia tộc khác biết được thân phận thật sự của trưởng công chúa chỉ là một người bình thường, vậy thì Lý Thị sẽ trở thành trò cười của cả Yến Kinh. Lý Thị cũng xem như là một nửa gia tộc của cô, Lý Khinh Hồng không thể làm ra chuyện tùy hứng như vậy. Được, nhưng tôi có hai điều kiện. Lý Khinh Hồng lạnh lùng nói. Lý Thế Nhân lập tức nói, con nói đi, có yêu cầu gì? Thứ nhất, con gái tôi, phải được đưa vào gia phả Lý Thị, con bé không phải là con hoang. Ánh mắt Lý Khinh Hồng sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lý Thế Nhân. Đây không phải là đang đưa ra yêu cầu, mà là ép Lý Thế Nhân đồng ý. Ánh mắt Lý Thế Nhân rơi vào người Vương Tử Lam trắng nốn, phẫn nộ, ngoại hình của con bé cũng xứng với phân phận thiên kim của Lý Thị, nên ông ta đồng ý. Được. Ngụy Thương Kiều ở bên cạnh trong lòng tràn đầy sự tức giận, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Tên được đưa vào trong gia phả, có thể nói đã chân chính trở thành người của Lý Thị. Sau này sẽ được phân chia gia sản. Ngụy Thương Kiều đã gả cho Lý Thế Nhân hơn 20 năm, tên cũng chưa được đưa vào gia phả. Một kẻ hèn hạ dựa vào cái gì mà có tư cách đó? Sự oán giận trong lòng Ngụy Thương Kiều vô cùng lớn, cũng làm cho quyết tâm đuổi Lý Khinh Hồng ra khỏi cửa của bà ta càng thêm kiên định. Thứ hai, cảm nhận được sát khí, cuối cùng Lý Thế Nhân vẫn thu tay về. Cũng đúng lúc này, Vương Nhất xác nhận được một chuyện, ba vợ của mình cũng là một cao thủ. Lý Thế Nhân không quan tâm đỡ ến anh, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Lý Khinh Hồng, trả lời ba, có phải con đã mang thai không? Đứng ở sau lưng Vương Nhất, trên khuôn mặt Lý Khinh Hồng hiện lên sự sợ hãi, nghiến răng nói, vậy thì làm sao? Anh ấy là chồng của tôi mang thai con của anh ấy. Không phải là ý trời sao? Ông có tư cách gì mà quản tôi? Láo xược! Lý Khinh Hồng vừa dứt lời, Lý Thế Nhân đã lập tức quát lên. Ánh mắt của ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Khinh Hồng, trong ánh mắt mang theo sát khí. Con là trưởng công chúa của Lý Thị, sinh một đứa con gái đã đủ rồi, sao có thể lại mang thai? Con đang muốn Lý Thị của ba trở thành trò cười cho cả Yên Kinh, cả nước R sao? Khuôn mặt Lý Thế Nhân rất hung dữ. Hét lên với Lý Khinh Hồng, sát khí trên người, nếu như Lý Khinh Hồng không phải là con gái của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ giết chết cô. Ý đúng vậy, sao con làm mà không nghĩ đến hậu quả thế? Ngụy Thương Kiều vẻ mặt khó coi khuyên bảo, trong lòng lại vô cùng vui mừng. Là gia chủ của Lý Thị, chắc chắn Lý Thế Nhân không cho phép xảy ra chuyện Lý Khinh Hồng mang thai. Cho dù Lý Khinh Hồng thật sự mang thai, cũng sẽ bắt cô phá bỏ. Đến lúc có cô có thể lén lút động chân động tay,
giống như phẫu thuật thất bại, không chết, nhưng có thể khiến cô không thể mang thai được nữa. Giống như mẹ của cô. Trong lòng Ngụy Thương Kiều có một suy nghĩ ác độc. Quả nhiên, Lý Thế Nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng ép cơn tức giận trong lòng xuống, nói với Lý Khinh Hồn, ba có thể không truy cứu chuyện con phát sinh quan hệ với thằng nhãi kia, nhưng đứa bé này nhất định phải phá bỏ. Giọng nói Lý Thế Nhân trầm thấp, bá đạo, tràn đầy sự uy nghiêm của bề trên, không cho phép Lý Khinh Hồng từ chối. Mà sau khi câu này được nói ra, sắc mặt Lý Khinh Hồng cũng lập tức trở nên tái nhợt, cơ thể lảo đảo như sắp ngã. Cô ôm chặt lấy Vương Tử Lam, tôi không phá. Những giọt nước mắt ấm ức từ trong đôi mắt đỏ hoe rơi xuống. Tất cả lại quay trở về 5 năm trước. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Vương Tử Lam ở trong lòng không hiểu tình hình lúc này, nhưng cô bé nhìn thấy Lý Khinh Hồng khóc. Khóc rất thương tâm. Mẹ đừng khóc, con lau nước mắt cho mẹ. Cô bé đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lý Khinh Hồng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Vương Nhất trở nên rét lạnh, cả người toát lên sự lạnh lẽo. Lý Khinh Hồng cười, mẹ không sao. Chỉ có bản thân cô mới hiểu nụ cười trên khuôn mặt cô hàm chứa điều gì. Cũng chỉ có một mình cô hiểu được, Vương Tử Lam phải khó khăn như thế nào mới đến được thế giới này. Lúc đó cô mang thai Vương Tử Lam, người trong gia tộc ai ai cũng ép cô phá bỏ. Nếu như không phá bỏ, còn cưỡng ép khiến cô sảy thai. Nên, Vương Tử Lam có thể ra đời, đây đúng là một kỳ tích. Phía sau là một người mẹ dũng cảm. Tử Lam, con sắp có em trai hoặc em gái rồi, bây giờ Vân chưa biết, nhưng đợi sau này khi em trai em gái ra đời, con không được bắt nạt các em. Cô xoa đầu Vương Tử Lam, nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô bé nở một nụ cười rất vui vẻ, đảm bảo. Không đâu, con sẽ bảo vệ em trai em gái. Ngoan lắm. Lý Khinh Hồng ôm Vương Tử Lam, ôm rất chặt. Nhi lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Vương Nhất sâu xa, trong lòng rất khó chịu. Nếu như không cùng với Lý Khinh Hồng đi đến hiện tại, anh cũng không biết được vì sinh con gái mà Lý Khinh Hồng đã phải chịu bao nhiêu cực khổ. Bây giờ anh đã trở về, sẽ không để chuyện giống như vậy xảy ra nữa. Vương Nhất sải bước đi đến trước mặt Lý Thế Nhân, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ông ta. Đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt này nhìn ba vợ mình. Không có ai có thể phá bỏ con của tôi ở trước mặt tôi. Giọng Vương Nhất khàn khàn nói. Đứa con thứ hai của tôi và cô ấy sẽ ra đời một cách bình an, nếu như là con trai tôi sẽ đặt tên cho nó là Vương Đỉnh Thiên, sau này nó sẽ trở thành một nam tử Hán đầu đội trời chân đất. Nếu như là con gái, tôi sẽ đặt tên cho nó là Vương Nguyệt Như. Con bé sẽ xinh đẹp, lương thiện giống như mẹ của nó. Câu đầu Vương Nhất nhìn Lý Thế Nhân nói. Nhưng hai câu sau, lại nhìn Lý Khinh Hồng để nói. Ánh mắt anh dịu dàng, trên môi mang theo nụ cười. Ngay cả tên của đứa con thứ hai cũng đã nghĩ xong rồi. Nghe thấy những lời nói của Vương Nhất, sự tàn ác trong đáy lòng Lý Thế Nhân đột nhiên bùng phát. Cũng không duy trì dáng vẻ bình tĩnh lúc trước nữa. 5 năm trước, lúc cậu khiến con bé mang thai, lúc đó tôi nên dế tê chết cậu, bây giờ để hai người sinh một đứa con gái đã là giới hạn lớn nhất rồi, cậu còn muốn sinh đứa thứ hai. Chuyện này không thể nào. Lý Thế Nhân nhìn Vương Nhất nói, thái độ rất cứng rắn. Vương Nhất không nhường nửa bước, chỉ là một gia chủ Lý thị nhỏ nhoi, ai cho ông dũng khí uy hiếp con của tôi. Vợ của Long chủ không thể ức hiếp, con gái của Long chủ không thể bị sỉ nhục. Đây là giới hạn. Vấn đề này, tôi cũng rất muốn biết. Lý Thế Nhân hơi nheo mắt lại, trong mắt đang dần hiện lên sát khí. Nếu như tôi vẫn bắt con bé phá bỏ thì sao? Vậy thì Lý thị, sẽ diệt vọng, tất cả mọi người đều phải chôn theo. Lúc này, khí thế của Vương Nhất còn mạnh hơn Lý Thế Nhân. Vì vợ con, ông ta đi thẳng đến phía đối diện Lý Thị. Vậy sao, Lý Thế Nhân giận quá mà bật cười, Vân là vấn đề lần trước, tôi biết cậu đã đủ mạnh, nhưng, cậu chưa từng chứng minh bản thân mình ở trước mặt tôi. Võ tay. Lý Thế Nhân khẽ vô tay hai cái, cửa phòng được mở ra một cách kỳ quái, 7-8 người đàn ông thở ơ, hơi thở vô cùng mạnh. Khi bọn họ xông vào, nhiệt độ của cả căn phòng lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Ý định giết người gần như bao phủ dày đặc, vang vọng khắp nơi đây. Đừng nói là Lý Khinh Hồng, ngay cả Ngụy Thương Kiều cũng phải dùng mình. Long vệ bóng tối. Lý Khinh Hồng kêu lên, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Toàn thân cô ta trở nên căng thẳng, vừa che chở cho Vương Tử Lam, vừa dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lý Thế Nhân. Ông điên rồi, ông muốn giết bọn tôi sao?
những người đàn ông mặc đồ đen này dường như đã mất đi thất tình lục dục của con người, nhìn mọi người như thể đang nhìn một cái xác chết. Đây chính là đội vệ sĩ của Lý Thị, Long Vệ Bóng Tối. Cũng chính là những tử sĩ của Lý Thế Nhân, chỉ nghe lệnh của một mình ông ta. Lý Thế Nhân muốn giết ai, bọn họ sẽ giết người đó. Ngay cả khi đối phương là Lý Khinh Hồng, bọn họ cũng sẽ không hề nương tay. Trong chuyến đi đến Giang Thành này, Lý Thế Nhân đã dẫn theo 8 tử sĩ Long Vệ. Mặc dù số lượng chỉ có một nửa nhưng cũng đã đủ đáng sợ rồi. Sát khí dày đặc tỏa ra trên người họ khiến Lý Khinh Hồng sợ đến mức run lẩy bẩy. Nhưng sắc mặt của Lý Thế Nhân vẫn không thay đổi, lạnh lùng nói, nếu như con không dế tê chết đứa nhỏ trong bụng thì ba nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy đấy. Am! Lời này vừa nói ra, Lý Khinh Hồng lảo đảo như sắp ngã. Khinh Hồng! Vương Nhất nhanh tay lệ mắt ôm lấy Lý Khinh Hồng, lúc này mới đỡ cho cô ta không bị ngã xuống. Nằm sụi lơ trong lòng Vương Nhất, đôi mắt Lý Khinh Hồng rơi những giọt nước mắt lớn. Ông vốn dĩ không xem tôi là con gái của ông. Tất cả những gì ông làm đều chỉ vì thể diện của gia tộc. Ông không hề quan tâm đời ến sống chết của tôi hay những thứ mà tôi trân trọng. Nhìn thấy nước mắt của Lý Khinh Hồng, Lý Thế Nhân vẫn thờ ơ, thể diện của gia tộc cùng với con gái của ba, hai cái không hề xung đột nhau. Ngụy Thương Kiều vội vàng nói, Khinh Hồng, đừng đấu với ba của con nữa, con không đấu lại ông ấy đâu. Vẫn nên phá đứa nhỏ trong bụng đi. Lý Khinh Hồng không nói gì, chỉ hướng ánh nhìn về phía Vương Nhất. Anh sẽ bảo vệ tốt mẹ con em chứ? Thân thể Vương Nhất run lên, sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc. Nhất định. Nhận được câu trả lời của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng không còn sợ hãi nữa. Cô ta nhìn về phía Lý Thế Nhân, tôi không thể nào bỏ đứa nhỏ được. Câu trả lời này chính xác là những gì mà Ngụy Thương Kiều mong muốn. Bà ta lập tức nói với Lý Thế Nhân, con bé đang tỉnh, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tốt nhất chúng ta hãy đánh con bé bất tỉnh và mang nó đi đi. Lý Thế Nhân gật đầu, lập tức ra lệnh cho 8 Long Vệ Bóng Tối, mang cô chủ đi, đến bệnh viện tốt nhất Giang Thành. Ngoài ra, dế tê chết nó. Lý Thế Nhân nhanh chóng chuyển chủ đề, chỉ vào Vương Nhất nói. Vâng, gia chủ. 8 tên tử sĩ lạnh lùng trả lời, chỉ dựa vào một ánh mắt mà bọn họ đã hiểu được công việc cần làm của mỗi người. 2 tên tử sĩ bắt lấy Lý Khinh Hồng. 6 người còn lại cùng nhau xông về phía Vương Nhất. Keng! Một tiếng kim loại đinh tai nhức óc vang lên, trong tay 6 tên đồng loạt xuất hiện một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây chính là muốn trực tiếp lấy mạng Vương Nhất. Dám! Vương Nhất giận dữ gầm lên một tiếng, như một con hổ dữ lao về phía 6 tên tử sĩ kia. Bang bang! Sự bao vây và áp chế của 6 tên tử sĩ không phải là đối thủ của Vương Nhất, bọn họ nhanh chóng bị Vương Nhất hạ gục nằm trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Thế Nhân cũng giật mình. Ngụy Thương Kiều lại càng hoảng sợ hơn. Bọn họ biết Vương Nhất rất mạnh, nhưng không nghĩ anh lại mạnh đến vậy. Trong nháy mắt đã tiêu diệt sạch 6 tên Long Vệ Bóng Tối. Lý Thế Nhân hét lớn, đừng dây dưa với nó nữa, mau mang cô chủ đi. Còn muốn đi sao, tất cả các người đều phải chết. Ánh mắt của Vương Nhất lạnh lùng, lời nói tựa như âm thanh của chết chóc. Vương Nhất có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn bất cứ ai, anh đương nhiên biết sau khi đánh bại 6 tên Long Vệ Bóng Tối thì phải nhanh chóng đến chỗ của Lý Khinh Hồng. Gần như trong nháy mắt, anh đã xuất hiện bên cạnh Lý Khinh Hồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm 2 tên Long Vệ Bóng Tối kia. Bị Vương Nhất nhìn thẳng trực diện, 2 tên tử sĩ nhất thời sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Nhưng họ đã nhanh chóng phản ứng lại, dùng dao găm đâm về phía Vương Nhất. Chết đi! Vương Nhất sải bước về phía bọn họ. Nhanh như chớp xuất hiện trước mặt một trong 2 người. Bộp! Anh nắm lấy bàn tay đang cầm dao của người kia, sau đó đột nhiên dùng sức. Giáo! Cổ tay của tên tử sĩ kia lập tức bị Vương Nhất vặn gãy 180 độ. Mơ hồ có thể nhìn thấy xương cánh tay màu trắng. Gần như cùng lúc đó, Vương Nhất nắm chặt bàn tay vặn vẹo của đối phương và đâm thẳng vào cổ họng anh ta. Phụt! Con dao găm trực tiếp xuyên thẳng qua cổ họng anh ta. Máu tươi văng tung tóe. Một tên Long Vệ Bóng Tối đã chết. Nhìn thấy cảnh này, Ngụy Thương Kiều sợ hãi đến mức cả người run rẩy, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Lý Khinh Hồng cũng rất ngạc nhiên. Mặc dù cô ta biết Vương Nhất mạnh, nhưng thật sự không ngờ anh lại mạnh mẽ đến vậy. Trong nháy mắt có thể tiêu diệt Long Vệ Bóng Tối. Phải biết rằng Long Vệ Bóng Tối của Lý Thế Nhân có thực lực mạnh mẽ ngang ngửa với những binh lính trong quân đội. Vậy mà cứ thế bị anh xử lý.
thậm chí còn có máu tươi bắn tung tóe lên mặt cô ta. Oa oa! Đột nhiên, Vương Tử Lam trong lòng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi tới mức khóc thành tiếng. Tiếng khóc cũng khiến Lý Khinh Hồng thoát khỏi cơn khiếp sợ, dần hồi phục lại tinh thần. Quên che mắt của Tử Lam lại rồi. Sắc mặt Lý Khinh Hồng thay đổi rõ rệt, cô ta nhanh chóng vươn tay che mắt Vương Tử Lam. Nhưng đã quá muộn. Đứa nhỏ sợ đến mức khóc lớn, trực tiếp thoát khỏi vòng tay của Lý Khinh Hồng, vừa khóc vừa chạy thẳng về phía cửa. Tử Lam. Lý Khinh Hồng không còn cách nào khác đành phải chạy theo. Thấy cảnh này, Lý Thế Nhân lạnh lùng nói, các người định để tuột mất cơ hội sao? 7 tên tử sĩ còn lại đồng loạt hành động, giống như 6 tên trước, họ xông thẳng về phía Vương Nhất. Còn sót lại một tên xuất hiện sau lưng Lý Khinh Hồng như bóng ma và bắt lấy cô ta. Ai? Mau buông tôi ra, Vương Nhất, cứu em. Lý Khinh Hồng hoảng sợ hét lớn. Khinh Hồng. Sắc mặt của Vương Nhất cũng thay đổi rõ rệt. Không phải anh bất lợi trong việc bảo vệ, chỉ là anh đã quên cân nhắc đến nhân tố là Vương Tử Lam. Đi ị Lý Thế Nhân lập tức sải bước rời khỏi khách sạn. Ngụy Thương Kiều đi theo sau, bọn họ bước vào thang máy. 6 tên tử sĩ thấy vậy cũng không ra tay nữa, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Khinh Hồng. Đôi mắt của Vương Nhất nhất thời đỏ bừng, ôm chặt Vương Tử Lam đang sợ hãi và lao nhanh xuống lầu. Toàn bộ hành lang đều tràn ngập tiếng gào thét đầy sát khí của Vương Nhất. Lý Thế Nhân, nếu như Khinh Hồng xảy ra chuyện gì không hay thì tôi sẽ khiến Lý thị của các người chôn cùng em ấy. Vương Nhất dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống dưới lầu. Nhưng những gì mà anh nhìn thấy chỉ là Lý Khinh Hồng đang bị bắt vào một chiếc Rolls Royce limousine. Ngăn nó lại. Lý Thế Nhân lấy điện thoại di động ra, thản nhiên nói. Xoẹt xoẹt. 7 tên long vệ bóng tối xuất hiện bao vây lấy Vương Nhất, ngăn cản không cho anh đuổi theo. Khinh Hồng. Vương Nhất điên cuồng gào lớn. Anh biết cho dù không có sự ngăn cản của long vệ bóng tối thì cũng đã quá muộn rồi. Trong lúc anh quyết định giết chết toàn bộ đám long vệ bóng tối kia thì chiếc Rolls Royce kia kêu một tiếng két và dừng lại. Dường như có thứ gì đó đã chặn phía trước xe. Vương Nhất nhìn xung quanh một chút và nhìn thấy được một cảnh tượng khiến anh cảm thấy không thể tin nổi. Hai người phụ nữ hiên ngang đứng giữa ỉ đường, chặn đường đi của chiếc Rolls Royce. Nhận ra hai người phụ nữ này, Vương Nhất vui mừng đến mức rơi nước mắt. Bác gái, gì? Hai người phụ nữ chặn chiếc xe Rolls Royce không ai khác chính là Lạc Thanh Thủy và Lạc Thanh Hiền. Một người là dì của Lý Khinh Hồng, người kia là mẹ của Lý Khinh Hồng. Hai người này giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng Lạc Thanh Thủy trông trưởng thành và quyến rũ hơn, còn Lạc Thanh Hiền lại mang đến cảm giác nhàn rỗi, thanh nhã. Không có gì có thể quấy rầy tâm tình của bà ta, cho dù Thái Sơn có sụp xuống trước mặt thì bà ta cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cút ngay. Mẹ vợ đến, Vương Nhất không chút kiêng kỵ đá bay một tên long vệ rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Lạc Thanh Hiền, kích động nói, bác gái, gì, sao hai người lại đến đây ạ? Vào giờ phút này, Vương Nhất vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác có thần binh từ trên trời giáng xuống giúp đỡ. Trên mặt Lạc Thanh Hiền lộ ra một nụ cười điềm tĩnh, thản nhiên nói, Giang Thành gió nổi mây vần, làm sao tôi có thể không đến chứ? Lạc Thanh Thủy đi đến bên cạnh Vương Nhất, tức giận liếc anh một cái, cậu có thể đáng tin cậy hơn không, còn nói sẽ bảo vệ tốt cháu gái lớn của tôi. Nếu không phải tôi tìm được chị gái trước thời hạn và đưa chị ấy đến Giang Thành thì sắp lớn chuyện rồi đấy. Trên mặt Vương Nhất tràn đầy áy náy. Là con bảo vệ không chu toàn. Thanh Thủy. Thấy Vương Nhất thật sự xin lỗi, Lạc Thanh Hiền lập tức thản nhiên khiển trách một câu. Lạc Thanh Thủy lập tức không dám nói tiếp nữa. Một Lạc Thanh Thủy người gặp người sợ ở Yên Kinh nhưng khi đứng trước mặt chị gái của mình thì lại ngoan ngoãn và dịu dàng như một chú cừu nhỏ. Điều này càng thể hiện rõ sức ảnh hưởng của Lạc Thanh Hiền. Mà Lạc Thanh Hiền cũng chỉ vừa trở lại Yên Kinh thôi. Nếu như là trước đây thì sức ảnh hưởng còn bao lớn đây? Hóa ra sau khi Lý Thế Nhân đại diện cho Lý Thị đến tham gia đại hội Bắc Cảnh ở Giang Thành thì Lạc Thanh Thủy cũng tìm được Lạc Thanh Hiền, hai người cùng nhau đến Giang Thành. Không ngờ đúng lúc gặp phải cảnh tượng Lý Khinh Hồng bị bắt đi. Lạc Thanh Hiền cười nói, nhờ có Vương Nhất mà chị mới có thể hồi tâm chuyển ý, trở về Yên Kinh một lần nữa. Lạc Thanh Thủy gật đầu, đây là một sự kiện to lớn. Sau khi chị trở lại Yên Kinh, danh tiếng của Vương tộc Lạc Thị đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Tất cả các gia tộc đều tranh giành để được gặp chị. Lần này, tôi đại diện cho Lạc Thị tới tham dự đại hội Bắc Cảnh, đúng lúc chị gái đi cùng tôi.
Thì ra là vậy. Nghe vậy, Vương Nhất cũng gật đầu một cái. Lạc Thị ở Yên Kinh cũng chính là gia tộc của Lạc Thanh Hiền và Lạc Thanh Thủy, là một gia tộc lâu đời trong cửu vương tộc. Như vậy thì các thế lực vương tộc tham gia đại hội Bắc Cảnh đã trở thành năm gia tộc lớn. Lý Thị, Vương Thị, Tân Thị, Diệp Thị, Lạc Thị. Có lẽ vì gia tộc của bác gái cũng nhập cuộc nên hiện tại Vương Nhất đã có chút mong chờ đại hội Bắc Cảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thanh Thủy nheo mắt lại hỏi, tại sao cháu gái lón của tôi lại bị bắt đi? Vương Nhất lập tức kể lại việc Lý Khinh Hồng đang mang thai. Bọn họ có quyền được biết. Cái gì, cháu gái lớn lại mang thai? Bao lâu rồi, là trai hay gái? Biết được tin tức này, Lạc Thanh Thủy rất kinh ngạc, Lạc Thanh Hiền cũng vui mừng. Vương Nhất sờ sờ đầu, vừa mới mang thai, nhưng cha vợ không muốn giữ, bắt em ấy phải phá thai. Ông ta dám. Lạc Thanh Thủy hét lớn, khuôn mặt đầy tức giận. Nụ cười trên mặt Lạc Thanh Hiền cũng biến mất. Tôi không hoàn tục thì thôi, hiện tại tôi đã hoàn tục, bọn họ cũng không dám làm vân kêu bọn họ xuống xe. Lạc Thanh Hiền nói với Lạc Thanh Thủy. Lạc Thanh Thủy thật sự phẫn nộ tới mức bước đến cạnh xe và đá mạnh vào cửa. Lý Thế Nhân, xuống xe cho tôi. Bên trong xe tối đen như mực, không nhận thấy bất kỳ động tĩnh nào. Lạc Thanh Thủy lại tháo đôi giày cao gót trên chân ra, sau đó dùng gót giày đập mạnh vào kính chiếu hậu của chiếc Rolls Royce. Chị tôi kêu ông mau xuống xe. Giáo. Hai chiếc kính chiếu hậu lập tức bị gót giày sắc nhọn đập vỡ tan nát. Lúc này, trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi. Âm thanh chói tai vang lên lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một chiếc Rolls Royce đậu trên đường đã gây chú ý rồi, huống hồ Lạc Thanh Thủy còn đập vỡ kính chiếu hậu của chiếc xe nữa. Mẹ kiếp, người phụ nữ này cũng can đảm quá, còn dám đập nát kính chiếu hậu của xe Rolls Royce cơ đấy. Không biết cô ta đã trả bao nhiêu tiền bảo hiểm, liệu có đủ cho cô ta bồi thường không? Tôi nhớ một chiếc lốp xe Rolls Royce có giá 90 triệu đúng không? Sao lại can đảm thế chứ? Người đi đường bàn luận rất sôi nổi, trợn tròn mắt nhìn Lạc Thanh Thủy. Đây chính là Rolls Royce đấy. Ai mà không né tránh nó khi lái xe chứ? Người phụ nữ này thì hay rồi, còn dám chủ động đập vỡ đèn pha của Rolls Royce. Trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên cùng một suy nghĩ, tiêu đề ngày mai trên khắp các mặt báo nhất định viết về bà ta. Vương Nhất cũng có chút kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Thủy, không ngờ bà ta sẽ dùng thủ đoạn tàn bạo như vậy để buộc Lý Thế Nhân xuống xe. Nhưng nghĩ đến đây là gì của người kia thì cũng không ngạc nhiên nữa. Rất phù hợp với phong cách làm việc của bà ta. Ánh mắt của Lạc Thanh Hiền hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến chiếc xe, bà ta chỉ nhìn chăm chăm người đang ngồi trong xe. Cuối cùng, cửa xe cũng mở ra, Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều, còn có Lý Khinh Hồng bước ra khỏi đó. Trên mặt Ngụy Thương Kiều tràn đầy tức giận, Lạc Thanh Thủy, bà không muốn sống nữa sao? Ngay cả xe của Thế Nhân cũng dám đập. Bốp! Lạc Thanh Thủy tát mạnh vào mặt Ngụy Thương Kiều, khí thế càng mạnh mẽ hơn. Con đàn bà khốn, chỗ này có phần cho bà lên tiếng sao? Cút sang một bên cho tôi. Ngụy Thương Kiều nhất thời trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lạc Thanh Thủy, bà dám đánh tôi. Người đi đường xung quanh cũng ngẩn người. Đập vỡ kính chiếu hậu của xe Rolls Royce không nói, thế mà còn dám đánh cả chủ xe nữa. Có phải những thủ phạm gây họa thời hiện tại đều kiêu ngạo như vậy không? Thế Nhân, bà ta đánh em, bà ta không xem anh ra gì cả. Bản thân Ngụy Thương Kiều không dám đối đầu trực diện với Lạc Thanh Thủy nên chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người Lý Thế Nhân. Y nhưng Lý Thế Nhân chỉ hét lớn một tiếng, lui ra. Ngụy Thương Kiều hoảng sợ, không nghĩ đến Lý Thế Nhân chẳng những không giúp mình mà còn bảo mình lui ra. Nhưng bà ta không dám trái lời, chỉ đành phải cố gắng nén giận lùi sang một bên. Chỉ thấy ánh mắt của Lý Thế Nhân lướt qua tất cả mọi người và dừng lại trên một bóng dáng xinh đẹp mà ông ta luôn ngày nhớ đêm mong. Ngụy Thương Kiều và Lý Khinh Hồng cũng nhìn theo, trong nháy mắt khi nhìn thấy Lạc Thanh Hiền, sắc mặt của Ngụy Thương Kiều trở nên trắng bệch, trực tiếp trốn vào trong xe, cũng không dám ra ngoài nữa. Bà ta cũng chỉ là một kẻ thứ ba, cho dù bây giờ đã thượng vị, nhưng đứng trước mặt Lạc Thanh Hiền thì bà ta cũng chỉ là một con quạ đen xấu xí thôi. Lý Khinh Hồng cũng nhìn Lạc Thanh Hiền với ánh mắt phức tạp. Thanh Hiền. Lý Thế Nhân sải bước đi đến trước mặt Lạc Thanh Hiền. Không thể tin được hỏi, sao em lại tới đây? Tôi đến vì con gái của tôi, cũng là vì con rể nữa. Giọng nói của Lạc Thanh Hiền bình tĩnh, nhưng lại có một sự uy nghiêm không thể kháng cự. Bốp! Vừa dứt lời,
Lạc Thanh Hiền đã giơ tay lên và tát một cái thật mạnh vào mặt Lý Thế Nhân. Lý Thế Nhân không tránh không né, cố gắng chịu đựng cái tát này, gò má bên mặt nhất thời đỏ bừng và sưng vù lên. Đột nhiên, tất cả mọi người đứng nhìn đều sững sờ. Cái tát này là tôi thay con gái đánh anh. Lạc Thanh Hiền nhìn Lý Thế Nhân, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Hình ảnh đó, làm rung động sâu vào trong nội tâm tất cả mọi người có mặt. Dù là mấy người Vương Nhất, Lý Khinh Hồng hay là người những qua đường, trái tim đều nhảy lên. Biết Lý Thế Nhân là ai, cũng không ngờ, vợ chồng bọn họ gặp lại chuyện đầu tiên, chính là bị Lạc Thanh Hiền tát một cái. Tất cả mọi người đều choáng váng. Lý Thế Nhân là ai chứ? Gia chủ nhà họ Lý Vương tộc Yên Đô. Có thể nói là nhân vật lớn đứng trên đỉnh quyền lực của Yên Kinh thế mà lại bị tát một cái rồi sao? Nhưng mà nghĩ đến người tát Lý Thế Nhân là phụ nữ, vốn là vợ của ông ấy, thì giải thoát rồi. Lý Thế Nhân có thể không ai bì nổi, một bước lên mây, nhưng mà trước mặt một người, vĩnh viên hèn mọn như con kiến hôi. Người đó, chính là Lạc Thanh Hiền. Người qua đường lại khiếp sợ vì hành động của Lạc Thanh Hiền. Lý Thế Nhân từ trong râu, roi bước ra. Vậy chính là chủ xe râu, Roy. Mấy người bọn họ đập phá đèn xe râu, Roy, không xin lỗi thì thôi, thế mà còn ra tay đánh người. Có còn thiên lý nữa hay không? Lạc Thanh Thủy ngây ngốc nhìn thật lâu, đợi tỉnh lại, đột nhiên kích động kêu một tiếng. Chị, đánh hay lắm. Từ trong mắt Lạc Thanh Thủy, tất cả mọi người thấy được một cảm giác sùng bái phát ra từ nội tâm tương đương giống như là thiếu nữ mù quáng theo đuổi idol vậy. Ở Yên Kinh, Lạc Thanh Hiền chính là ngôi sao duy nhất. Đàn ông quỳ dưới váy thạch lựu của bà, như cá chép vượt sông, nhiều vô số kể. Lý Thế Nhân, chỉ là một con cá duy nhất có thể vượt Long Môn mà thôi. May mắn hơn một chút. Ngụy Thương Kiều trốn trong xe, lạnh run. Xuyên qua cửa kính chắn gió, bà ta nhìn thấy Lạc Thanh Hiền đánh chồng mình rất rõ ràng. Bà ta rất tức giận, nhưng bà ta cũng không dám lao ra đối chọi gay gắt với Lạc Thanh Hiền, cho bà ta 10 năm nữa. Bà ta cũng không có lá gan đó. Bà ta đến cùng cũng là một người từ ngoài vào, cho dù bò lên đến độ cao như bây giờ, trước mặt vợ cả, bà ta cũng chỉ là một con quạ. Phẫn nộ, sợ hãi, loại tâm trạng mâu thuẫn này tràn ngập trong lòng bà ta. Mà Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, thì lại có chút như đã qua mấy đời nhìn hình cảnh tượng này. Nhất là Lý Khinh Hồng. Cô biết rõ, cái tát này, là Lạc Thanh Hiền đánh thay cô. Cái tát này, cô đợi quá lâu. Nhưng mà may mắn, cô đợi được rồi. Bị Lạc Thanh Hiền đánh, Lý Thế Nhân không chút tức giận, ngược lại, ông ta cười lên. Đánh hay lắm. Người xung quanh hoài nghi lỗ tại mình nghe nhầm, khuôn mặt mờ mịt. Người này đầu óc có vấn đề sao? Bị đánh còn nói đánh hay lắm. Trong ba chữ kia chứa đựng cảm xúc gì, chỉ có Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền biết. Trên mặt Lý Thế Nhân mang theo vui vẻ như chút được gánh nặng. Cái tát này, 20 năm trước ông đã nên nhận lấy. Hoàn tục rồi. Lý Thế Nhân mỉm cười nhìn Lạc Thanh Hiền, hỏi. Lạc Thanh Hiền nhàn nhạt gật đầu, hoàn tục vì con gái tôi. Lý Thế Nhân lắc đầu, con bé không phải con gái bà, con bé là chúng ta cướp được. Lời này vừa nói ra, Lạc Thanh Hiền lập tức rơi vào trầm mặc. Bà đương nhiên không quên, bà không có khả năng sinh con, Lý Khinh Hồng là bà cướp được. Chính bởi vì thế, cho nên bây giờ tôi mới muốn dùng hết sức đền bù cho con bé. Sau nửa ngày, Lạc Thanh Hiền vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nói, ông không thể ép con bé làm chuyện nó không muốn làm. Nhất là, con bé vừa mới mang thai, cháu gái tôi có rồi, còn muốn thêm đứa cháu trai, con cháu đầy đàn. Càng nói, nụ cười trên mặt Lạc Thanh Hiền càng biến mất, thay vào đó, là một vẻ nghiêm túc. Bà thừa nhận sự tồn tại của Vương Tử Lam, đồng nghĩa với việc đứng về phía Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Lý Thế Nhân nhíu nhíu mày, nói, bà hắn là hiểu, tôi là gia chủ nhà họ Lý, tôi phải phụ trách cho gia tộc của mình. Không ngờ, khóe miệng Lạc Thanh Hiền lại cong lên một nụ cười chế nhạo. Đó là tôi bố thí cho ông. Quỳnh, lời này vừa dứt, biểu tình trên mặt Lý Thế Nhân biến mất. Ai cũng cảm nhận được, không khí bốn phía đang từng chút cứng lại. Lý Thế Nhân tức giận. Vương Nhất định tiến lên, sợ Lý Thế Nhân sẽ tổn thương Lạc Thanh Hiền. Lý Khinh Hồng lại kéo anh lại, lắc đầu. Anh quên mất bà ấy là ai rồi sao? Vương Nhất giật mình, đột nhiên nhớ ra, Lạc Thanh Hiền đã từng là đệ nhất mỹ nhân. Trời cao cho bà tài hoa và vẻ ngoài, rồi lại cho bà một trò cười lớn. Không thể sinh đẻ.
Một người phụ nữ không có năng lực sinh đẻ, khó trèo lên cao được. Nhưng mà vẫn không ảnh hưởng mọi người e ngại bà, kính ngưỡng bà. Kể cả Lý Thế Nhân. Nếu như không phải Lạc Thanh Hiền rời khỏi Yên Kinh, căn bản Lý Thế Nhân không có cơ hội quật khởi. Đổi lại mà nói, đây là Lạc Thanh Hiền bố thí cho Lý Thế Nhân. Lý Thế Nhân không có dây dưa quá nhiều ở vấn đề này, mà nhìn Lạc Thanh Hiền hỏi, tôi không ngờ chúng ta gặp lại thế mà đầy mùi thuốc súng. Vậy thì bỏ qua cho con gái ông, cũng bỏ qua cho chính mình đi. Lạc Thanh Hiền nhàn nhạt nói, hơn 20 năm trước ông vì gia tộc, đã trở thành một kẻ ác, không cần phải làm lại lần nữa. Lần đầu tiên tôi là đồng lõa, nhưng mà lần thứ hai, tôi muốn chuộc tội. Lý Thế Nhân trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, khẽ thở dài. Thanh Hiền, cuối cùng chúng ta cũng trở thành kẻ địch. Đàm phán thất bại, ánh mắt Lạc Thanh Hiền trở nên sắc bén, tôi đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà, bà lấy cái gì đến ngăn tôi? Lý Thế Nhân nhàn nhạt nhìn bà, hỏi, thế cục của Yên Kinh đã không còn như xưa nữa rồi, bà vừa mới hoàn tục, cho dù về nhà họ Lạc, người cầm quyền nhà họ Lạc bây giờ, cũng sẽ không cam lòng giao quyền lợi ra cho bà không có chút cơ hội nào. Trong giọng nói Lý Thế Nhân nồng đậm tự tin, biểu cảm trên mặt Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng trở nên nặng nề. Quả thật, Lạc Thanh Hiền bây giờ, chỉ là một cái tên mà thôi, không có chút thực quyền nào. Ngay cả đại biểu nhà họ Lạc đến Giang Thành, cũng muốn dựa vào địa vị của em gái. Đại khái cũng cảm thấy Lạc Thanh Hiền đã trở thành bình hoa rồi đi. Nhưng mà, Lạc Thanh Hiền lại nở nụ cười. Nụ cười này, phong tình vạn trùng, giống như năm tháng quay lại Yên Kinh 23 năm trước. Lúc đó, bà vẫn là đệ nhất mỹ nhân cao cao tại thượng. Ngay cả Ngụy Thương Kiều trong xe cũng không thể không thừa nhận, trước nhan sắc này, bà ta căn bản không cùng một hàng với Lạc Thanh Hiền. Bà cười cái gì? Lý Thế Nhân cau mày nói. Cười ông tự phụ. Lạc Thanh Hiền cười nói, ai bảo tôi muốn đấu với ông? Tôi chỉ là một người bình thường vừa mới hoàn tục, tiền tài, quyền lợi, tôi đều không muốn, tôi chỉ muốn niềm vui quây quần, sẽ có người đấu với ông, huống hồ, ông không nhất định đấu lại được người đó. Lời nói này của Lạc Thanh Hiền cũng đã đủ rõ ràng, ánh mắt Lý Thế Nhân cũng trở nên sắc bén, quay đầu, nhìn về phía Vương Nhất ở bên cạnh Lý Khinh Hồng. Bà nói cậu ta. Lý Thế Nhân chỉ vào Vương Nhất, hỏi. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Giọng nói của Lạc Thanh Hiền đột nhiên cao lên một quãng tám, tràn ngập uy nghiêm bê ngẽ thiên hạ. Ánh mắt của bà sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý Thế Nhân, cậu ấy là con rể của chúng ta, nhưng lùi một vạn bước mà nói, lúc ông ở cái tuổi của cậu ấy, ông đang làm gì? Giặt quần áo nấu cơm, lau nhà làm giúp việc. Ngôn từ Lạc Thanh Hiền sắc bén, khí thế như muốn đè Lý Thế Nhân xuống. Dù là Lạc Thanh Thủy hay là Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều có một loại lôi giác. Dù là Lạc Thanh Hiền vừa mới hoàn tục, Lý Thế Nhân đã là người đứng đầu nhà họ Lý, nhưng vẫn bị Lạc Thanh Hiền ăn đến gắt gao như trước. Dưới sự chất vấn của Lạc Thanh Hiền, Lý Thế Nhân lập tức rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, ông ta mới nhàn nhạt liếc nhìn Vương Nhất, thản nhiên nói. Có lẽ bà nói đúng, ở cái tuổi của cậu ta, tôi không thể nào bì được với cậu ta. Nhưng mà trên thế giới chỉ có một Lý Thế Nhân. Lời này là nói, Vương Nhất vĩnh viễn cũng không đạt được đến thành tựu của ông ta. Lý Khinh Hồng không phục nói, sau này Vương Nhất nhất định sẽ vượt qua ông, công ty của tôi, cũng sẽ vượt qua nhà họ Lý. Đối với cái này, Lý Thế Nhân chỉ cười. Công ty của Lý Khinh Hồng đã làm đến rất lớn rồi, hơn nữa còn mở chỉ nhánh, nhưng mà so với tập đoàn Bắc Điện của nhà họ Lý mà nói, chênh lệch như khe rãnh với đại dương. Ông không tin. Vương Nhất đột nhiên hỏi. Lý Thế Nhân không trực tiếp trả lời Vương Nhất, chỉ là nói, đợi công ty mấy đứa, lúc nào đứng đầu Giang Chiết, thì lại hy vọng đến Yên Kinh. Vương Nhất cười lắc đầu. Cho dù là đứng đầu Giang Chiết hay là đứng đầu Yên Kinh, với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một câu nói. Chỉ là anh không muốn đạt đến nhanh như vậy, Lý Khinh Hồng sẽ không chấp nhận kết quả như vậy. Cho nên chỉ có thể đi từng bước một. Ông cứ chờ xem. Tập đoàn Lệ Tinh sau này sẽ tiến ra cả nước ngoài, tên sẽ vang khắp thế giới. Vương Nhất nhẹ giọng nói. Lạc Thanh Hiền nghiêm túc nói, Lý Thế Nhân, nể mặt chúng tôi đã từng có một đoạn tình vợ chồng, tôi khuyên ông một câu, đừng xem thường cậu ta. Trước kia, tôi cũng xem thường ông giống vậy, làm tôi phải trả một cái giá nặng nề, bây giờ, người trẻ tuổi này, càng có thiên phú hơn ông. Lý Thế Nhân khoát khoát tay, đi xa rồi, con bé là con gái tôi, đứa bé trong bụng. Phải xóa sạch.
Vương Nhất cười cười, ông có đi được không? Hửm. Lý Thế Nhân đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, một đám đàn ông mặc đồng phục đi đến, nhanh chóng bao vây nơi này. Đều nhìn cái gì vậy, đều tránh ra. Lập tức đuổi tất cả những người qua đường vây xem. Hiện trường dựng lên chướng ngại vật. Người đàn ông thanh niên đứng đầu đi đến, trong túi áo anh ta còn có một gói thuốc lá. Bên trên hộp thuốc lá là hình một cây súng bắn tỉa, nhìn qua cũng biết không phải là thuốc bình thường. Mà là thuốc là cung cấp đặc biệt cho chiến vực, là loại có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nhưng mà bao bì vẫn chưa được mở ra, rõ ràng cho thấy chủ nhân không nấu hút, nhưng mà lại nghĩ muốn cho người khác biết đây là thuốc lá cung cấp đặc biệt cho chiến vực, cho nên để trong túi khoe khoang. Người thanh niên làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vừa nhìn thấy Vương Nhất, lập tức hoảng sợ, thiếu chút nữa đã kêu lên chào anh Vương rồi. Chính là người có thể chất nổi tiếng quen biết ở trong hội bạn học của Lý Tuyết Nhi trước kia, Châu Phong. Bị một ánh mắt của Vương Nhất ngăn lại. Có chuyện gì? Châu Phong giải quyết việc công. Vương Nhất châm một điếu thuốc, cũng không có gì, chỉ là dì nhỏ của tôi. Phát hiện ánh mắt sắp giết người của Lạc Thanh Thủy, Vương Nhất vội vàng đổi giọng. Chị của tôi không cẩn thận đập đèn xe của một chiếc Rolls-Royce, cậu xem việc này giải quyết thế nào, phải bồi thường bao nhiêu tiền. Châu Phong lập tức nói, chuyện này không phải chuyện cục tôi quản lý, nhưng mà, chuyện rất nhỏ, mọi người có thể lựa chọn giải quyết riêng, hoặc là đến bộ phận giao thông đăng ký. Bồi thường cái gì? Lạc Thanh Thủy không quan tâm nữa, bọn họ bắt cháu gái tôi đi, tôi làm bọn họ dừng lại còn không được sao? Nghe vậy, chân mày Châu Phong cau lại. Có việc này. Ban ngày ban mặt bắt người, vấn đề này lớn rồi. Ngụy Thương Kiều sợ chuyện ồn ào lớn lên, lén lúc móc ra một xấp tiền đưa cho Châu Phong, chúng tôi là người nhà họ Lý ở Yên Kinh, con bé là con gái của chúng tôi. Châu Phong nghiêm túc từ chối, thực xin lỗi, chuyện này ở chỗ chúng tôi không thông được, không cần biết mấy người từ đâu đến, đều phải đi một chuyến. Cô đủ rồi. Liên quan đến chuyện bắt người trên đường, nghiêm trọng đến mức có thể dân đến nghỉ ngờ bắt cóc. Ngụy Thương Kiều còn có ý đồ hối lộ, tội càng thêm một bậc. Lý Thế Nhân lập tức quát bảo Ngụy Thương Kiều dừng lại. Ngụy Thương Kiều cũng sợ hãi, cả người run lên. Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều cuối cùng cũng bị đưa đi. Lúc Lý Thế Nhân đi qua trước mặt Lạc Thanh Hiền, Lạc Thanh Hiền cười cười, tôi nói rồi, xem thường cậu ta, ông phải chịu khổ. Lý Thế Nhân không nói thêm gì, chỉ nói với Vương Nhất. Đưa ba vợ mình vào đồn, cậu là người đầu tiên. Vương Nhất cười cười, nhưng mà tôi sẽ không nói xin lỗi. Vương Nhất biết, bọn họ sẽ không sao, sẽ được thả ra rất nhanh. Nhưng mà mục đích của Vương Nhất, chính là để bọn họ chịu chút đau khổ. Nói cho bọn họ biết, nơi đây là Giang Thành, không phải là Yên Kinh. Nhưng mà, chiếc xe Rolls-Royce này phải bị giam lại rồi. Mặt khác, Lạc Thanh Thủy cũng phải bồi thường 2 tỷ 4, để sửa chữa. Nhưng mà chút tiền ấy đối với Lạc Thanh Thủy mà nói chỉ như 9 con trâu mất một sợi lông. Anh Vương, người vừa đi, Châu Phong lập tức kích động đi đến trước mặt Vương Nhất, lễ phép chào hỏi. Anh ta kích động, thế mà có thể gặp được Vương Nhất ở đây. Sao anh lại ở chỗ này? Vương Nhất cười hỏi. Vừa rồi anh là nhìn thấy Châu Phong đã đến, cho nên mới để Châu Phong xử lý chuyện này. Tôi thăng chức rồi. Châu Phong kích động nói, vốn hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng mà nhận được thông báo của cấp trên, nói cách tôi 200 mét xảy ra một chuyện đập phá xe ác ý, xe bị đập phá còn là xe sang, nên tôi mới đến xem một chút, không ngờ lại gặp được anh Vương. Chúc mừng. Vương Nhất cười chúc mừng một câu, Châu Phong lại kích động đến không ổn. Đột nhiên, anh ta nhớ ra cái gì đó, vội vàng móc thuốc lá cung cấp đặc biệt trong túi áo ra, thế mà lại mở bọc gói ra, đưa cho Vương Nhất. Anh Vương, thuốc lá này ban đầu là anh tặng cho tôi. Tôi cảm thấy quý giá vân luôn không nỡ hút, chỉ có lúc có mặt anh mới hút. Nghe vậy, Vương Nhất bị chọc cười. Nào khoa trương đến vậy, nếu như cậu thích, tôi cho người đưa cho cậu một đống. Đan Ninh muốn nhận thuốc lá, nhìn ánh mắt có chút tức giận của Lý Khinh Hồng, anh lập tức trả lại. Tôi không hút đâu, bà xã mang thai. Bà xã? Châu Phong nhìn về phía Lý Khinh Hồng, lập tức giật nảy mình, rất cung kính cúi chào Lý Khinh Hồng. Chị là chị gái của Tuyết Nhi sao, chào chị dâu. Tôi là Châu Phong cục quản lý, chị gọi tôi Tiểu Châu là được. Một tiếng chị dâu, gọi đến mức Lý Khinh, Hồng cả người không được tự nhiên, vội vàng bảo Châu Phong không cần câu nệ, tự nhiên một chút.
Lạc Thanh Hiền và Lạc Thanh Thủy nhưng lại nhìn thuốc lá trong tay Châu Phong thất thần. Lạc Thanh Thủy vốn có hút thuốc, đương nhiên biết rõ độ quý giá của loại thuốc này. Lạc Thanh Hiền không hút thuốc lá, nhưng mà bà ở vị trí cao lâu, cũng biết thuốc lá cung cấp đặc biệt bao nhiêu tiền cũng mua không được. Thuốc lá này là Vương Nhất cho Châu Phong, chẳng lẽ Vương Nhất có bối cảnh ở chiến vực? Lạc Thanh Hiền và Lạc Thanh Thủy đồng thời thâm nghĩ, có bối cảnh chiến vực, này có thể xem như là bối cảnh thông thiên rồi. Nói thế này đi, chín vương tộc lớn, đụng độ với những người quân đại viện kia, nên tỏ vẻ đáng thương vân phải tỏ vẻ đáng thương. Cậu đi làm việc đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Nhất đuổi Châu Phong đi, sau đó thì đi đón Lạc Thanh Hiền và Lạc Thanh Thủy. Đúng giờ cơm, bọn họ vào một nhà hàng Tây phù hợp nói chuyện. Lúc nói đến mục đích đến Giang Thành thì vẻ mặt của Lạc Thanh Thủy có chút nặng nề. Nhà họ Lạc cũng là đến vì đại hội Bắc Cảnh, nhưng mà, không phải là vì tranh vị trí thứ nhất, mà là vì nhắm vào nhà họ Tần Vương Tộc. Nhằm vào nhà họ Tần Vương Tộc. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng sững sốt một chút. Đúng. Sắc mặt Lạc Thanh Thủy rất nghiêm túc, nói ra một bí mật, kỳ thật không chỉ mỗi nhà họ Lạc chúng tôi, nhà họ Lý, nhà họ Vương, nhà họ Diệp, đều nói là đến vị trí thứ nhất, nhưng đến cũng vẫn là vì nhắm vào nhà họ Tần. Vì sao? Vương Nhất hỏi. Lạc Thanh Hiền nói, hai đứa hẳn là cũng nghe được tiếng gió rồi, chủ trì đại hội Bắc Cảnh là người thủ hộ Tây Cảnh Mục Lang. Mà quan hệ giữa Mục Lang và nhà họ Tần người bình thường không thể so được, những vương tộc khác cũng hoài nghi, Mục Lang liệu có hành động mờ ám, bảo vệ nhà họ Tần một đường lên vị trí đứng đầu. Vương Nhất nhíu mày lại, Mục Lang không dám đâu. Người thủ hộ tứ đại cảnh, mỗi một cảnh đều phải phụ trách trấn thủ biên cương của mình, cho dù cảnh nào thất thủ, cũng sẽ mang đến tai nạn khó có thể tưởng được. Đây cũng là nguyên nhân Vương Nhất cảm thấy Mục Lang không dám. Lạc Thanh Thủy lại không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Vương Nhất, vẫn không thể lạc quan như trước. Ai đoạt được vị trí thứ nhất, có thể trở thành người thủ hộ Bắc Cảnh, này đối với gia tộc mà nói, có rất nhiều lợi ích, nếu như nhà họ Tần đoạt được vị trí đứng đầu, nhà họ Tần sẽ nhảy lên, đứng đầu vương tộc, đối với các gia tộc khác mà nói, là cực kỳ bất lợi. Biểu cảm trên mặt Vương Nhất dần dần thu lại. Chẳng biết tại sao, anh luôn luôn cảm thấy, sau lần đại hội Bắc Cảnh này, sẽ xuất hiện chuyện lớn ảnh hưởng đến sự dung chuyển của toàn cục. Cho nên, có một người, thông báo riêng cho tất cả gia tộc tham gia, nhà họ Vương, nhà họ Diệp và nhà họ Lạc, liên hợp lại đối kháng với nhà họ Tần. Lạc Thanh Thủy nói. Nghe vậy, Vương Nhất giật mình, người này là ai? Lạc Thanh Thủy lắc đầu, vẫn không biết, nhưng có thể khẳng định, người đó là một người trong ba gia tộc lớn. Mắt Vương Nhất hơi híp lại, giữ bí mật danh tính, rõ ràng là không muốn để người khác biết. Lý Khinh Hồng đột nhiên hỏi, vì sao nhà họ Vương không nằm trong đó? Lúc này Vương Nhất mới phát hiện, vương tộc đến Giang Thành tổng cộng có 5 nhà, chỉ có nhà họ Lý không bị tính vào. Lạc Thanh Thủy lắc đầu, hai đứa không chú ý dân đầu nhà họ Lý là ai sao? Lý Thế Nhân đó. Địa vị của người tổ chức kia cho dù có ngồi ngang hàng với Lý Thế Nhân cũng không nghe người đó. Mọi người gật gật đầu, ngâm lại cũng phải. Hơn nữa, hai đứa chẳng phải đại biểu cho nhà họ Lý sao? Lời nói của Lạc Thanh Thủy thay đổi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Quả thật, Lý Khinh Hồng và Vương Nhất cũng đã từng đại biểu cho nhà họ Lý. Nếu quả thật muốn tính, cũng là đại biểu nhà họ Lạc. Ai bảo Lý Khinh Hồng một mình chiếm cứ hai vương tộc đây? Lý Khinh Hồng áy náy cười cười, bọn con không tham gia đại hội Bắc Cảnh. Không, hai đứa phải tham gia. Lời nói của Lý Khinh Hồng còn chưa dứt, một giọng nữ bình tĩnh truyền đến. Giọng nói quen thuộc, làm cho sắc mặt, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều thay đổi. Chỉ thấy ở chỗ cửa lớn nhà hàng, một người phụ nữ mặc sườn xám cổ điển màu tím chậm rãi đi đến. Diệp Thúy Như. Nhìn thấy người phụ nữ này, sắc mặt Vương Nhất thay đổi. Lý Khinh Hồng càng kinh ngạc đến kêu lên. Lạc Thanh Hiền chưa từng gặp Diệp Thúy Như. Lạc Thanh Thủy lại từng gặp Diệp Thúy Như, cô chính là người tổ chức đứng sau kia. Là tôi. Diệp Thúy Như tự nhiên nhẹ nhàng thừa nhận, rất tùy ý ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất. Như vậy, bên trái Vương Nhất là Lý Khinh Hồng, bên phải là Diệp Thúy Như. Cô lại đến làm cái gì? Bởi vì lần trước hãm hại cô ta, Lý Khinh Hồng rất cảnh giác với Diệp Thúy Như. Diệp Thúy Như thản nhiên nói, lần này, tôi không phải là vì bản thân mình, mà là vì lợi ích của mọi người. Bao gồm cả cô.
Diệp Thúy Như chỉ vào Lý Khinh Hồng, thản nhiên nói. Diệp Thúy Như nói ra lợi và hại trong đó. Bây giờ Bắc Cảnh còn chưa bắt đầu, các gia tộc lớn tham gia có cường giả nào còn chưa biết, nhưng mấu chốt là, người nào cũng biết nhà họ Tần có quan hệ tốt với người thủ hộ Tây Cảnh, cô dám nói trong chuyện này không có mở ám sao? Một khi nhà họ Tần trở thành người thắng đại hội Bắc Cảnh, sẽ nhảy lên vị trí đứng đầu 9 vương tộc lớn, đến lúc đó tất cả thế lực có thù hận với nhà họ Tần, đều bị lọt vào vòng thanh trừ đầu tiên. Lạc Thanh Thủy gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời này của Diệp Thúy Như. Ánh mắt Lạc Thanh Hiền lại hơi nheo lại, từ trên người Diệp Thúy Như, bà ngửi được một loại cảm giác rất nguy hiểm. 9 vương tộc lớn, ai cũng không yếu hơn ai, trong lúc giúp đỡ nhau có va chạm là đương nhiên, nhưng mà, cái đó liên quan gì đến con gái tôi? Lạc Thanh Hiền giọng điệu bình thản chất vấn, liếc mắt đã nhìn thấy sơ hở trong lời nói của Diệp Thúy Như. Diệp Thúy Như cười cười, không hổ là đệ nhất nữ vương, bà nói không sai, giữa nhà họ Tần và Lý Khinh Hồng không có thù hận gì, nhưng mà với Vương Nhất lại có mối thù lớn không thể nào hòa giải được. Vương Nhất, lập tức, ánh mắt mọi người tập trung lên người Vương Nhất. Ngay cả bản thân Vương Nhất, cũng nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một chút sắc nhọn. Cô biết tôi. Vương Nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Thúy Như, có hàm ý hỏi. Diệp Thúy Như mỉm cười lắc đầu, không điều tra rõ, nhưng mà sau khi quay về nhà họ Diệp, quyền lợi của tôi lớn hơn nhiều, cũng tra được không ít dấu vết để lại. Nói ra nghe xem. Ánh mắt Vương Nhất rét lạnh. Kim Thúy Như trước kia, anh có thể không để trong lòng. Nhưng mà Diệp Thúy Như nhà họ Diệp, anh không thể xem thường như vậy. Người vẫn là người đó, nhưng mà thân phận và bối cảnh, mạnh hơn không chỉ là một chút. Đây đối với Diệp Thúy Như mà nói, quả thật như hổ thêm cánh. Diệp Thúy Như ném ra một xấp tài liệu, cùng với bức ảnh chụp 5 năm trước, xem hết mấy cái này, mấy người sẽ hiểu. Vương Nhất cầm tấm hình kia xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Sắc mặt Lý Khinh Hồng, Lạc Thanh Thủy cũng thay đổi. Bức ảnh này là một bức ảnh chụp chung trong bộ đội, khoảng chừng mấy trăm người. Mà mọi người nhìn qua đã thấy được Vương Nhất. Đương nhiên, còn có Tần Hồng Long nhà họ Tần. Vương Nhất, cùng một khóa với Tần Hồng Long. Khuôn mặt Lý Khinh Hồng không thể tưởng tượng được. Lạc Thanh Thủy cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không tin. Thì ra, từ 5 năm trước, Vương Nhất đã có qua lại với nhà họ Tần rồi. Đúng, bọn họ là cùng một khóa. Diệp Thúy Như khẽ cười, bọn họ đều quen một người nữ duy nhất, một người tên là Khương Nhã Mi, cuối cùng. Tần Hồng Lon bị đánh gãy một chân, hung thủ chính là Vương Nhất. Mối thù này, đủ chưa? Diệp Thúy Như nhếch mép, nụ cười trên mặt có ý tứ sâu xa. Sắc mặt Lý Khinh Hồng thật sự không tốt, có một chút ghen tị, nhưng càng nhiều hơn là, cảm thấy khiếp sợ với chuyện này. Nói đến, hình như lần đó mấy người đến nhà họ Lý thì Tần Hồng Long cũng ở đó, lúc đó ánh mắt anh ta nhìn Vương Nhất cũng rất không đúng, một vẻ sớm đã quen biết, thì ra là như vậy. Lạc Thanh Thủy bừng tỉnh. Mà Lạc Thanh Hiền cũng hiểu rồi. Giữa hai người vốn là huyết hải thâm cừu. Kẻ thù gặp mặt, vô cùng đỏ mắt, Tần Hồng Long đương nhiên phải nhắm vào Vương Nhất rồi. Vương Nhất trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhìn về phía Diệp Thúy Như, ánh mắt lại lần nữa bình tĩnh, có thể tra được đến loại chuyện này, cô thật sự không phải là người bình thường. Không sai, chân Tần Hồng Long, là tôi đánh gãy. Vương Nhất thoải mái thừa nhận, nhưng mà phải chỉnh một chút. Hai cái chân anh ta đều bị đánh gãy, cái chân còn lại, cũng là tôi đánh gãy. Quỳnh, lời này vừa nói ra, Lý Khinh Hồng và Lạc Thanh Thủy không thể tưởng tượng được mà mở to hai mắt nhìn, ngay cả lời nói cũng không thốt ra được. Ngay cả ánh mắt của Lạc Thanh Hiền, cũng vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt còn vô cùng nặng nề. Ngay cả bà cũng cảm thấy chuyện này lớn, có thể thấy được hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Chính là trong buổi tiệc gia đình, cái lần Ngụy Thương Kiều chúng độc phấn hoa kia. So với mọi người, Vương Nhất rõ ràng rất bình tĩnh, giống như căn, bản không để Tần Hồng Long ở trong mắt. Anh ta sắp xếp hãm hại tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh ta, trên đường anh ta trở về nhà họ Tần, tôi dùng xe nghiền đứt chân còn lại của anh ta. Lý Khinh Hồng vô cùng chấn động, nửa ngày mới nói ra được một câu. Cho nên, ngày đó anh ra ngoài một chuyến, chính là đi trả thù Tần Hồng Long. Không sai. Vương Nhất gật gật đầu. Cũng chính là lần đó, anh thu phục được Hồng Phật. Trời ạ, cháu rể, cháu biết địa vị của Tần Hồng Long ở nhà họ Tần không? Lạc Thanh Thủy nhìn Vương Nhất, không thể tin được nói. Không biết. Vương Nhất trả lời rất dứt khoát.
Lạc Thanh Thủy nói ra địa vị của Tần Hồng Long ở nhà họ Tần cho Vương Nhất. Trước khi cậu ta gãy chân, cậu ta giống như Tần Vũ, đều là người nối nghiệp tương lai được nhà họ Tần bồi dưỡng. Cho dù cậu ta gãy chân, cậu ta vứt kiếm tử võ, cũng có được thành tựu nhất định, chỉ đứng sau đại thiếu gia nhà họ Tần Tần Vũ. Vậy thì có làm sao? Vương Nhất cười nhạt một tiếng, hồn nhiên như không, người con muốn đánh, cho dù là gia chủ nhà họ Tần, cũng đánh không trượt phát nào. Những lời này có thể nói là vô cùng cuồng vọng, ngay cả Diệp Thúy Như cũng cảm thấy da đầu hơi run lên. Đây chẳng phải là nói, nếu như thật sự chạm đến điểm mấu chốt, anh ngay cả gia chủ nhà họ Diệp cũng có thể giết. Lạc Thanh Hiền lại thưởng thức nhìn Vương Nhất, không ai bì nổi, có phong phạm của mẹ năm đó. Lý Khinh Hồng lập tức hung dữ lườm bà ta một cái. Cô không muốn có tiền có quyền đứng đầu, cô chỉ muốn người một nhà bình bình đạm đạm sinh sống. Lần đại hội Bắc Cảnh này, Tần Hồng Long cũng là đến cùng với Tần Vũ, át chủ bài lớn nhỏ, bọn họ cũng sẽ không quên thâm cừu đại hận giữa anh và nhà họ Tần. Diệp Thúy Như rất nghiêm túc nhìn Vương Nhất, nói rất chân thành, trước kia anh ở trong bộ đội thì bọn họ không làm gì được anh, bây giờ anh xuất ngũ rồi, chỉ là một người bình thường, bọn họ muốn giết anh, dễ như trở bàn tay. Vương Nhất liếc nhìn cô ta một cái, cười nhạt nói, thoạt nhìn có vẻ cô rất không hy vọng tôi bị nhà họ Tần giết chết. Diệp Thúy Như hoàn toàn không ngờ Vương Nhất lại dám trêu chọc mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Nhưng mà trần chờ một chút, cô ta thế mà lại không phủ nhận. Cô ta căn răng nói, anh đối với tôi mà nói, là kẻ địch cũng là tri kỷ, tôi không hy vọng anh chết. Đây là lần đầu tiên Diệp Thúy Như biểu lộ tình cảm trực tiếp như vậy với Vương Nhất. Lý Khinh Hồng lạnh nhạt nhìn, cô không sao cả, cho dù là sau này thế nào, Diệp Thúy Như cũng là bại tướng dưới tay cô. Cho nên, nhà họ Tần không thể lấy vị trí đứng đầu. Diệp Thúy Như nói, trong đó, cho dù là nhà họ Vương, hay là họ Lý, còn có nhà họ Lạc, cũng đều có cường giả đại biểu cho bọn họ xuất chiến, duy chỉ có nhà họ Diệp tôi không có. Vương Nhất trầm mặc một lúc, hỏi, cho nên, vị trí đó là cô cố ý để lại cho tôi sao? Đúng, tôi vẫn luôn chờ anh. Vì vậy, Vương Nhất nhìn về phía Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên vẻ mặt hòa hoãn nói với Vương Nhất, tự anh quyết định, nhưng mà em hy vọng anh biết, anh đã có gia đình rồi, việc gì cũng lượng sức mà làm. Cô biết rõ sự mạnh mẽ của Vương Nhất, nhưng mà thiên hạ rộng lớn, cường giả có nhiều, cô không hy vọng Vương Nhất liều mạng. Cảm ơn. Vương Nhất cảm kích từ sâu trong lòng, sau đó nhìn về phía Diệp Thúy Như, cô thuyết phục được tôi đồng ý tham chiến. Thật sao? Nghe Vương Nhất nói xong, trên mặt Diệp Thúy Như lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Áp lực cực lớn đè lên người cô ta, cuối cùng cũng thành công rồi. Vương Nhất lại nói tiếp, nhưng mà, tôi hy vọng cô hiểu, thành ý của cô không chút đáng giá, tôi không phải vì thành ý của cô mà ra tay. Sắc mặt Diệp Thúy Như hơi cứng lại một chút, quay về bình thường, nhìn Vương Nhất, hỏi, chẳng lẽ không phải anh bởi vì lỡ như nhà họ Tần đoạt được vị trí đứng đầu, chuyện đầu tiên làm là trả thù anh sao? Vương Nhất cười lạnh một tiếng, chỉ là một nhà họ Tần, còn không đáng được tôi để vào mắt, cho dù bọn họ lấy được quán quân, bọn họ có thể làm khó dễ được gì tôi. Giọng nói Vương Nhất bình tĩnh, căn bản không để nhà họ Tần vào mắt, đừng nói Diệp Thúy Như, Lý Khinh Hồng, ngay cả Lạc Thanh Hiền, cũng có chút hoảng hốt. Cho dù là Lạc Thanh Hiền 20 năm trước, cũng không dám nói loại lời này, Vương Nhất anh, dựa vào cái gì mà dám. Sau này đừng nói mấy lời mạnh miệng này nữa, con sẽ học xấu. Lý Khinh Hồng cau mày, nói với Vương Nhất một câu. Vương Nhất cười cười, không giải thích gì. Anh đồng ý lời mời của Diệp Thúy Như, đương nhiên có nguyên nhân của mình. Khẳng định không phải là nhà họ Tần. Nhà họ Tần lớn mạnh, trong mắt anh, vẫn không đâu vào đâu như trước. Chính thức làm Vương Nhất để ý, là cái danh xưng người thủ hộ Bắc Cảnh này. Một người thủ hộ chân chính, hắn là từ chiến trận mà ra, trải qua những kinh nghiệm máu và nước mắt. Chỉ là một gia tộc từng thăng đại hội Bắc Cảnh, có thể phán định là người thủ hộ Bắc Cảnh. Thật là buồn cười. Chiến trường biến đổi trong nháy mắt, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu như chỉ bằng với một cái đại hội đã quyết định như vậy, vậy thì Bắc Cảnh nhất định sẽ thất thủ. Thân là ẩn chủ, Vương Nhất đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần anh đồng ý, với tôi mà nói chính là thành công. Diệp Thúy Như từ trong nội tâm nói. Như vậy, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Diệp Thúy Như lại nói với Vương Nhất, ngăn cản nhà họ Tần, vẫn là tất cả vương tộc cùng nhau đối đầu thì tốt hơn,
Sáng ngày mai, tôi chủ trì, đến lúc đó người của các gia tộc lớn cũng đến, hy vọng mọi người có thể đến tham gia. Lý Khinh Hồng có chút do dự, nhưng Vương Nhất lại thuận miệng đồng ý, được. Lý Khinh Hồng lập tức nhìn anh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cô cũng không muốn có liên quan đến người Vương tộc Yến Đô. Vương Nhất nắm tay cô, trấn an nói, không sao, tin tưởng anh. Vậy thì ngày mai gặp. Diệp Thúy như nói xong cũng rời khỏi nhà hàng, bước lên một chiếc xe. Trong xe, Diệp Vô Ngân cười hỏi, thế nào, Vân thuận lợi chứ? Diệp Thúy như gật gật đầu, rất thuận lợi, anh ta đã đồng ý. Trên mặt Diệp Vô Ngân cũng lộ vẻ vui mừng, như vậy, nhà họ Diệp chúng ta cũng có cao thủ thay thế xuất chiến. Diệp Vô Ngân vô cùng có lòng tin với Vương Nhất. Chợt nhớ đến cái gì đó, Diệp Vô Ngân nói với Diệp Thúy như, cô chủ, trong dòng họ lại có người đến, nói là không yên tâm với hành động của cô, muốn đến bên cạnh đốc thúc. Là giám thị đi. Diệp Thúy như cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn hỏi, ai? Diệp Ân Thi. Ăn cơm xong, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng tạm biệt Lạc Thanh Hiền. Trên đường trở về, ánh mắt Vương Nhất thâm sâu. Vốn, anh căn bản không muốn tham gia loại đại hội này. Cho dù cuối cùng ai đoạt được vòng nguyệt quế, anh cũng sẽ âm thầm sử dụng quyền lực không cho phép người đó đến Bắc Cảnh. Nhưng mà bây giờ anh đổi ý rồi. Thân phận ẩn chủ của anh cũng đã che giấu đủ sâu rồi, cũng nên công bố ra công chúng rồi. Đương nhiên, không phải là bản thân anh tuyên bố, mà là dùng thân phận khác trở thành người thủ hộ Bắc Cảnh. Vừa đến khách sạn, Vương Nhất đã nhận được điện thoại của Lãnh Nhan. Thiếu chủ, có thời gian không, tôi muốn tâm sự với anh. Vương Nhất nhíu nhíu mày, có chuyện gì không thể nói trong điện thoại sao? Nhưng anh vẫn nói, được, cô ở đâu? Lãnh Nhan lập tức nói, thiếu chủ, tôi đến đón anh. 10 phút sau, xe của Lãnh Nhan đến. Vương Nhất ngồi vào ghế sau, chuyện gì? Hai tay Lãnh Nhan nắm chặt tay lái, thật lâu không nói gì. Cô làm sao vậy? Vương Nhất phát hiện tâm trạng Lãnh Nhan có chút không đúng, liền hỏi. Tay Lãnh Nhan nắm tay lái thả lỏng một chút, qua kính chiếu hậu, Vương Nhất nhìn thấy Lãnh Nhan cười cười. Không sao, tôi chỉ là muốn hỏi một chút thiếu chủ, tôi đã theo thiếu chủ bao lâu rồi? Hơn 5 năm rồi đi, sao thế? Vương Nhất nói. Thì ra nhanh như vậy, 5 năm rồi. Lãnh Nhan đầu dựa vào ghế, nhìn ra bầu trời xanh thẳm nói. 5 năm này, tôi đối với thiếu chủ chỉ có cảm kích, tôi nguyện ý vì thiếu chủ làm bất kỳ chuyện gì, kể cả đi tìm chết. Thiếu chủ từng nói, đây chính là yêu. Lãnh Nhan nhớ lại, nói, nhưng mà, thiếu chủ, anh vẫn không hoàn toàn yên tâm về tôi, đúng không? Âm thanh vừa dứt, Lãnh Nhan nhìn không được quay đầu lại, nhìn về phía Vương Nhất. Vương Nhất lập tức ngây người, anh nhìn thấy trong ánh mắt đỏ như máu của Lãnh Nhan có cả nước mắt. Lãnh Nhan rõ ràng khóc rồi. Dần dần, Vương Nhất cũng hiểu Lãnh Nhan muốn nói gì, anh lập tức rơi vào trong trầm mặc. Thật lâu sau, anh mới xin lỗi, thật xin lỗi. Vì sao, cũng bởi vì tôi sinh ra ở Võng Lượng sao? Giọng nói chất vấn của Lãnh Nhan mang theo run rẩy, huyết lệ từng giọt rơi xuống. Thiếu chủ, anh có lẽ người đàn ông duy nhất tôi thích trên thế giới này, tôi không? Yêu cầu cái gì xa vời, tôi chỉ hy vọng, có thể luôn làm cái bóng của anh, chẳng lẽ bây giờ ngay cả nguyện vọng ấy cũng không thỏa mãn được sao? Lãnh Nhan. Lúc tâm trạng Lãnh Nhan đang kích động thì Vương Nhất đột nhiên quát một tiếng dừng cô ta lại. Sau đó, anh lấy một miếng ngọc lục bích từ trong túi ra, đặt vào trong tay Lãnh Nhan. Miếng ngọc này, tặng cho cô, trước kia trên chiến trường đã cứu mạng tôi. Lãnh Nhan run rẩy nhận lấy, Vương Nhất bước xuống xe. Chất liệu ngọc rất tốt, hơn nữa còn mang theo chút ấm áp, nhưng mà ở giữa miếng ngọc, lại có một hố sâu. Một lần trên chiến trường, viên đạn bắn tỉa của quân địch xuyên qua lồng ngực Vương Nhất. Nhưng mà lại chạm vào đúng trên miếng ngọc này, cứu Vương Nhất một mạng. Kể từ đó, Vương Nhất xem miếng ngọc này trở thành bùa hộ thân, nhưng bây giờ lại đưa cho mình. Nước mắt Lãnh Nhan là từng giọt rơi xuống. Cô ta đã hiểu được ý của Vương Nhất rồi, đạp chân ra, rời khỏi chỗ này. Nhìn xe Lãnh Nhan đi xa, ánh mắt Vương Nhất vô cùng sâu. Sau lưng một người phụ nữ mặc áo da đen không tiếng động xuất hiện, chính là Khương Nhã Mi. Ánh mắt của cô ta cũng sâu xa nhìn theo xe của Lãnh Nhan, hỏi, như vậy thật sự được sao, cô ấy theo anh 5 năm, anh làm như vậy, là đang tổn thương cô ấy. Vương Nhất nhìn không chớp mắt, giọng nói trầm thấp. Chính là vì cô ấy theo tôi 5 năm,
tôi mới nguyện ý tin tưởng lòng trung thành của cô ấy, chỉ là cô ấy khó bước qua được cửa ải của chính mình. Tôi giao miếng ngọc đó cho cô ấy, cũng như giao cho cô ấy một nhiệm vụ, cô ấy phải hoàn thành thật tốt. Đợi sau khi cô ấy hoàn thành nhiệm vụ quay về, tôi tự mình đón gió tẩy trần cho cô ấy. Khương Nhã Mi như là hiểu ra cái gì, con mắt xinh đẹp kinh ngạc, anh muốn để cô ấy đi nằm vùng. Vậy quá nguy hiểm rồi. Đây là cách tốt nhất để cô ấy vượt qua tâm ma của mình. Vương Nhất thản nhiên nói, cô ấy sinh ra ở đâu, quật khởi ở chỗ đó, con chip nổ trong đầu chính là bế tắc, chỉ có chính cô ấy mới có thể bước ra được bước kia. Cô ấy không chỉ là cái bóng của tôi, còn là ngọn kiếm sắc nhất của tôi. Khương Nhã Mi đương nhiên hiểu ý của Vương Nhất. Vương Nhất đã từng nói với cô ta lãnh nhan đến từ Võng Lượng. Trong đầu mỗi một sát thủ của Võng Lượng đều được cài một quả bom bằng con chip nhỏ. Một khi bị chết hoặc tiết lộ bí mật của tổ chức, lệnh nổ sẽ được kích hoạt, lúc đó trái bom chip sẽ nổ tung. Trong đầu lãnh nhan cũng được cài một quả. Chuyện này thì Vương Nhất cũng bất lực, cho dù là bác sĩ cũng không có cách nào. Phá đi xây lại là nhiệm vụ mà Vương Nhất giao cho lãnh nhan. Nội gián hai bên, đi vào bên trong nội bộ, không chỉ vì anh, phần nhiều là vì bản thân lãnh nhan. Mặc dù hiểu ý của Vương Nhất, nhưng Khương Nhã Mi vẫn cảm thấy cách này rất điên khùng. Cô ta nhìn Vương Nhất bằng một ánh mắt thật sâu, anh làm như vậy, sẽ hại chết cô ấy. Còn có cách nào tốt hơn không? Vương Nhất thờ ơ chất vấn, kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chúng ta nhất định phải làm chút gì đó, nếu không lần nào cũng bị đối phương giành trước, giống như cô vậy. Hội trưởng, đây là danh sách võ giả đại diện các gia tộc tham gia Đại hội Bắc Cảnh, xin ngài hãy xem qua. Đại hội Bắc Cảnh được tổ chức ở Giang Thành. Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, đương nhiên cũng trở thành chủ nhà. Bất kỳ danh sách cường giả đại diện cho các gia tộc tham gia đại hội nhất định phải thông qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của Hiệp hội Võ Đạo. Thân phận, những chuyện lúc trước đã trải qua là những điều quan trọng nhất. Một khi có người ghét bỏ tiền án đều sẽ bị hủy bỏ tư cách. Ừ, để tôi xem. Hồng Giác Hải cầm lấy danh sách, xem một cách cẩn thận. Nhà họ Hạ, Nam Bắc Quyền Ngư Phu. Nhà họ Lục, Ông Phương. Nhà họ Hồ, từ bỏ quyền, bỏ quyền. Lúc nhìn đến danh sách của nhà họ Hồ, mặt Hồng Giác Hải lập tức biến sắc, tại sao nhà họ Hồ lại từ bỏ quyền? Lúc trước không phải đã nói là Nam Bắc song đao xuất chiến sao? Tên thuộc hạ lau một hôi, cái này hả, hội trưởng, mấy ngày trước Nam Bắc song đao đã bị giết ở bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông cụ Hồ. Cái gì, đã bị giết, ai giết? Hồ Giác Hồng đứng bật dậy, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. Là Vương Nhất. Broom. Cái tên này vừa được nói ra, Hồng Giác Hải đã lập tức nổi giận. Đây đã là lần thứ ba ông ta nghe thấy cái tên này. Lại là Vương Nhất, cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả sư đệ đồng môn của tôi cũng giết. Sát khí lượn lờ quanh người Hồng Giác Hải, ánh mắt vô cùng u ám. Nếu như Vương Nhất ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Anh biết Nam Bắc Song Đao có quan hệ với Hồng Giác Hải, nhưng không ngờ lại là sư huynh đệ đồng môn. Hội trưởng, trước tiên hãy bình tĩnh, không cần nôn nóng, bên dưới đều là danh sách của vương tộc ở Yên Đô. Thuộc hạ nhắc nhở, Hồng Giác Hải chỉ có thể cố gắng đè ngọn lửa trong lòng xuống, tiếp tục xem. Xem hết Lý Thị, Vương Thị, Tần Thị, Lạc Thị. Lúc xem đến Diệp Thị, Hồng Giác Hải đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy trong danh sách cường giả đại diện Diệp Thị tham gia lại viết tên Vương Nhất. Lại là Vương Nhất, cùng với Diệp Thúy như kia, đúng là không đặt tôi vào mắt. Khuôn mặt Hồng Giác Hải tràn đầy sự tức giận. Sau đó, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ, đi điều tra tất cả tài liệu, hồ sơ của Vương Nhất, tôi muốn xem, cậu ta lợi hại đến mức nào. Khương Nhã Mi đột nhiên rơi vào trầm tư. Cô ta biết Vương Nhất đang nói đến việc lần trước cô ta tự ý đi điều tra tung tích của Tiêu Minh, suýt nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như Vương Nhất không đến kịp lúc, cô ta sẽ bị chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng... sao anh dám chắc bọn họ đã nhìn chằm chằm vào lãnh nhan? Khương Nhã Mi không cam tâm hỏi. Đã nhìn chằm chằm từ lâu rồi. Vương Nhất thờ ơ nói, lúc trước, có một sát thủ dùng sâu tên là Hồng Phật đến từ tổ chức sát thủ dưới trướng, Võng Lượng tìm đến, nói bọn họ đã ra quyết định bắt lãnh nhan trở về từ lâu. Chứng tỏ người của bọn họ đã thâm nhập vào, Hồng Phật bị bọn họ lợi dụng mà không hề hay biết, kết quả tốt nhất chính là hy vọng tôi và lãnh nhan trở mặt thành thù. Mất đi sự bảo vệ của tôi, lãnh nhan một thân một mình đương nhiên sẽ bị bọn họ bắt đi.
đối phương nhất định đã từng tiếp xúc với Lãnh Nhan, mới khiến Lãnh Nhan bất an như vậy, tại sao tôi không tương kế tự kế, để Lãnh Nhan làm thanh kiếm của tôi, đánh vào nội bộ. Nhưng, Khương Nhã Mi vẫn lo lắng sau này Lãnh Nhan ở vào tình thế nguy hiểm. Vương Nhất lại xua tay, không cần nói nữa, đây là chiến tranh, tôi là ẩn chủ, không được làm trái quân lệnh. Cuối cùng Khương Nhã Mỹ không nói thêm gì nữa, thở dài, trong lòng cầu nguyện cho Lãnh Nhan. Hiệp hội võ đạo Giang Thành. Hội trưởng Hồng Giác Hải gọi La Văn, người xếp thứ 9 trong 10 cường giả mạnh nhất đến phòng làm việc. Ông! Hồng Giác Hải hình như muốn mắng La Văn, nhưng lời vừa đến bên miệng, vẫn nhịn xuống, thở dài. Đứa cháu trai La Hữu của ông đã bị tên Vương Nhất kia giết chết, tại sao ông không giết chết cậu ta? Hay ông cố ý bỏ qua cho cậu ta? Nói đến câu cuối cùng, khuôn mặt Hồng Giác Hải tràn đầy sự nghiêm túc. Nếu như vậy, ông ta sẽ không bỏ qua cho La Văn. La Văn lắc đầu, tôi không cố ý bỏ qua, mà là thật sự không phải là đối thủ của anh Vương. Hồng Giác Hải đột nhiên thay đổi sắc mặt, sao có thể, ông là cao thủ đứng thứ 9 trong hiệp hội, lại không phải là đối thủ của cậu ta. Không sai. La Văn nghiêm mặt nói, nên tôi cảm thấy cái chết của cháu tôi có phải có sự bất thường gì đó, một cường giả, sẽ không ra tay với người yếu hơn, chứ đừng nói đến chuyện giết người. Vẻ mặt Hồng Giác Hải không được tốt lắm, ông đang nghi ngờ về quyết sách của tôi sao? La Văn lập tức chắp tay, thuộc hạ không dám. Được rồi, ông ra ngoài trước đi. Hồng Giác Hải đột nhiên cảm thấy bực bội hất tay, đuổi La Văn đi. Lúc này, một tên thuộc hạ đi vào, đưa đến một danh sách. Vâng, tên thuộc hạ lập tức đi khám xét hồ sơ. Lúc này Hồng Giác Hải mới có chút nguôi giận. Ông ta phải điều tra ra được những chuyện trước đây của Vương Nhất, tốt nhất là có điểm đen, sau đó có thể không cho phép anh tham gia. Thân là hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Giang Thành, mặc dù ông ta không thể trực tiếp can thiệp vào quá trình của Đại hội Bắc Cảnh, nhưng ghét bỏ Diệp Thúy Như vẫn có thể làm được. Nhưng, lúc ông ta đang dương dương đắc ý, cửa đột nhiên bị mở ra. Vân là một tên thuộc hạ, anh ta vội vội vàng vàng đi vào. Trên mặt còn mang theo sự sợ hãi. Hội trưởng, không hay rồi, máy tính bị vi, rút rồi. Cái gì, tại sao máy tính lại bị virus? Nụ cười trên mặt Hồng Giác Hải lập tức biến mất, khóe mắt giật mạnh một cái. Tôi cũng không biết, tôi vừa điều tra hồ sơ về tên Vương Nhất kia, màn hình toàn là dấu hỏi, sau đó máy tính loạn lên, màn hình biến thành màu xanh. Hồng Giác Hải chạy ra ngoài xem, quả nhiên nhìn thấy một chiếc máy tính màn hình xanh. Mở lại như thế nào cũng không có tác dụng. Hồng Giác Hải vô cùng tức giận hỏi, cậu chắc chắn không tra ra được bất kỳ hồ sơ, tin tức nào của Vương Nhất kia. Đúng vậy, tất cả đều là dấu hỏi. Lạ thật đó, lẽ nào là trùng hợp? Dầm. Đúng lúc này, cửa của Hiệp hội Võ đạo bị đạp ra, một người đàn ông mặc vest, đi giày da, khuôn mặt lạnh lùng đi vào. Anh ta lấy ra một tờ giấy chứng nhận. Tôi là người của cơ quan lưu trữ hồ sơ, lúc nãy có cảnh báo, nói ở chỗ các ông có người định xâm phạm hồ sơ nhân vật cấp SSS. Vừa nghe thấy cơ quan lưu trữ hồ sơ, sự tức giận trên mặt Hồng Giác Hải lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười lấy lòng. Hóa ra là cán bộ của cơ quan lưu trữ hồ sơ, xin lỗi vì không ra nghênh đón được. Hồng Giác Hải giả vờ không hiểu ý của đối phương, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Ông ta mặc dù là hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Giang Thành, trên vạn người, nhưng vẫn phải giả vờ lấy lòng một vài nhân viên cấp cao của cơ quan nhà nước. Không có cách nào khác, một câu nói của người ta có thể quyết định chức hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo có phải là ông ta hay không. Người đàn ông không hề hài lòng về chuyện này, lạnh lùng nói, không cần đón tiếp, tôi đến để cảnh cáo các ông một câu, mặc dù các ông có mật khẩu của hệ thống lưu trữ hồ sơ, nhưng cũng không thể tùy tiện truy cập. Đặc biệt là hồ sơ của một số nhân vật lớn cấp SSS, chỉ cần xem một chút đã phạm tội. Vâng, 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 đều tại thuộc hạ của tôi làm việc không tốt, tôi nhất định sẽ phê bình, và dạy dỗ lại. Hồng Giác Hải gật đầu giống như con gà mổ thóc, thái độ vô cùng cung kính. Đột nhiên, ông ta sững sờ, sau đó giữ người của cơ quan lưu trữ hồ sơ lại, lãnh đạo, ngài nói rõ ràng một chút được không, cái gì mà hồ sơ của nhân vật lớn cấp SSS? Người đàn ông lập tức cau mày, tôi cứ nghĩ ông đã nhận ra được sai lầm của mình, không ngờ vẫn chưa ý thức được. Anh ta kiên nhẫn giải thích, lúc nãy ông đã động vào cảnh báo an toàn của hồ sơ cấp quốc gia, chứng tỏ ở chỗ các ông có người định lấy trộm thông tin hồ sơ của nhân vật lớn cấp SSS, nếu như không nể mặt ông là hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Giang Thành, bây giờ ông đã bị bắt rồi.
biểu cảm của người đàn ông rất nghiêm túc, giải quyết việc công. Hồng Giác Hải sợ đến mức ngây người, tên thuộc hạ còn bị dọa sợ đến mức run rẩy. Nhân vật lớn cấp SSS, không phải là Vương Nhất kia chứ? Hồng Giác Hải lẩm bẩm. Người đàn ông lắc đầu, nghiêm túc nói, tôi cũng không biết nhân vật lớn kia tên là gì, có thân phận gì, chỉ biết hồ sơ thân phận của anh ấy, cả nước chỉ có một người có thể xem, người khác đều không có tư cách xem. Bùm! Lời này vừa được nói ra, đầu của Hồng Giác Hải và tên thuộc hạ lập tức trống rỗng, phần áo sơ mi ở sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cả nước chỉ có một người đủ điều kiện xem hồ sơ. Vậy không phải là... Hồng Giác Hải đã không dám nghĩ tiếp, thật sự không thể tin được. Nhưng ông ta vẫn không muốn tin người này là Vương Nhất, lãnh đạo, có lẽ nào bị nhầm lẫn ở đâu không? Người tôi muốn điều tra chỉ là một tên ở rể nhỏ nhoi của Lý Thị Vương tộc ở Yên Đô thôi. Sao có thể có thân phận cao quý như vậy? Ông ta đã biết Vương Nhất là đứa con rể ở nhờ nhà vợ của Lý Thị, nhưng không tin Vương Nhất có thân phận cao quý như vậy. Phải biết là, ngay cả gia chủ của Lý Thị, Lý Thế Nhân, hồ sơ thân phận cũng không đạt được cấp độ SSSI, cái này tôi không biết. Người đàn ông thờ ơ nói, các ông chỉ cần biết, thân phận của nhân vật lớn kia rất cao quý, bất kể người nào lén lút xem hồ sơ thân phận của anh ấy, hệ thống an toàn quốc gia sẽ tự động gửi một loại virus có khả năng phá hoại cực mạnh, cho dù xa như thế nào, cũng có thể làm cho chiếc máy tính kia bị hỏng trong nháy mắt. Hảo! Câu này khiến Hồng Giác Hải vô cùng kinh ngạc. Ông ta và tên thuộc hạ nhìn nhau, trước đó bọn họ còn nghĩ là trùng hợp. Không ngờ lại là chuyện tất yếu. Vừa kiểm tra thông tin hồ sơ của Vương Nhất, máy tính lập tức bị virus. Đúng là chưa bao giờ nghe qua, không thể tin được. Lần này chỉ là nhắc nhở, lần sau còn tự ý kiểm tra hồ sơ, chính là muốn ngồi tù, cho dù ông có là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành cũng không ngoại lệ, trái lại còn mắc phải trọng tội. Sau khi cảnh cáo xong, người đàn ông rời đi. Hồng Giác Hải và tên thuộc Hạ Vân còn ở trong trạng thái ngơ ngác, chết lặng. Hội trưởng, chúng ta có cần kiểm tra hồ sơ của Vương Nhất kia nữa không? Tên thuộc hạ thận trọng hỏi. Hồng Giác Hải đánh mạnh vào đầu anh ta một cái, tức giận nói, còn điều tra cái gì, trực tiếp gạt gạch tên cậu ta đi, không cho phép Vương Nhất thay thế Diệp thị của Vương tộc tham gia. Tên thuộc hạ bị người của cơ quan lưu trữ hồ sơ dọa sợ, hội trưởng, như thế này không tốt đâu. Ngộ nhỡ Vương Nhất kia thật sự có lai lịch rất đáng sợ thì sao? Hơn nữa bên phía cô Diệp cũng không dễ lừa. Khuôn mặt Hồng Giác Hải đột nhiên tràn đầy sự tức giận, cái gì mà có lai lịch đáng sợ, chắc chắn người của cơ quan lưu trữ hồ sơ đã có sự nhầm lẫn, cậu ta có thể là nhân vật lớn gì chứ? Cho dù thế nào, Hồng Giác Hải sẽ không nghĩ Vương Nhất là nhân vật lớn trên vạn người kia. Mau đi làm đi. Hồng Giác Hải tức giận nói, gạch tên cậu ta đi. Được rồi. Không có cách nào khác, tên thuộc hạ chỉ có thể đi làm. Vương Nhất và Diệp Thúy như không biết tên của mình đã bị gạch bỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng giao Vương Tử Lam nhờ Lý Mộng Đình chăm sóc, sau đó vội vàng đi về phía Lục Địa Thiên Thành. Lục Địa Thiên Thành chính là dự án đang được tập đoàn Viên Dương khai thác. Mà tập đoàn Viên Dương chính công ty chỉ nhánh của Diệp Thị ở Giang Thành. Có một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày ra đứng ở cửa đón tiếp. Nhìn thấy Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, lập tức đi lên đón tiếp. Anh Vương, cô Lý. Ông là... Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên này. Anh Vương có thể chưa từng nghe nói về tôi, nhưng tôi đã được nghe nói về anh Vương và cô Lý. Người đàn ông trung niên cười ha ha nói, tôi tên là Diệp Phú Quý, là người phụ trách tập đoàn Viễn Dương, cô chủ đã căn dặn tôi ở đây đợi hai người, có hai chuyện phải làm. Diệp Phú Quý. Vương Nhất lẩm bẩm, đột nhiên có ấn tượng. Lúc trước, ở đại viện nhà họ Hồ, Hồ Hoàng Việt vì ông ta mà không chút do dự khai chiến với nhà họ Hồ, doanh nghiệp khổng lồ đã hợp tác nhiều năm với nhà họ Hồ, tập đoàn Viên Dương. Người phụ trách chính là Diệp Phú Quý. Vương Nhất cười, nhớ ra rồi, ông có quen biết với Hồ Hoàng Việt đúng không? Thái độ của Diệp Phú Quý vô cùng khiêm nhường, Hồ Đồng, ông ấy cũng là đối tác của cô chủ, đương nhiên. Bây giờ tập đoàn Viên Dương cũng đã thiết lập lại quan hệ hợp tác với nhà họ Hồ. Vương Nhất gật đầu, lúc đồng ý giao vị trí gia chủ nhà họ Hồ cho Hồ Hoàng Việt, ngày hôm sau Hồ Cương đã thoái vị, Hồ Hoàng Việt kế thừa vị trí gia chủ. Đương nhiên tập đoàn Viên Dương sẽ lập tức khôi phục quan hệ hợp tác với nhà họ Hồ. Nói đi, hai việc gì? Vương Nhất hỏi. Diệp Phú Quý cười, lấy ra một bản hợp đồng, cô chủ căn dặn,
vì để cảm ơn anh Vương và thể hiện thành ý của cô ấy, tập đoàn Viên Dương sẽ dốc toàn bộ sức lực giúp chi nhánh của tập đoàn Lệ Tinh phát triển, tất cả hợp đồng trong đây, tập đoàn Lệ Tỉnh đều là người được lợi. Vương Nhất đọc và kiểm tra hợp đồng không có vấn đề gì, nhưng cũng không nói cảm ơn. Diệp Thúy Như làm như vậy, là điều đương nhiên. Còn việc thứ hai, cả quá trình Lý Khinh Hồng đều đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng vô cùng xúc động. Rõ ràng cô mới là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tỉnh, nhưng không cần nói một câu nào đã có thể hợp tác với tập đoàn Viên Dương. Tất cả những thứ này đều là công lao của Vương Nhất. Người ta nể mặt Vương Nhất, mới hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh. Việc thứ hai chính là dân hai người đến văn phòng của cô chủ, buổi thảo luận sẽ được diễn ra tại phòng làm việc của cô chủ. Vương Nhất gật đầu, đi thôi. Đang định đi vào, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Vương Nhất, sao anh lại ở đây? Lời này vừa được nói ra, lông mày Vương Nhất lập tức nhướng lên, quay đầu lại nhìn. Phía sau chỉ thấy một chàng trai trẻ, đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt kia lạnh hận không thể giết chết anh. Vương Lâm, là anh. Đôi mắt Vương Nhất nheo lại một cách rất nguy hiểm, từ sâu trong đôi mắt lóe lên một tia sắc nhọn. Trên áo vest của chàng trai trẻ cài một chiếc huy hiệu màu vàng rực rỡ, chính là huân chương Vương Thị tượng trưng cho thân phận. Bên cạnh anh ta còn có năm cường giả với hơi thở vô cùng mạnh. Mặc dù bọn họ đã cố ý thu lại khí thế, nhưng vẫn đem đến cho người khác một cảm giác uy hiếp không giận mà uy. Đây chính là uy lực của cường giả, chỉ cần đứng ở đó, cũng đã đủ khiến người khác khiếp sợ. Vương Nhất đoán năm người này có lẽ chính là cường giả đại diện Vương Thị xuất chiến. Là tôi. Vương Lâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, đây không phải là nơi anh có thể đến, cút ra ngoài cho tôi. Láo xược. Diệp Phú Quý lập tức hét lên, vẻ mặt không hề lương thiện nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Anh Vương là khách quý mà cô chủ mời đến, địa vị không thấp hơn cậu, cậu dám bất kính với anh Vương. Ánh mắt Vương Lâm rơi vào người Diệp Phú Quý, đột nhiên cười khẩy, ông không biết tôi là ai. Diệp Phú Quý cau mày, đang định trả lời, Vương Lâm đã lắc đầu, cũng đúng, người phụ trách một công ty chỉ nhánh nhỏ nhoi, còn không được xem là nòng cốt của Diệp Thị Vương tộc, sao có thể nghe qua tên của tôi. Câu nói này tràn đầy sự kiêu ngạo, Diệp Phú Quý đột nhiên cảm thấy bị sỉ nhục. Kiêm cơn tức giận nói, cậu là ai? Vương Lâm cười, nể mặt ông giúp Thúy Như quản lý công ty chi nhánh, tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi tên là Vương Lâm, đến là Vương Thị Vương tộc ở Yên Đô, đồng thời cũng là chồng chưa cưới của Thúy Như. Soạt, câu này vừa được nói ra, Diệp Phú Quý quả nhiên biến sắc, còn không dám tức giận. Người này lại đến từ Vương Thị ở Yên Đô, hơn nữa còn là chồng chưa cưới của cô chủ, người này quả thật ông ta không thể động vào. Vương Nhất không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Cùng đến từ Vương tộc ở Yên Đô, Lý Khinh Hồng và Vương Nhất quả thật hoàn toàn khác biệt. Người trước không hề có sự kiêu ngạo đến từ Vương công quý tộc, còn người sau lại vểnh đuôi lên đến tận trời. Đi thôi, không cần quan tâm đến anh ta. Vương Nhất thờ ơ liếc nhìn anh ta, không để anh ta ở trong lòng. Lý Khinh Hồng và Diệp Phú Quý cũng không quan tâm đến anh ta, đi thẳng vào tòa nhà Viên Dương. Đứng lại cho tôi. Vương Lâm hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy sát khí. Vương Nhất không thèm để ý đến anh ta, vẫn sải bước đi về phía trước. Lý Khinh Hồng và Diệp Phú Quý cũng như vậy. Vương Lâm vô cùng tức giận. Đây là tập đoàn Viễn Dương, Diệp Phú Quý lại là người phụ trách tập đoàn Viễn Dương, đương nhiên Vương Lâm sẽ bắt đầu từ chỗ ông ta. Diệp Phú Quý, ông còn dám đi về phía một bước, có tin tôi sẽ khiến ông không thể làm người phụ trách của tập đoàn Viễn Dương nữa không? Nghe thấy vậy, cuối cùng Diệp Phú Quý cũng dừng lại, quay đầu tức giận nhìn Vương Lâm. Nhưng ông ta vẫn không nổi giận, mà hít một hơi thật sâu, nói với Vương Lâm. Cho dù anh là chồng chưa cưới của cô chú, cũng không thể quyết định thay cho cô chủ, anh Vương là khách quý của cô chủ, anh tự mình làm chủ, không sợ cô chủ tức giận sao? Ông còn dám lấy Thúy Như ra uy hiếp tôi thấy ông chán sống rồi. Khuôn mặt Vương Lâm tràn đầy sự tức giận, nói với Diệp Phú Quý. Anh ta lấy điện thoại ra, đang định sử dụng mối quan hệ của mình để đuổi việc Diệp Phú Quý. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói tức giận, lạnh lùng. Dừng tay. Tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy Diệp Thúy Như mặc trang phục công sở sải bước đi đến, vẻ mặt u ám đến mức có thể vắt ra nước. Thúy Như. Nhìn thấy Diệp Thúy Như đi ra, Vương Lâm quét sạch khói mù trên mặt cũng dần hiện lên nụ cười ôn hòa. Anh ta đi đến bên cạnh Diệp Thúy Như.
bàn tay ôm lấy Diệp Thúy Như một cách rất tự nhiên. Diệp Thúy Như lại lùi về phía sau một bước, không cho Vương Lâm chạm vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Vương Lâm tràn đầy sự tức giận, nhưng lại không thể hiện ra mặt. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Diệp Thúy Như u ám, tức giận nói. Diệp Phú Quý không dám làm trái, kể lại chuyện vừa xảy ra. Diệp Thúy Như nghe xong, trên mặt hiện lên sự tức giận hiếm thấy. Vương Lâm, Vương Nhất là khách tôi mời đến, anh dựa vào cái gì mà đuổi anh ta đi? Diệp Thúy Như không lập tức nói ra Vương Nhất chính là ứng cử viên đại diện cho Diệp thị của cô ta xuất chiến, bây giờ vẫn chưa phải là lúc tuyên bố. Nói xong, lại nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, áy náy nói, để hai người chê cười rồi, đi theo tôi. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lạnh lùng liếc nhìn Vương Lâm, quay người đi vào sảnh. Nhìn thấy Diệp Thúy Như nói chuyện với Vương Nhất như vậy, nhưng lại không cho mình lên tầng, ngọn lửa vô danh trong lòng Vương Lâm ngày càng lớn, đã vào giai đoạn sắp nổ. Trên người anh ta đều là sát khí, nhưng lại được che giấu rất tốt, không bộc phát ra ngoài. Bởi vì anh ta biết, bây giờ không phải là lúc nổi giận. Thúy Như tập hợp tất cả vương tộc, là muốn đánh úp Tần Thị, điều này chỉ xem thực lực, tôi xem lát nữa anh ta làm như thế nào. Vương Lâm quay đầu nhìn năm cường giả đại diện cho Vương Thị xuất chiến, rất có khí thế. Dẫn mấy người Vương Nhất đi đến phòng làm việc của Diệp Thúy Như, Diệp Phú Quý lập tức rời đi. Đây là buổi tụ họp của vương tộc, không phải là cuộc họp mà một người không phải trung tâm của vương tộc như ông ta có thể tham gia. Ông ta hận không thể rời đi càng sớm một chút. Phòng làm việc của Diệp Thúy Như rất lớn, bên trong cùng là một cửa sổ sát đất khổng lồ, trong suốt, có thể thu cả vòng kinh doanh buôn bán của Giang Thành vào Mạ Hoa. Phòng làm việc khá tốt. Vương Nhất đánh giá. Diệp Thúy Như mỉm cười, không nói gì, chỉ tiếp tục pha trà. Cuối cùng Vương Lâm cũng đến, ngồi đối diện với Vương Nhất. Lúc này Lạc Thanh Thủy vẫn chưa đến, nên buổi trò chuyện không được tính đã hoàn toàn bắt đầu. Mặc dù Diệp Thúy Như không nói chuyện với Vương Nhất, nhưng sự chú ý hoàn toàn đặt lên người Vương Nhất, không thèm nhìn người chồng chưa cưới là anh ta. Cuối cùng Vương Lâm không chịu được nữa, kìm nén sự tức giận nói với Diệp Thúy Như, Thúy Như, bây giờ em là vợ chưa cưới của anh, ở bên ngoài ít nhất phải có dáng vẻ của một người vợ chưa cưới nên bốn u co. Trong mắt Diệp Thúy Như lóe lên tia lạnh lùng. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng kinh ngạc nhìn Vương Lâm, ngay cả bọn họ cũng đã nhìn ra, Diệp Thúy Như đã có chút tức giận. Vợ chưa cưới. Diệp Thúy Như lạnh lùng nói, vậy được, tôi đưa ra một vài yêu cầu nếu anh muốn lấy tôi. Thứ nhất, anh nhất định phải ở rể, nếu không tôi sẽ không gả cho anh. Bùm. Câu này vừa được nói ra, vẻ mặt Vương Lâm lập tức thay đổi. Chỉ là điều kiện thứ nhất mà anh ta đã không làm được. Anh ta đường đường là người thừa kế Vương Thị lại đi ở rể, cái này nếu như truyền ra ngoài, sẽ mất mặt đến mức nào. Đôi mắt Diệp Thúy Như lạnh lùng nói tiếp. Thứ hai, tất cả sự nghiệp, thẻ ngân hàng đều phải giao cho tôi bảo quản, anh chỉ cần ở nhà là được. Thứ ba, chúng ta không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, sau này ở cùng phòng, anh không được lên giường, trải đệm nằm dưới đất. Ba điều kiện, trực tiếp khiến Vương Lâm không còn chút tính khí nào. Sắc mặt Vương Nhất cũng có chút thay đổi. Ba điều kiện này, anh nghe cảm thấy vô cùng quen. Đây không phải là điều kiện 5 năm trước Diệp Thúy Như đã đưa ra với anh khi anh đến ở rể nhà họ Kim. Nếu đã không làm được, thì im miệng lại cho tôi, sau này ở bên ngoài, không được nói tôi là vợ chưa cưới của anh, tôi không chấp nhận. Diệp Thúy Như thờ ơ nói, giọng nói rất lạnh lùng. Sắc mặt Vương Lâm vô cùng khó coi, ba điều kiện này, tôi nghĩ chỉ cần là một người đàn ông đều sẽ không đồng ý. Nếu đồng ý, sẽ mất hoàn toàn tôn nghiêm của một người đàn ông. Anh sai rồi, đã có người làm được. Diệp Thúy Như thờ ơ nói, hơn nữa còn phục tùng vô điều kiện. Ai? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Diệp Thúy Như nói xong, Vương Lâm theo bản năng nhìn về phía Vương Lâm, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin được. Anh đã đồng ý. Vương Nhất gật đầu, đã đồng ý. Nhớ lại quá khứ, Vương Nhất cũng có vẻ xúc động. Lúc đó, anh đến nhà họ Kim ở rể, chỉ một lòng trả ơn. Nhưng lại vô tình bước vào trái tim của Kim Thúy Như. Cô ta vẫn luôn dùng cách của mình để bày tỏ tâm ý của mình với Vương Nhất. Cho dù, cả đời này bọn họ không có khả năng. Khuôn mặt Diệp Thúy Như cũng hiện lên sự phức tạp, đột nhiên nhìn Lý Khinh Hồng nói, hãy đối xử với anh ấy thật tốt. Lý Khinh Hồng nghiêm túc nói, chắc chắn. Hồi này Vương Lâm cũng không dám nói gì. Ở một số phương diện nào đó,
anh ta quả thật không bằng Vương Nhất. Rất nhanh, Lạc Thanh Thủy cũng đã đến. TG Huyện Cóp từ TG Ang TRUMTRUIEN, Việt Nam. Như vậy, người đại diện của tứ đại vương tộc đều đã đến đủ. Diệp Thúy Như trở nên nghiêm túc nói, các gia tộc đều đã đến đủ, vậy bắt đầu cuộc họp thôi. Diệp Thúy Như đang định tuyên bố, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra. Sau đó, giọng nói diêu cợt của một người phụ nữ vang lên. Diệp Thúy Như, cô có tư cách quyết định bắt đầu sao? Cộc, cộc, cộc. Tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên, một người phụ nữ đẹp không thua kém gì Diệp Thúy Như, ngẩng đầu ngưỡng ngực đi vào. Ngũ quan của cô ta tinh tế, hơn nữa nếu so sánh với Diệp Thúy Như sẽ có thêm mấy phần quyến rũ. Chỉ là ánh mắt đảo đảo, lóe lên một tia xảo quyệt một cách khó hiểu, rõ ràng người phụ nữ này vô cùng tâm cơ. Diệp Ân Thi. Nhìn vị khách không mời mà đến này, sắc mặt Diệp Thúy Như lập tức trở nên u ám. Diệp Ân Thi. Vương Nhất sững sờ. Không biết người phụ nữ này là ai. Vẻ mặt Khinh Hồng và Lạc Thanh Thủy lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Lý Khinh Hồng nhỏ giọng nói với Vương Nhất, trước khi Diệp Thúy Như trở về Diệp Thị, cô ta chính là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của Diệp Thị, cùng với một người đàn ông khác của Diệp Thị tên là Diệp Bất Phàm, được gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ. Chỉ là gần đây Diệp Thúy Như trở về Diệp Thị, giành mất ánh hào quang của cô ta, hai người từ trước đến nay vẫn luôn mâu thuẫn. Người lúc đó phản đối kịch liệt Diệp Thúy Như trở lại Diệp Thị chính là người mà cô ta dẫn theo. Lạc Thanh Thủy ở bên cạnh nói thêm. Vậy sao? Nghe thấy vậy, Vương Nhất cũng nhìn Diệp Ân Thi này thêm mấy lần. Nếu như thật sự giống như những gì mà bọn họ nói, vậy Diệp Ân Thi này chắc chắn không phải là một người bình thường. Ha ha, Diệp Thúy Như, nhìn thấy tôi có phải rất kinh ngạc. Diệp Ân Thi đến trước mặt Diệp Thúy Như cười nói, suy cho cùng, cô cũng vừa mới trở về gia tộc. Tôi rất không yên tâm về cô, nên xin ba cho tôi đến Giang Thành giám sát cô. Cô không cần quan tâm đến tôi, cô nói chuyện của cô, tôi ở bên cạnh nghe. Nói xong, Diệp Ân Thi thật sự kéo ghế qua, cười ha ha nhìn tất cả mọi người. Diệp Thúy Như cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, đối với Diệp Ân Thi, cô ta vẫn lựa chọn bấm bụng chịu đựng. Diệp Thúy Như cũng không sợ Diệp Ân Thi, trực tiếp coi Diệp Ân Thi là không khí, chỉ tập trung nói chuyện của mình. Đợi đãi trước khi hai người thảo luận, tôi còn có một vấn đề muốn hỏi cô. Lúc nghe được một nửa, Diệp Ân Thi đột nhiên ngắt lời Diệp Thúy Như, nhìn cô ta hỏi, vậy cô đã chiêu mộ được một cường giả thích hợp cho Diệp Thị chưa? Nếu như vẫn chưa tìm được, vậy thì ngại quá, cô không có tư cách tổ chức buổi thảo luận lần này. Bầu không khí trong phòng làm việc, trở nên cứng nhắc và lạnh lẽo chỉ vì câu nói này của Diệp Ân Thi. Cho dù là Vương Nhất, Lý Khinh Hồng, hay là Lạc Thanh Thủy và Vương Lâm, khuôn mặt ai cũng tràn đầy sự kinh ngạc nhìn Diệp Ân Thi. Bọn họ không ngờ đến, Diệp Ân Thi lại chất vấn Diệp Thúy Như một cách không chừa chút mặt mũi nào, hơn nữa còn tuyên bố, cô ta không có tư cách. Mà ánh mắt của Diệp Thúy Như cũng trở nên vô cùng u ám, vô cùng lạnh lùng. Cho dù đối diện với người mà cô ta rất ghét, Vương Lâm, cô ta cũng không lộ ra biểu cảm này. Từ đó có thể thấy, ở trong lòng cô Diệp Ân Thi buồn nôn đến mức nào. Tôi có tư cách hay không? Không đến lượt cô phán xét. Cô ta lạnh lùng nói. Vậy nói không chừng. Diệp Ân Thi cười khẩy nói, cô trở về Diệp Thị mới được bao lâu, ông nội không yên tâm về cô, bảo tôi giám sát cô, bây giờ tôi hỏi cô có chiêu được cao thủ không, không quá đáng chứ. Diệp Thúy Như không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn Diệp Ân Thi càng trở nên u ám. Vương Nhất nhìn thấy cảnh tượng này, biết mặc dù Diệp Thúy Như đã trở về Diệp Thị, nhưng người Diệp Thị đối xử với cô ta chẳng ra sao cả. Gọi sang là giám sát, thực ra là can thiệp mọi phương diện. Nếu như Diệp Thúy Như không chiêu mộ được cao thủ để tham gia đại hội Bắc Cảnh, vậy thì Diệp Thị chắc chắn sẽ bị đào thải, bị loại. Không cần bận tâm, tôi đã tìm được người thích hợp rồi. Diệp Thúy Như thu lại khí thế trên người, thờ ơ nói, hơn nữa, người tổ chức cuộc thảo luận này là tôi, cô mới là người không có tư cách. Vậy sao, vậy cao thủ cô mời đến đang ở đâu? Đối diện với sự chế giễu của Diệp Thúy Như, Diệp Ân Thi không hề tức giận, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Trước khi đến, cô ta đã tìm hiểu qua, Diệp Thúy Như bắt tay với Vương Thị, Lạc Thị, đánh lén Tần Thị rất có khả năng được tiến cử cho chức vô địch, nên mới mở một buổi thảo luận. Trên thực tế lại do cường giả đại diện cho gia tộc của mình xuất chiến nói là tính. Gia tộc nào có tuyển thủ tham gia mạnh hơn, người đó sẽ có quyền lên tiếng. Tôn sùng cường giả tối cao. Nhưng,
Diệp Ân thì không hề nhìn thấy cường giả nào phía sau Diệp Thúy Như. Cô ta nghĩ đến bây giờ Diệp Thúy Như còn chưa chiêu một được một cao thủ nào. Diệp Thúy Như thờ ơ liếc nhìn cô ta, tôi nói chiêu mộ được rồi thì là chiêu mộ được rồi, còn phải nhận được sự đồng ý của cô sao? Vậy cô gọi anh ta ra đi. Diệp Ân thì tiếp tục ép Diệp Thúy Như. Diệp Thúy Như càng mơ hồ, lấy lệ như thế này, cô ta càng tin vào phán đoán trong lòng mình. Không sai, tôi cảm thấy cô Diệp nói rất đúng. Vương Lâm đột nhiên lên tiếng nói, Thúy Như, cảnh ngộ của em anh cũng đã nghe qua, ngày đầu tiên đến Giang Thành, cùng với Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành chia tay trong sự không vui, không chiêu mộ được cao thủ, cái này không hề mất mặt, anh có thể giúp em. Lúc nói những lời này, trên mặt Vương Lâm mang theo sự kiêu ngạo. Mặc dù Diệp Thúy Như là vợ chưa cưới của anh ta, nhưng do thái độ lạnh lùng của cô ta với anh ta, Vương Lâm quyết định bắt tay với Diệp Ân Thi, để đàn áp Diệp Thúy Như. Chồng tôi là người đại diện cho Diệp Thị xuất chiến. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lý Khinh Hồng. Ngay cả Diệp Thúy Như cũng rất kinh ngạc. Cô ta không ngờ Lý Khinh Hồng lại nói giúp cô ta. Khuôn mặt Diệp Ân Thị tràn đầy sự kinh ngạc nhìn Lý Khinh Hồng. Không biết tại sao, trên khuôn mặt cô ta tràn đầy sự sợ hãi. Không đụng chạm với Lý Khinh Hồng, Diệp Ân Thị nhìn Diệp Thúy Như, những điều cô ta nói đều là thật hả? Diệp Thúy Như muốn tự mình công bố chuyện này, nhưng Lý Khinh Hồng đã tuyên bố giúp cô ta, nên chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy. Ha ha ha. Đột nhiên, Diệp Ân Thị bật cười ha ha. Ngay cả Vương Lâm cũng cười. Diệp Thúy Như, em không cần vì giữ thể diện cho mình. Đã tùy tiện tìm một người thật giả lân lộn ở đây đúng không? Trên khuôn mặt Diệp Ân Thi mang theo ý cười chế giễu, nhìn Diệp Thúy Như nói. Anh ta là đứa con rể đi ở rể của Lý Thị, không liên quan gì đến Diệp Thị của em. Vương Lâm cũng phụ họa theo. Chuyện Vương Nhất đồng ý lời mới của Diệp Thúy Như, ngoài Vương Lâm và Diệp Thi Ân, những người khác đều đã biết, nên không quá kinh ngạc. Nhưng tôi thật sự là người đại diện cho Diệp Thị xuất chiến. Vương Nhất bất lực lắc đầu. Cầm cốc nước trước mặt lên uống một ngụm. Thấy Vương Nhất đồng ý, nụ cười trên mặt Vương Lâm và Diệp Ân Thị lập tức biến mất, nhìn anh giống như nhìn thấy ma. Nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng Diệp Ân Thị xua tay, không thể nào, nhất định là các người đã thông đồng với nhau trước rồi. Đúng, nếu không sao có thể mời được anh ta. Vương Lâm cũng không tin. Đối với chuyện này, Vương Nhất cũng không giải thích, chỉ bất lực liếc nhìn Diệp Thúy Như và Lý Khinh Hồng. Nói thật nhưng người ta lại không tin. Diệp Thúy Như, cô đừng quên trên người mình đang gánh trách nhiệm gì, cô đã thề ở trước mặt tất cả những người của Diệp Thị, nhất định sẽ đại diện cho Diệp Thị giành được ngôi vị quán quân của Đại hộ Bắc Cảnh, bây giờ ngay cả cao thủ cô cũng không chiêu mộ được, bảo tôi tin tưởng cô thế nào đây? Diệp Ân Thi lạnh lùng nhìn Diệp Thúy Như. Rất nhanh, cô ta lại chuyển chủ đề, nhưng cũng không sao, tôi mời được cao thủ là được rồi. Vừa dứt lời. Diệp Ân Thi vỗ tay, vào đi. Cửa phòng làm việc được đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đi giày da đi vào. Lông mày lưỡi mác, tư thế oai hùng, không giận mà uy, trên người lại khoác áo choàng của Hiệp hội Võ Đạo. Ông ta là người xếp thứ hai trong Hiệp hội Võ Đạo, Hồng Giác Lâm. Giây phút nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Thúy Như đột nhiên biến sắc. Hồng Giác Lâm, ánh mắt Vương Nhất cũng hơi lạnh đi, từ trên người người đàn ông trung niên này. Anh cảm nhận được một luồng hơi thở của cường giả. Hơn nữa, ngoại hình của ông ta cũng rất giống Hồng Giác Hải. Diệp Ân Thi khẽ cười, lần này Hồng hội trưởng là một trong những người bên phía tổ chức của Đại hội Bắc Cảnh, tôi không mời được, nhưng, tôi và hội trưởng Hồng đã nói chuyện rất vui vẻ, ông ấy đã đồng ý với tôi, cao thủ trong hiệp hội dưới tên của ông ấy sẽ để mặc tôi tùy ý chọn. Vì vậy tôi chọn cao thủ xếp vị trí thứ ba trong hiệp hội, cũng chính là ông Hồng đây. Ồ, đúng rồi, ông ấy là em trai của hội trưởng Hồng. Lời nói của Diệp Ân Thi đã chứng thực phán đoán của Vương Nhất. Hồng Giác Lâm chính là em trai của Hồng Giác Hải. Hừ, Hồng Giác Lâm với phong thái của một cao thủ khẽ hừ một tiếng, căn bản không đặt những người này vào mắt. Vương Lâm cũng nhìn Hồng Giác Lâm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, phía sau anh ta có 5 cao thủ, nhưng hơi thở cảm nhận được lại ngang bằng với Hồng Giác Lâm. Nói cách khác, 5 người này cộng lại. Mới có thể chống lại một Hồng Giác Lâm. Trong lòng Diệp Thúy Như có thêm chút áp lực, vẻ mặt khó coi nhìn Diệp Ân Thi. Trên mặt Diệp Ân Thi mang theo nụ cười nhàn nhạt, ông Hồng đây sẽ là cao thủ xuất chiến cho Diệp Thị tôi, nhưng, đổi lại, tôi sẽ là người lãnh đạo Diệp Thị, cô chỉ có thể giúp đỡ tôi, hiểu chưa?
Diệp Ân Thị nhìn Diệp Thúy Như chất vấn nói. Trên mặt cô ta mang theo nụ cười nắm chắc phần thắng. Đây là cướp quyền. Trên mặt Diệp Thúy Như dần hiện lên sự tức giận, đang định từ chối. Vương Nhất lại kéo cô ta lại, nghe xem cô ta nói như thế nào. Vì vậy, Diệp Thúy Như nói với Diệp Ân Thi, nghe ý kiến của cô trước. Diệp Ân Thi cười, nói, muốn đánh lén Tần Thị, thực ra rất đơn giản, một cách, đánh luân phiên. Diệp Ân Thi nói tiếp, tôi có thể nhờ hội trưởng Hồng lén lút thao tác một chút, để Tần Thị gặp chúng ta ở vòng đấu loại, mấy vòng sau, chắc chắn sẽ tan tác. Đánh luân phiên, cô biết có bao nhiêu người đại diện cho Tần Thị xuất chiến không? Lý Khinh Hồng là người đầu tiên phản bác, ngoài ra, quân địch giả tưởng của mấy người chỉ tưởng tượng đến một Tần Thị, đã quên mất thế lực địa phương ở Giang Thành rồi. Cho dù là họ Hạ, nhà họ Lục, cũng đều không phải là người dễ đối phó. Bị người khác phản bác, sắc mặt Diệp Ân Thị không được tốt lắm, nhưng vẫn nói, cho dù đối diện với ai, đều phải chia bảng. Vậy thì chia bảng trước đi. Vương Nhất cũng đồng ý với ý kiến của Diệp Ân Thi. Điều này khiến cô ta nhìn Vương Nhất thêm mấy lần. Rất nhanh đã chia xong. Vòng 1, Lạc Thị vòng 2, Vương Thị vòng 3, Diệp Thị. Cộng thêm một Lý Thị một lòng quyết tâm giành chiến thắng. 4 vòng tập kích, Tần Thị nhất định sẽ sụp đổ. Diệp Ân Thi rất hài lòng về kế hoạch của mình. Vương Nhất lại lắc đầu, cười nói, không cần phiền phức như vậy, nghe theo tôi. Vòng thứ nhất tôi lên, vòng thứ hai tôi lên, vòng thứ ba tôi vẫn lên. Nếu như các người không cẩn thận gặp phải tôi, thì hãy chủ động nhận thua, các người không có cơ hội đâu. Vương Nhất nói xong câu này, cả phòng làm việc đều trở nên yên tĩnh. Không ai ngờ đến, Vương Nhất sẽ đứng ra phản bác lại Diệp Ân Thi, hơn nữa lời phản bác lại hoang đường như vậy. Lý Khinh Hồng, Diệp Thúy Như, Lạc Thanh Thủy đều từng nhìn thấy Vương Nhất ra tay, không nghĩ Vương Nhất chém gió, mà thật sự có lòng tin. Nhưng Diệp Ân Thi không biết, thậm chí còn cảm thấy tức cười. Chỉ là một đứa con rể ở rể của Lý Thị, để anh ngồi ở đây nghe đã rất cho anh mặt mũi rồi, ai cho anh dũng khí dám nói những lời ngông cuồng. Cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của Diệp Ân Thi, Vương Lâm nhân cơ hội nói, cô Diệp, anh ta ở đây thật sự quá cản trở, hay là ném anh ta ra ngoài. Diệp Ân Thi gật đầu, nhìn về phía Diệp Thúy Như, quả nhiên là các người đã thông đồng với nhau, anh ta làm gì có tư cách làm cường giả của Diệp Thị tôi. Mau bảo anh ta ra ngoài đi. Nếu không đợi tôi đích thân đuổi đi, thì sẽ không đơn giản như vậy đâu. Vốn dĩ cứ nghĩ Diệp Thúy Như sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ Diệp Thúy Như lại không có một chút sợ hãi nào. Ngay cả vợ của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng cũng rất bình tĩnh. Diệp Ân Thi xa sầm mặt mày, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Không cần cô Diệp và Hồng Đại Sư ra tay, cường giả của Vương Thị tôi cũng đủ xử lý anh ta rồi. Trong mắt Vương Lâm lóe lên sự lạnh lùng. Anh ta đã muốn đối phó với Vương Nhất từ lâu. Vừa dứt lời, năm cường giả phía sau Vương Lâm khẽ động. Nhưng năm người bọn họ không cùng lên, mà từng người lên một. Cơ thể vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết ai mạnh ai yếu. Bịch, ông ta giơ một tay ra, đặt lên vai Vương Nhất. Nhưng ông ta vẫn chưa dùng lực, ông ta hy vọng Vương Nhất có thể tự mình rời đi, như vậy sẽ tiết kiệm được sức lực của ông ta. Nhưng Vương Nhất vẫn điềm tĩnh uống trà, thậm chí còn không thèm nhìn, cũng không hề liếc nhìn người kia. Cho ông 3 phút, bỏ cái móng heo của ông ra khỏi vai tôi. Tìm cái chết. Câu này vừa được nói ra, bàn tay đang đặt trên vai Vương Nhất của người đàn ông đột nhiên dùng lực. Răng rắc. Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan vang lên, bàn tay đang cầm cốc trà của Vương Nhất không biết đã bật xuống từ lúc nào, đang nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông. Cổ tay người đàn ông đã bị bẻ gãy 90 độ, láng máng có thể nhìn thấy xương trắng. Trong phòng làm việc, tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông to con vang lên. Ông ta loạng choạng lùi về phía sau 3 bước, cổ tay bị bẻ gãy, cả cánh tay đều co cứng. Cái gì? Vương Lâm nhìn thấy một màn này thì không thể nào tin được, kinh hãi đến mức đứng phát dậy. Lão Ngũ, 4 cao thủ phía sau Vương Lâm cũng chấn động, sau khi hoàn hồn, tiến lên đỡ ông ta dậy. Diệp Ân thì cũng mở to đôi mắt xinh đẹp, biểu cảm như thấy ma. Bởi vì quá kinh ngạc mà cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi mở ra. Hồng Giác Lâm ở phía sau khế nheo mắt lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông ta đã nghe về người đàn ông tên Vương Nhất này từ trước, không chỉ giết được La Hữu, một thành viên của Hiệp hội Võ Đạo, mà ngay cả La Văn, người đứng thứ 9 trong Hiệp hội cũng không phải đối thủ của anh ta.
hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không phải người thường. Vương Nhất cầm tách trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, cũng may là ông ta không dùng sức, nếu không giờ toàn bộ cánh tay đã bị gãy rồi. Ngông cuồng. Bốn cao thủ vô cùng phẫn nộ, trong mắt đầy sát ý, đi về phía Vương Nhất. Trước giờ họ không cho Vương Nhất là cao thủ, cảm thấy không đến phiên họ phải ra tay, nên mới để một người không tập luyện đến nơi đến chốn như Lão Ngũ lên trước, không ngờ chỉ trong nháy mắt, cổ tay Lão Ngũ đã bị bẻ gãy. Vương Nhất, không được hấp tấp. Lý Khinh Hồng đứng một bên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thực lực của năm người này so với ám ảnh Long Vệ không khác biệt là bao. Diệp Thúy Như cũng hét lên, dừng tay, chỗ này là phòng làm việc của tôi. Nhưng tên cầm đầu của năm người kia giận dữ gầm lên, cắt ngang lời của cô ta, câm miệng cho tôi. Thằng oát này bẻ gãy tay của Lão Ngũ, nợ máu phải trả bằng máu. Vương Lâm cũng tràn đầy lửa giận, đây chính là cao thủ đại diện cho nhà họ Vương xuất chiến, hiện giờ lại bị gãy một tay, như vậy chẳng phải sẽ làm giảm sức cạnh tranh của nhà họ Vương sao? Ném anh ta xuống lầu. Vương Lâm gầm lên, chỉ có cách này mới có thể dập tắt lửa giận của anh ta. Vương Nhất khẽ đặt tách trà xuống, thản nhiên nói, các người không phải nói là cao thủ hàng đầu sao, được, giờ tôi sẽ cho các người biết thế nào là cao thủ thực sự. Vừa nói, Vương Nhất vừa chậm rãi đứng lên, chờ bốn người còn lại đến bao vây tấn công. Bốp! Vương Nhất ngang nhiên ra tay, nện nắm đấm vào bụng Lão Nhị, một trong số bốn người xông lên. Khụ! Lão Nhị trúng một chưởng, cả người cong như con tôm, đến nước miếng cũng đã văng cả ra. Lão Nhị! Tên lão đại hét lên, sau đó nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt càng thêm phẫn nộ, mày muốn chết. Thay vì quan tâm đến kẻ khác, không bằng quan tâm chính mình đi. Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất vang lên, người ta chẳng nhìn thấy bóng người của anh đâu nữa. Tên lão đại quay người lại như một phản xạ có điều kiện, nhưng lại bị Vương Nhất tung một cước đá văng ra ngoài. Thình thịch, thân hình của tên cầm đầu liên tục lùi về phía sau, cuối cùng đập vào cửa sổ sắt đất. Răng rắc. Cửa sổ kính sắt đất xuất hiện đầy vết nứt. Thân hình của tên lão đại như được khảm lên cửa sổ kính sắt đất, mặt ông ta đầy vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Nếu Vương Nhất dùng thêm một chút lực, ông ta đã rơi xuống luôn rồi. Ông ta cẩn thận nhìn xuống dưới, sau đó lại quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng xuất hiện khiến hai mắt của ông ta như sắp tách ra làm đôi. Vương Nhất đá mạnh vào đầu gối của lão tam lão tứ. Lực đạo mạnh đến mức lập tức khiến lão tam lão tứ quỳ xuống trước mặt Vương Nhất. Vương Lâm, đây là tuyển thủ đại diện cho nhà họ Vương hả? Hơi yếu nhỉ. Vương Nhất không biết tự lúc nào đã ngồi lại vị trí ban đầu, cầm tách trà trong tay, vẻ mặt trêu tức nhìn Vương Lâm. Vương Lâm tức giận đến mức mặt mày xanh mét, nhưng hơn thế là một loại sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Năm người này là những cao thủ được anh ta tuyển chọn kỹ lưỡng. Không ngờ khi đối mặt với Vương Nhất một đòn cũng không chịu được. Vương Nhất, anh dám đánh người của tôi, chán sống rồi hả? Vương Lâm nổi giận đùng đùng, quát Vương Nhất. Sắc mặt Diệp Thúy Như cũng vô cùng khó coi, cô ta nói với Vương Nhất, dạy cho họ một bài học được rồi, sao lại làm họ bị thương? Hiện tại bọn họ cùng ngồi trên một chiếc thuyền, làm bị thương bất kỳ tuyển thủ nào cũng là một tổn thất. Vẻ mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Họ không lên được cũng không sao, tôi lên là được. Làm càn. Diệp Ân Thị giận dữ hét lên. Diễn biến của sự việc hoàn toàn khác với những gì cô ta nghĩ. Cô ta muốn hất Vương Nhất biến đi, nhưng không ngờ, Vương Nhất lại bộc lộ thực lực mạnh như vậy. Ai làm càn? Vương Nhất đột nhiên lạnh lùng nhìn sang. Trong nháy mắt, Diệp Ân Thị như rơi xuống hố băng, cả người run rẩy kịch liệt. Ánh mắt ấy rất lạnh, lạnh đến mức không mang theo chút hơi ấm nào. Diệp Ân Thị lại nhìn Hồng Giác Lâm đang đứng bên cạnh, ngài Hồng, ông mau ra tay dạy cho anh ta một bài học. Cô ta cũng không ngờ thực lực của Vương Nhất lại mạnh vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Nhưng Hồng Giác Lâm vẫn thản nhiên đứng nhìn, lạnh lùng nói, xin lỗi, cô Diệp, nhiệm vụ của tôi là đại diện cho nhà họ Diệp tham gia thi đấu, những chuyện khác tôi không quan tâm. Ông, Diệp Ân Thị cứng họng, nhất thời không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cô ta bị yếu thế sau khi tiết lộ thân phận là vương tộc Yên Đô. Nhưng chẳng còn cách nào khác, kẻ mạnh có lòng kiêu ngạo của kẻ mạnh, ông ta chỉ thay nhà họ Diệp tham gia thi đấu, sẽ không nhúng tay vào những việc khác. Nghe vậy, Vương Nhất cũng thản nhiên nhìn Hồng Giác Lâm, ông cũng có thể quay về được rồi, tôi sẽ đại diện cho nhà họ Diệp tham gia thi đấu, không tới phiên ông. Bùm!
Lời này vừa nói ra, Hồng Giác Lâm lập tức tức giận. Ông ta không có ý làm khó dễ Vương Nhất, thế mà đối phương lại không biết tốt xấu chọc giận ông ta. Diệp Thúy Như, ngài Hồng là cao thủ tôi mời đến, có ý tốt muốn giúp cô, người của cô lại dám vô lễ với ông ấy. Hồng Giác Lâm không nói chuyện, Diệp Ân Thi chủ động gây khó dễ Diệp Thúy Như. Diệp Thúy Như không hề để tâm, thậm chí vẻ mặt còn mang theo sự giễu cợt, hình như tôi đã nói trước đó rồi mà, Vương Nhất là cao thủ tôi mời đến, mọi chuyện đều là do cô tự ý làm. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Ân Thị đông cứng lại. Đúng vậy, Lý Khinh Hồng và Diệp Thúy Như đã nói từ trước, Vương Nhất là tuyển thủ đại diện cho nhà họ Diệp, nhưng Diệp Ân Thi không tin. Sắc mặt Diệp Ân Thi vô cùng khó coi, cô ta không ngờ Vương Nhất lại chính là cao thủ đại diện cho nhà họ Diệp. Cô ta còn tưởng Diệp Thúy Như đã thông đồng với bọn họ. Hồng Giác Lâm nhìn Diệp Ân Thị bằng ánh mắt không mấy thiện ý, cô Diệp, rốt cuộc chuyện này là sao? Diệp Ân Thị và ông ta đã thỏa thuận sẽ đại diện cho nhà họ Diệp tham gia thi đấu, đồng thời đổi lấy phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng thực tế, ông ta thậm chí còn không đủ tư cách để thay mặt nhà họ Diệp. Chuyện này đối với ông ta chính là một sự sỉ nhục. Dưới sức ép của Hồng Giác Lâm, sắc mặt Diệp Ân Thi càng trở nên khó coi, thân hình nhỏ bé khẽ run rẩy. Cô ta không giải thích được, bởi vì cô ta không nghĩ Diệp Thúy Như lại mời được cao thủ. Ngoài ra, Diệp Ân Thi cũng biết một chút về quan hệ giữa Vương Nhất và Diệp Thúy Như. Hai người họ chính là tình cũ. Với quan hệ này, mà Vương Nhất còn đi giúp Diệp Thúy Như, đây là điều Diệp Ân Thị không ngờ tới. Cũng không thể giải thích được, dưới tình thế cấp bách, Diệp Ân Thi gọi điện cho Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo, Hồng Giác Hải. Chuyện Diệp Thúy Như không thể mời được cao thủ là Hồng Giác Hải nói cho cô ta biết, nên cô ta mới chắc chắn như vậy. Diệp Ân Thi trong lòng cũng nghẹn đầy lửa giận. Rất nhanh, điện thoại đã kết nối. Diệp Ân Thi nén giận hỏi, Hội trưởng Hồng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Giúp tôi điều tra một chút, người đại diện cho nhà họ Diệp tham gia thi đấu là ai? Giọng nói của Hồng Giác Hải truyền đến, vốn dĩ không phải là Vương Nhất sao, nhưng thân phận của Vương Nhất không tra ra được. Chúng tôi nghi ngờ thân phận của anh ta là giả, nên đã gạch tên anh ta ra, anh ta không đủ tư cách tham gia đại hội Bắc Cảnh. Diệp Ân Thị lập tức bị lời nói của Hồng Giác Hải làm cho sững sờ. Sau khi định thần lại, cô ta cố gắng kìm nén sự vui mừng trong lòng, xác nhận lại lần nữa. Hội trưởng Hồng, ông nói thật sao? Dĩ nhiên, Hồng Giác Hải tôi đã nói dối khi nào chưa? Hồng Giác Hải cười sang sảng nói. Lệnh này là do chính ông ta ban ra, sao có thể giả được? Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Diệp Ân Thị lập tức nhếch lên. Diệp Thúy Như, tôi vừa gọi điện cho Hội trưởng Hồng xác nhận, Vương Nhất không phải tuyển thủ đại diện cho nhà họ Diệp. Cái gì, sao có thể thế được? Nghe vậy, mặt Diệp Thúy Như cũng hơi biến sắc. Cô ta lập tức đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Ân Thi, nghiến răng hỏi, rõ ràng là tôi đã báo danh cho Vương Nhất, sao lại thế được? Ban đầu, cô ta không ngại đắc tội với Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, nhưng cũng phải đợi Vương Nhất đồng ý. Bây giờ, khó khăn lắm Vương Nhất đồng ý, cô ta cũng đã báo danh lên rồi, cuối cùng lại nhận được kết quả thế này. Đánh cho cô ta một cái không kịp trở tay. Đừng nói là Diệp Thúy Như, ngay cả nhóm người Lý Khinh Hồng và Lạc Thanh Thủy cũng vô cùng kinh ngạc. Đến bản thân Vương Nhất cũng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, anh đã tìm ra lý do. Nhất định là Hồng Giác Hải đã gây cản trở. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thúy Như lúc này, Diệp Ân Thi vô cùng vui vẻ, cười nói, tên của Vương Nhất đúng là đã được báo lên, nhưng không qua vòng kiểm tra hồ sơ của anh ta hiện ra một loạt dấu chấm hỏi. Trong khoảng thời gian 5 năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên Hội trưởng Hồng nghi ngờ thân phận của anh ta là giả, để đảm bảo Đại hội Bắc Cảnh diễn ra đúng kế hoạch. Tất cả những nhân tố bất bình thường đều phải được loại bỏ, nên ông ấy đã gạch tên của Vương Nhất đi. Diệp Thúy Như vẫn im lặng, sắc mặt rất khó coi. Khoảng thời gian chống 5 năm đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Cách đây rất lâu, cô ta đã điều tra thân phận của Vương Nhất, tất cả đều đầy đủ, chỉ trừ 5 năm ở giữa để chống. Không ngờ đây lại trở thành cái cớ để ngăn Vương Nhất dự thi. Mọi người đều ghen tị với cô ta, ai cũng muốn đuổi kẻ ngoại lai này đi. Cô ta chỉ đang thay mặt những người đó nói nên lời trong lòng thôi. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng và những người khác đều rơi vào trầm mặc. Cho dù độc ác xấu xa, lòng dạ rắn rết thì cô ta cũng chỉ muốn sống mà thôi. Nếu muốn sống tốt thì nhất định phải leo lên đỉnh cao nhất. Về điểm này, Lý Khinh Hồng không bằng Diệp Thúy Như. Thứ mà hai người theo đuổi không giống nhau.
Chỉ trong nháy mắt, Diệp Ân Thi đã kịp phản ứng lại. Cô ta nổi giận, dòng máu không chứng tỏ được điều gì, thứ nhà họ Diệp cần bây giờ là năng lực của tôi mạnh hơn cô phải nghe theo tôi. Bây giờ, tôi ra lệnh cho cô rót cho tôi một tách trà. Diệp Ân Thi trịch thượng nhìn Diệp Thúy Như, lạnh lùng ra lệnh. Diệp Thúy Như ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. Tự tìm chết. Trong đáy mắt của Diệp Ân Thị lóe lên sát khí, cô ta đột nhiên đứng dậy, tát mạnh vào mặt Diệp Thúy Như. Bốp! Âm thanh giòn tan vang lên, một vệt máu chảy ra từ khóe môi Diệp Thúy Như. Nhưng cô ta không kêu đau, càng không có ý định đứng dậy, chân mày cũng không nhíu lấy một cái. Sắc mặt Diệp Ân Thi càng trở nên khó coi, lại giơ tay lên tát tiếp. Dừng tay! Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lý Khinh Hồng không biết đã đứng lên từ lúc nào, bắt lấy tay cô ta. Người nhà họ Lý cũng dám quản chuyện của nhà họ Diệp chúng tôi. Buông tay ra. Diệp Ân Thi tức giận, quát Lý Khinh Hồng. Cô ấy đã làm rất tốt, cô dựa vào cái gì tát cô ấy? Lý Khinh Hồng nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Diệp Ân Thi cả kinh, nhưng vẫn tức giận nói, đến một cao thủ cô ta cũng không mời được, người duy nhất là do tôi mời đến, cô ta có tư cách gì dẫn dắt nhà họ Diệp tham gia đại hội Bắc Cảnh? Tát cô ta mấy cái thì có gì sai? Lý Khinh Hồng lạnh lùng nói, vấn đề nằm ở hiệp hội võ đạo, không liên quan đến cô ấy, cô còn dám ra tay, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Diệp Ân Thị giận dữ cười, cô tưởng có Lý Thế Nhân chống lưng, tôi sẽ sợ cô sao? Nói xong, cô ta giơ tay định đánh Lý Khinh Hồng thật. Trước kia, cô ta cũng từng là thế hệ trẻ ưu tú của nhà họ Diệp, đương nhiên ngang hàng với Lý Khinh Hồng. Chỉ là bởi vì ba mẹ Lý Khinh Hồng một lòng bảo vệ. Những thanh niên khác không dám chọc đến Lý Khinh Hồng. Bùm! Nhưng cô ta vừa giơ tay lên, cả người như diều đứt dây, bị đá bay xa hơn chục mét. Cửa phòng làm việc lập tức mở ra, ngoài cửa có một cái cầu thang, Diệp Ân Thi trực tiếp lăn xuống. Mọi người đều quay ra nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt kinh hãi. Ai, ai dám đá tôi? Ở dưới lầu, cả người Diệp Ân Thi như sắp rời ra, không đứng dậy nổi nữa. Hồng Giác Lâm kinh hãi nhìn Vương Nhất. Toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi lúc Vương Nhất ra tay, anh ta không hề có cảm giác gì. Vương Nhất đi đến lối vào hành lang, nhìn xuống Diệp Ân Thi đang nằm bẹp dí như con dán. Là anh. Diệp Ân Thi vừa giận vừa sợ, chỉ hận không thể giết chết Vương Nhất. Nếu như là chuyện khác, tôi sẽ không bao giờ ra tay với cô, nhưng động đến vợ tôi thì không được. Vương Nhất lạnh lùng nói, cô ấy muốn đánh cô không được phép đánh lại, chỉ có thể đứng yên cho cô ấy đánh. Nếu không tôi sẽ ra tay, đến lúc đó không chỉ hai cái tát là xong đâu, nghe rõ chưa? Giờ phút này, Vương Nhất toát ra một luồng sát khí nồng nặc, khiến Diệp Ân Thị toàn thân run rẩy. Vương Lâm, Lạc Thanh Thủy và người nhà họ Diệp nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Nhờ sự giúp đỡ của Hồng Giác Lâm, Diệp Ân Thị khập khiễng đứng dậy. Cô ta không muốn ở lại đây dù chỉ một giây nào nữa. Diệp Thúy Như, được, cô giỏi lắm, lại dám gọi chồng cũ đến đánh tôi. Không có sự giúp đỡ của tôi, để xem cô tự mình làm được cái gì. Sau khi bỏ lại câu này, Diệp Ân Thi vội vàng xuống lầu, đến thang máy cũng không dám đi. Thúy Như, mặt em không sao chứ? Diệp Ân Thi vừa đi, Vương Lâm đã lập tức đến cạnh Diệp Thúy Như, hỏi han ân cần. Diệp Thúy Như nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, sao vừa nãy lúc con điếm kia đánh tôi thì sao anh không nói gì, bây giờ cô ta đi rồi anh mới nói. Đó là vì... Vương Lâm cứng miệng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Dù sao anh ta cũng không thể nói rằng mình sợ Diệp Ân Thi, đúng không? Không phải nhân tài ưu tú của gia tộc nào cũng có thể đại diện cho gia tộc đó tham gia đại hội Bắc Cảnh. Vương Lâm cũng không phải là người giỏi nhất Phương Thị, mặc dù anh ta có thể đến Giang Thành, nhưng đó là vì anh ta đã mặt dày cầu xin ông nội cho mình một cơ hội. Ai bảo Diệp Thúy như đại diện cho Diệp Thị cơ chứ? Nói thật khi hai chị em nhà họ Diệp đấu đá tranh giành quyền lực, Vương Lâm hoàn toàn không nghĩ rằng Diệp Thúy Như có thể chiến thắng. Thậm chí cô ta còn chẳng thể chiếm ưu thế. Vì dù sao, Diệp Thúy Như vừa mới quay về gia tộc, cho dù là các mối quan hệ, vốn liếng, tiền tài hay quyền lực đều kém hơn Diệp Ân Thi. Lúc rơi vào thế yếu, chút huyết mạch thuần khiết của Diệp Thúy Như còn gây ra tai họa. Vương Lâm thở dài, giọng điệu ẩn ý, Thúy Như, tôi biết em muốn chèn ép Diệp Ân Thi. Nhưng bây giờ em vẫn chưa cứng đối cứng được đâu. Ồ, vậy anh có ý hay nào không? Diệp Thúy Như nhìn anh ta với vẻ mặt chế giễu. Vương Lâm lập tức nói suy nghĩ trong lòng mình,
chuyện em nên làm nhất bây giờ là nhanh chóng đính hôn với anh, đợi sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ có thêm sức mạnh của gia tộc Phương Thị, đến lúc ấy chuyện chèn ép Diệp Ân Thị là chuyện rất dễ dàng. Diệp Thúy Như nghe xong, không chỉ không vui mừng, mà trái lại ánh mắt cô ta càng trở nên lạnh lẽo. Chín u y là cô ta hét lên với Vương Lâm. Vương Lâm hoảng sợ, thấy Diệp Thúy Như đang nổi giận, anh ta cũng không dám chọc giận cô ta thêm mà đưa 5 người bị thương rời đi. Trước khi đi, anh ta vẫn không quên liếc xéo Vương Nhất. Lần này, Diệp Thúy Như cũng không có cách nào can thiệp. Ánh mắt của Vương Nhất lại không có gì bất ngờ. Điều tra hồ sơ của anh. Ai có tư cách này? Thật không ngờ, bản thân lại bị coi là làm giả thân phận. Lý Khinh Hồng nói với Vương Nhất, nếu đã không đi được thì tốt nhất hãy ở lại với chúng em. Lý Khinh Hồng biết chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm kia nhưng cũng sẽ không nói ra. Cho nên, người đại diện cho nhà họ Diệp tham gia thi đấu chỉ có thể là Ngài Hồng của Hiệp hội Võ Đạo. Diệp Ân Thị mang niềm vui sướng của kẻ thắng trận, nói với Hồng Giác Lâm. Sắc mặt Hồng Giác Lâm lúc này đã khá hơn chút. Diệp Ân Thị lại quay sang nói với Diệp Thúy Như, nhưng Ngài Hồng là người do tôi tìm tới, người đại diện cho nhà họ Diệp đương nhiên phải là tôi, cô không có tư cách này. Sắc mặt Diệp Thúy Như vô cùng khó coi, cô ta lạnh lùng nói, Diệp Ân Thị, cô cho là dùng thủ đoạn đê hèn này thì tôi sẽ nhận thua sao? Thứ chảy trong cơ thể tôi là dòng máu chính thống của nhà họ Diệp, cho dù lưu lạc bên ngoài hơn 20 năm, tôi vẫn là người kế thừa chính đáng nhất của nhà họ Diệp, tôi sẽ không bao giờ nhận thua. Giọng của Diệp Thúy Như trầm thấp, đầy khí thế, khiến Diệp Ân Thị nhất thời bị dọa sợ. Sắc mặt cô ta cũng trở nên khó coi. Diệp Thúy Như có thể trở về nhà họ Diệp là vì dòng máu của cô ta là chính thống nhất trong số những người trong nhà. Nhìn bóng lưng Vương Lâm rời đi, trong mắt Diệp Thúy Như bóng lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo, cô ta muốn giết chết người kia. Anh ta lại dám có ý định kết hôn với cô ta, đúng là muốn chết. Thậm chí anh ta còn chẳng bằng Lý Tinh Sở. Cảm ơn. Đợi Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đến, Diệp Thúy Như bày tỏ lòng biết ơn với Vương Nhất. Vương Nhất xua tay, không cần cảm ơn tôi đâu, nếu muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn vợ tôi đi. Diệp Thúy Như cười, tôi biết rồi. Tuy nhiên, khi quay sang Lý Khinh Hồng, cô ta cũng chẳng nói cảm ơn mà chỉ thản nhiên nói, tôi không ngờ cô sẽ nói đỡ giúp tôi. Lý Khinh Hồng mỉm cười hơi mỉa mai, chẳng lẽ trong mắt cô, tôi là người lòng dạ hẹp hòi đến thế sao? Diệp Thúy Như giật mình, cô ta chợt lắc đầu, không phải thế, tôi nghĩ rằng cô vẫn còn hận tôi, vì tôi đã khiến cho tập đoàn của cô phá sản. Đó là vì cô có tài, không cần xin lỗi tôi. Không ngờ Lý Khinh Hồng lại ngắt lời cô, vả lại, trong cái rủi có cái may, sau khi phá sản bây giờ tôi cũng đã xây dựng được công ty mới, phát triển hơn trước kia. Nghe vậy, Diệp Thúy Như cũng cười, không nói thêm. Bây giờ cô định làm gì? Không biết Lạc Thanh Thủy lấy một viên kẹo cao su ở đâu, bà ta đứng cạnh vừa thổi bong bóng vừa hỏi. Diệp Thúy Như tức khắc cau mày. Đáng lẽ hội nghị hôm nay sẽ khiến cho mọi người đoàn kết hơn, đáng tiếc lại bị Diệp Ân Thị phá hỏng. Cô ta đã mất quyền đại diện cho Diệp Thị để tham gia đại hội Bắc Cảnh, hơn nữa Vương Nhất cũng đã khiến cho 5 cao thủ của Vương Lâm bị thương theo các mức độ khác nhau. Tình cảnh này như một mớ hỗn độn. Diệp Ân Thị, cô ta thật đáng chết. Diệp Thúy Như nắm chặt tay, vẻ mặt tràn ngập lửa giận. Có lẽ không tệ như cô nghĩ đâu. Bỗng nhiên Vương Nhất lên tiếng, anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Anh có cách gì sao? Diệp Thúy Như hỏi. Lý Khinh Hồng nhíu mày, Vương Nhất đã bị Hiệp hội Võ Đạo cấm cửa, anh còn có cách gì nữa sao? Vương Nhất cười nhạt, rất đơn giản, nếu tôi không thể lên đấu, vậy đổi người là được, đúng không? Vừa nói xong, mọi người vốn đang dựng tai nghe lại rời mắt chẳng còn hứng thú. Họ còn tưởng rằng Vương Nhất nghĩ ra cách gì hay. Cách anh nói chẳng khác gì không nói. Anh cho rằng tôi không nghĩ đến cách này sao? Nhưng bây giờ hầu hết các cao thủ mạnh đều đã có chủ, hơn nữa đại hội Bắc Cảnh cũng sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi đâu tìm đây? Diệp Thúy Như bất đắc dĩ nói. Không bột đố gột nên hồ, chuyện đã thế này, cô ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vốn dĩ Lý Khinh Hồng cũng không đồng ý cho Vương Nhất ra mặt, trái lại tình cảnh bây giờ lại khiến cô ta cảm thấy rất hài lòng. Nếu anh không thể tham gia cuộc thi, vậy cứ ngoan ngoấn làm người xem thôi, cố gắng hết sức là được, còn đâu nghe ý trời vậy. Lý Khinh Hồng nghiêm túc nói với Vương Nhất. Bụp! Lạc Thanh Thủy thổi một cái bong bóng, nó vỡ rồi dính đầy miệng bà ta,
có lẽ, vốn dĩ không thể liên minh các vương tộc được đâu. Vương Nhất đồng ý với cách nói này. Ngôi một nhà trong số 9 vương tộc lớn đều coi lợi ích quan trọng nhất, nếu bắt tay hợp thành liên minh, chắc chắn họ sẽ cãi cọ xem ai được lợi nhiều, ai được lợi ít. Vốn dĩ hôm nay sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến phân chia lợi ích. Nhưng bây giờ sắp giải tán đến nơi rồi, còn lợi ích gì nữa cơ chứ? Không được. Diệp Thúy như khăng khăng, có lẽ các anh sẽ không buồn vì chuyện này, nhưng với tôi cần phải giành được vị trí đứng đầu trong đại hội lần này. Tại sao? Vương Nhất hỏi. Diệp Thúy như hơi do dự, nhưng cô ta vẫn kể rõ lý do. Tôi đến Giang Thành vì anh, nhưng Diệp Ân Thị đầu têu khiến tất cả mọi người đều phản đối, mấy người cô ta ép tôi phải ký giấy cam kết, nếu không giành được vòng nguyệt quế dành cho người đứng đầu tại Đại hội Bắc Cảnh thì tôi sẽ bị đuổi khỏi Diệp Thị. Nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt của Vương Nhất thay đổi, anh không nói gì nữa. Lý Khinh Hồng cũng quen rồi, chỉ e rằng cả đời này Diệp Thúy như cũng sẽ không thể quên cái danh vợ cũ. Đương nhiên, cô ta cũng chẳng bao giờ lên được chính thức. Có điều chuyện này lại khiến cho Lạc Thanh Thủy hơi cảm thấy khó chịu. Tôi đang thắc mắc không biết tại sao cô lại có lòng tốt như thế, muốn lập liên minh các vương tộc khác để cùng tấn công Tần Thị, hóa ra là chỉ vì bản thân cô thôi. Lạc Thanh Thủy tức giận, tự cô ký giấy cam kết, có liên quan gì đến chúng tôi đâu. Tôi muốn rút lui. Vốn dĩ Lạc Thanh Thủy chỉ đến ngồi không, đương nhiên bà ta không muốn tham gia với Diệp Thúy Như. Thấy tất cả mọi người đều không đồng ý với mình, Diệp Thúy Như quay về chỗ cũ. Cô ta không nói gì, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự cô đơn hiu quạnh và cả không cam lòng của cô ta. Lý Khinh Hồng thở dài. Thật ra, cô ta và Diệp Thúy Như đều thuộc cùng một loại người. Vốn dĩ cô ta cũng sẽ hắc hóa giống như Diệp Thúy Như, nhưng sau đó cô ta lại không như vậy. Bởi vì bên cạnh cô ta có Lý Tuyết Nhi và Vương Tử Lam. Còn cả Vương Nhất. Còn cô ta thì chẳng có cái gì. Từ đầu đến cuối cô ta đều cô đơn một mình. Vương Nhất cứ như một mặt trời ấm áp tràn ngập ánh sáng, thu hút cô ta bước ra khỏi bóng tối. Mỗi khi thấy Diệp Thúy như thiêu thân lao đầu vào lửa, cô ta đều cảm thấy giống như mình mới là kẻ thứ ba. Dù sao, nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ vào 5 năm trước, Vương Nhất cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của cô. Anh bảo vợ mình tên là Kim Thúy Như, anh con rể ở rể của nhà họ Kim. Có lẽ thời gian 5 năm, dưới tấm lòng chân thành và sự bảo vệ của Vương Nhất, đã có thể khiến cho Diệp Thúy Như cởi bỏ màu sắc bảo vệ trên người. Nhưng chuyện tình cảm thì ai có thể hiểu rõ được đây? Lý Khinh Hồng sẽ không thương hại hay tội nghiệp cô ta. Chờ chút, ở chỗ tôi vẫn còn một người. Vương Nhất vẫn luôn im lặng lại chợt lên tiếng. Diệp Thúy Như vốn đang buồn rầu lập tức ngẩng đầu lên. Ngay cả Lý Khinh Hồng và Lạc Thanh Thủy cũng nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Anh còn ai? Vương Nhất hơi nheo mắt, nhìn Diệp Thúy Như, nói, ở chỗ tôi có một người có thể giải quyết chuyện này giúp cô. Ai? Diệp Thúy Như hỏi. Vương Nhất nói ra chuyện của Hiệp hội Võ Đạo Thiên An. Bây giờ Hiệp hội Võ Đạo Thiên An thuộc về tôi, hội trưởng đương nhiệm là Diệp Kình Hiên của gia tộc họ Diệp, sức mạnh tổng hợp của anh ta không hề kém Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, nếu cô không chê thì tôi có thể gọi họ đến đây. Anh vừa nói xong. Không chỉ Diệp Thúy Như, mà ngay cả Lý Khinh Hồng và Lạc Thanh Thủy, cũng nhìn Vương Nhất đầy khó tin. Họ chỉ biết hầu như các thế lực ở Thiên An đều đã cúi đầu trước Vương Nhất, nhưng không ngờ, anh nắm cả Hiệp hội Võ Đạo. Diệp Kình Hiên. Diệp Thúy Như nhíu mày, cô ta đã từng nghe thấy cái tên này, nhưng chưa từng gặp người thật. Sau khi im lặng một lúc lâu, cô ta nói với Vương Nhất, chuyện đã đến nước này, cũng chẳng còn cách nào khác, ngựa chết cũng phải cứu thành ngựa sống, tôi tin người của anh. Vương Nhất cười, được, vậy tôi lập tức gọi anh ta đến đây. Kinh Hồng, em đi với dì trước đi, đợi giải quyết xong mọi việc, anh lại tới. Lý Kinh Hồng và Lạc Thanh Thủy nhanh chóng rời khỏi đó. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người Vương Nhất và Diệp Thúy Như. Cảm ơn. Diệp Thúy Như lại nói cảm ơn với Vương Nhất. Vương Nhất nhìn cô ta, cô không cần cảm ơn tôi, không phải tôi giúp cô vì chuyện ngày trước, mà chỉ giúp cô xử lý chuyện trong gia tộc. Rồi sau đó nói sau. Cảm ơn. Bỗng nhiên Diệp Thúy Như chảy nước mắt, cô ta vừa khóc vừa cười. Cô khóc gì chứ? Sắc mặt Vương Nhất thay đổi.